Chương 201: Quân Hắc Long hành động. Mặc dù Mạc Phù không sợ chết, nhưng tướng của các nước khác sợ chết. Trước sự truy hỏi của Giang Thần, bọn họ không dám che giấu điều gì. "Hắc, Hắc Long chính là Quỷ Vương đã thông báo cho chúng tôi biết. Chúng tôi đã phái ra nhiều các cao thủ của từng quốc gia, bao vây anh ở núi Thiên Sơn này. Nếu như các vị cao thủ này bị đánh bại, thì một đội quân tổng hợp gồm 100.000 người sẽ được điều động đến." "Vâng, đúng vậy ạ." À quỷ vương đã nói với chúng tôi như vậy. Ma vương nói rằng anh ta đã bắt được tướng quân Hắc Phong và muốn sử dụng anh ta để áp chế anh. Chúng tôi cần sự giúp đỡ nên mới xuất binh. Mọi người đều mở miệng giải thích. Giang thần nắm chặt tay. Tiểu Hắc hiện giờ không biết sống chết ra sao. Anh có ý định thủ tiêu nốt. Audio điện tử võ tấn bền. Nhiệt độ trong phòng lúc này dường như giảm xuống. Tướng quân các quốc gia nằm trên mặt đất đều cảm nhận được một luồng sát khí đáng sợ, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm, kinh hãi mà dùng mình. Giang thần hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay thành hình nắm đắm. Anh không hề giết những tên sát thú đó. Bởi vì anh biết khi giết những người này, anh có thể sẽ không an toàn thoát ra ngoài. Gọi lệnh, gọi lệnh, mất dấu vết của Hắc Long, xin chỉ thị. Khu 100 cũng không tìm thấy Hắc Long. Tin tức khắp nơi đều được thông báo về trụ sở chính. Giang thần kéo đai một tướng quân, lạnh lùng nói, chỉ đạo đội quân xông thẳng đến khu 500. Tướng quân tất nhiên không dám trái lời. Chỉ huy bộ nghe rõ, tin tức vừa đến, Hắc Long đã bỏ chạy vào khu 500, tất cả đến đấy hỗ trợ. Sau khi tướng quân ra lệnh, Giang Thần ngay lập tức cắt đứt thiết bị. Thế giới bên ngoài đã mất liên hệ hoàn toàn với chỉ huy. Tất gì những gì họ phải làm lúc này là chờ đợi. Chờ đến khi bình minh. Tuy nhiên, hiện tại anh lại không biết được bất cứ tin tức gì liên quan tới Tiểu Hắc, không biết bây giờ anh ta sống chết ra sao, và anh rất lo lắng cho Tiểu Hắc. Chói tất cả những người ở đây lại, sau đó anh nhanh chóng rời đi, đi về phía hang động nơi Tiểu Hắc đang ẩn náu. Khoảng cách không xa lắm, cộng thân thể nhanh nhẹn của anh, anh có thể xuyên qua khu rừng một cách nhanh chóng, nửa canh giờ đã tìm được Tiểu Hắc, cõng Tiểu Hắc trên lưng, anh nhanh chóng quay trở lại đỉnh núi Thiên Sơn. Bây giờ, trời gần sáng. Giang thần kiểm tra tình trạng của tiểu hắc, lấy kim bạc ra, bắt đầu dùng kim bạc kích thích bộ phận của anh ta để duy trì sinh lực. Nam Hoang, quân khu. Đêm nay, quỷ lịch không tài nào chợp mắt nổi. Từ khi Giang thần rời đi, anh ta đã rất lo lắng. Ngồi trong gian phòng làm việc. Quỷ lịch không ngừng nghỉ nhìn thời gian. Đã 6 giờ sáng, và có một chút bình minh ở phía chân trời. Giang thần vẫn chưa trở lại. Lúc này, anh ta đứng dậy ra lệnh, toàn quân nghe lệnh. Quân đoàn không chiến nhận lệnh. Lữ đoàn đặc chiến nhận lệnh. Bộ binh doanh tiếp lệnh. Trung đoàn đạn đạo nhận lệnh. Theo lệnh của quỷ lịch, đèn của quân khu và các tòa nhà lớn lập tức bật sáng, lãnh đạo từng trung đoàn nhận lệnh. Quỷ lịch nhìn thời gian, hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng, 7 giờ sáng xuất phát đúng giờ, đích là đến đỉnh Thiên Sơn, săn bằng nơi đó. Hiệu lệnh vang lên, quân khu vang lên âm thanh sung trận tất cả binh lính đã sẵn sàng. Một chiếc máy bay chiến đấu được lắp ráp nhanh chóng. Xe bọc thép, xe tăng và xe tên lửa đều ở chế độ chờ. Hàng ngàn quân Hắc Long đã lên xe quân sự. Sau khi quỷ lịch ra lệnh, các vị tướng khác nhau lần lượt xuất hiện trong văn phòng quỷ lịch. Quỷ tướng quân, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên ngài phát động xuất binh kèm lệnh? Chẳng nhẽ có quân địch xâm phạm sao? Quỷ tướng quân, chủ soái đã rời chức, chỉ thị từ trên xuống sao. Trước những thắc mắc của mọi người, quỷ lịch cho biết chủ soái sắp rời đi, nhưng mặc kệ anh ấy là chủ soái trong nốt ngày hôm nay đi chăng nữa thì anh ấy vẫn là chủ soái cả đời. Hôm qua, chủ soái đã xuất hiện ở Nam Hoang, qua biên giới, đi đến đỉnh Thiên Sơn. Khi anh ấy rời đi đã ra lệnh, trước khi trời sáng, nếu anh ấy không trở về, hãy phái quân đi đến đấy, săn bằng ngoại ô Thiên Sơn. Ngoặc kép, cái gì, chủ soái đã đến Nam Hoang sao? Việc đó đã xảy ra khi nào vậy? Tại sao tôi lại không biết? Tuy nhiên, quỷ lịch cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều. Anh ta đứng bên cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi. Mặt trời từ từ nhô lên từ phía dưới đường chân trời, chiếu sáng thế giới đen tối. Quỷ lịch nhìn thời gian. Bây giờ là 7 giờ sáng. Cầm máy bộ đàm trên tay, anh ta ra lệnh, "Toàn quân tấn công." Tiếng còi ở khắp các khu vực quân khu vang lên. Lời ra quân của toàn quân vang dội khắp quân khu. Lực lượng quân đoàn không chiến dẫn đầu, và hàng nghìn máy bay chiến đấu cất cánh lên không trung. Ngay sau đó, một số lượng lớn xe tăng, thiết giáp, xe quân sự đã được điều đến. Vào lúc này, tại đỉnh núi Thiên Sơn, Giang Thần đang đứng ở bên ngoài nhà gỗ. Trời đã rạng sáng, nếu không có chuyện gì khác, quy lịch sẽ sớm điều quân đến. Anh bước vào phòng nhìn tướng quân các nước trong phòng rồi thờ ơ nói, đỉnh Thiên Sơn này sẽ là nơi chôn cất 100.000 quân của 28 nước. Bùm! Giọng của Giang Thần vừa dứt lời. Thì bỗng có một vụ nổ lớn ở bên ngoài. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, giống như động đất sắp tới, chấn động địa cầu. Tướng của các nước đều thay đổi sắc mặt. Quân Hắc, Hắc Long xuất binh. Hắc Long, anh muốn châm ngòi chiến tranh sao? Trung Quốc đã có thỏa thuận với nhiều quốc gia khác nhau và sẽ không dễ dàng đưa quân đến ngoại ô Thiên Sơn đâu. Hắc Long, chuyện này sẽ còn lớn hơn nhé, sẽ có ngày bọn tôi trả thù anh. Nhiều tướng lĩnh ngân giọng lên nói lớn. Giang Thần vẻ mặt lãnh đạm ngồi ở trên ghế, tôi sẽ không xuất binh nữa, nhưng người khác nếu có xúc phạm tôi, có thể tôi sẽ nhẫn nhịn, nhưng riêng anh ta. Giang Trần chỉ vào tiểu Hắc đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường. Anh ta là tướng quân Hắc Long. 28 quốc gia to gan lớn mật, dám trói buộc, giam giữ tướng quân của Nam Hoang, vậy đương nhiên phải chịu cơn thịnh lỗ của quân Hắc Long. Nói xong, anh rút kim bạc ra khỏi người bọn họ, vì vậy mà bọn họ có thể cử động như bình thường. Liên lạc ngay với các cơ quan chức cao nhất của đất nước các vị, tôi sẽ cho các vị cơ hội sống nhưng phải tả tiền chuộc người. Dựa theo thông lệ quốc tế, một tù nhân được trả một triệu đồng tiền chuộc, còn tướng quan cấp bậc, 10 tỷ một người. Giang thần nhìn những vị tướng này rồi nói. Còn nếu các vị lựa chọn xuất binh, các vị chuẩn bị hứng chịu thất bại đi. Lúc đó các vị sẽ cảm nhận hương vị của thua cuộc thế nào. Bên ngoài, tiếng súng đã vang lên. Khi quân Hắc Long xuất binh, cục diễn liên quân của 28 quốc gia tại ngoại ô Thiên Sơn hoàn toàn thay đổi. Đối mặt với quân Hắc Long lừng lẫy, bọn họ không có dũng khí chiến đấu, đều vứt bỏ vũ khí và đầu hàng. Tuy nhiên, Chiếc máy bay ném bom đã đến và thả một loạt bom, 100.000 quân của 28 nước đã bị hư hại gần hết. Những người còn lại đều đã bị bắt. Giang Thần kết nối với phòng chỉ huy, nhấc điện thoại cố định và gọi cho Quỷ Lịch. "Tôi đang ở trên đỉnh núi Thiên Sơn." Cúp điện thoại xong, anh kiên nhẫn chờ đợi. Ngay sau đó, một số máy bay chiến đấu từ trên trời lao xuống và hạ cánh thuận lợi trên đỉnh của đỉnh núi Thiên Sơn. Phó soái Hắc Long quân, Quỷ Lịch đã tới quá muộn yêu cầu chỉ huy trừng phạt. Quỷ lịch xuống máy bay trực thăng trước và quỳ một chân xuống. Những người khác xuống máy bay trực thăng. Tất cả đều quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ đã đến quá muộn. Âm thanh ngắn gọn, chỉnh tề vang lên. Giang thần ôm tiểu hắc, người bị thương nặng và đang bất tỉnh, bước ra ngoài từng bước dưới sự quan sát của bao ánh mắt. Trên đỉnh núi Thiên Sơn, trên mặt đất đầy rẫy những xác chết. Giang thần đã dẫm lên những xác chết này, đi đến trước quỷ lịch, và ra lệnh. Đưa tôi trở lại bệnh viện quân khu Nam Hoang, tôi muốn chữa trị cho Tiểu Hắc, trong nhà còn có 28 tướng lĩnh, trói họ lại, bắt toàn bộ giải về Nam Hoang, theo thông lệ quốc tế, hãy để nước họ dùng tiền để chuộc người. Ngoặc kép, những tù nhân bị đánh bại cũng được đưa về Nam Hoang. Giang thần nói xong liền ôm Tiểu Hắc lên trực thăng. Máy bay trực thăng cất cánh, từ từ bay lên không chung, rồi nhanh chóng rời đi. Quỷ lịch cùng với các vị tướng quân từ từ đứng dậy, rồi họ nhìn đống thi thể trên đỉnh Thiên Sơn, không khỏi há hốc mồm. Ngày hôm qua nơi này đã trải qua trận chiến ác liệt gì mà khiến nhiều người chết ở đây như vậy? chương 202, vang danh khắp thế giới. Nam Hoang, Bệnh viện Quân Khu. Tiểu Hắc được đẩy vào phòng phẫu thuật. Giang thần đích thân tiến hành trần đoán toàn diện cho anh ta. Xương cốt toàn thân bị gãy nát. Gân tay, gân chân đều đã bị đứt não bộ còn gặp phải cú đập mạnh, xuất hiện chấn động não mạnh, cũng có thần kinh não bị tổn thương. Trên người còn có vết thương do súng gây ra. Hiện tại anh ta còn sống, còn một hơi thở, toàn bộ dựa vào giang thần lợi dụng kim bạc kéo dài mạng sống cho anh ta, bằng không thì anh ta đã chết từ lâu rồi. Tình hình hiện tại của anh ta cực kỳ gay gâu, cho dù giang thần có là thần y, muốn chữa khỏi cũng rất phiền toái. Cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Hiện tại đã an toàn rồi, anh có thể dốc hết sức mình chữa trị cho Tiểu Hắc. Chỉ cần Tiểu Hắc vẫn chưa ngừng thở thì anh chắc chắn kéo anh ta từ cửa chết trở về thành công. Chuẩn bị phẫu thuật, Giang Thần bắt đầu phẫu thuật cho Tiểu Hắc. Bắt đầu từ xương cốt bị gãy nát. Tiểu Hắc bị thương quá nghiêm trọng, ca mổ phải mất rất nhiều thời gian, trong chốc lát căn bản là không tài nào hoàn thành nổi. Lần giải phẫu này tiến hành xuyên suốt hơn 20 giờ đồng hồ, từ buổi sáng cho đến buổi tối ngày hôm sau mới kết thúc. Ca phẫu thuật đã hoàn thành tiểu Hắc vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm trong 10 ngày tiếp theo anh cần phải trông chừng bên cạnh tiểu hắc 24/7 không ngừng châm cứu cho anh ta sau đó còn kiểm tra thân thể và cho anh ta uống thuốc anh ra khỏi phòng phẫu thuật bắt đầu từ ngoài ô Thiên Sơn đến bây giờ anh đã hai ngày hai đêm không ngủ hơn nữa lúc ở ngoài ô Thiên Sơn anh đã liên tục chiến đấu Đây là việc cực kỳ khiến anh tiêu hao sức lực sau khi kết thúc ca phẫu thuật anh cảm thấy quá là mệt mỏi. Bên ngoài phòng phẫu thuật có không ít ông lớn quân đội ở Nam Hoang tụ tập. Chủ soái, Giang thần đi ra, không ít người kính lễ. Giang thần có hơi bó tay, bất lực nói, thời kỳ đặc biệt, lễ tiết miễn hết đi. Quỷ Lịch nói, tướng quân các nước đều đã chiếm được Nam Hoang, bây giờ các nước nhỏ đó đang dồn dập gây sức ép với Trung Quốc, muốn chúng ta thả người. Thả người? Sắc mặt Giang thần trầm xuống. Sao mà được? dựa theo lệ thường thì là lấy tiền chuộc người, hơn nữa tiền chuộc phải gấp 10 lần. Tướng quân, trận chiến ở ngoại ô Thiên Sơn đã truyền ra khắp thế giới, bây giờ trên quốc tế đều đang thảo luận chuyện này, chúng ta muốn tiền chuộc gấp 10 lần, nước đối địch sẽ đồng ý sao? Làm theo lời tôi nói là được. Giang thần ngồi xuống băng ghế ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, vô thức sờ tìm thuốc lá, chỉ là thuốc trên người đã không còn nữa rồi. Quỷ lịch nhanh chóng lấy thuốc đưa qua rồi mồi lửa cho anh anh ta hỏi, đúng rồi, tướng quân Hắc Phong thế nào rồi? Giang Thần dựa vào ghế, rít mạnh một hơi, có tôi ở đây thì không chết được, phải rồi, ngoại ô Thiên Sơn náo động lớn như vậy, bên trên có truyền đạt văn kiện xuống không? Quỷ Lịch lắc đầu, không có. Ừ. Giang Thần gật đầu, nói, không có thì tốt, cứ theo lời tôi nói, tiền chuộc phải gấp 10 lần, hai phần nộp vào ngân khố quốc gia, phần còn dư thì chuyển vào tài khoản tư nhân của chúng ta, tôi hơi mệt. Đi nghỉ ngơi một chút đã, theo dõi chặt chẽ tình hình của Tiểu Hắc, một khi có tình huống gì thì lập tức đánh thức tôi." Quỷ Lịch gật đầu, nói: "Vâng." Giang Thần đứng dậy, đi đến phòng nghỉ của bệnh viện quân khu. Đi được vài bước chợt dừng lại, xoay người nói: "Mua cho tôi một chiếc di động, sẵn tiện giúp tôi thay thế thẻ sim luôn." Nói xong, Giang Thần rời đi ngay. "Anh mệt mỏi quá rồi, anh cần phải được nghỉ ngơi. Hiện tại tình hình của Tiểu Hắc vẫn chưa ổn định." 10 ngày kế tiếp rất quan trọng, mỗi ngày anh nhất định phải đúng giờ dùng châm cứu kéo dài mạng sống cho tiểu hắc, sau đó còn cho uống thuốc, dùng thuốc đẩy nhanh tốc độ hồi phục xương cốt các cơ quan nội tạng của tiểu hắc. Trận chiến ngoài ô thiên sơn ở Nam Hoang này đã truyền khắp toàn thế giới. Tất cả mọi thứ trên mạng đều đăng tải về trận chiến này. Hắc Long xuất hiện ở cửa khẩu ngoại ô Thiên Sơn của Nam Hoang, dốc sức chiến đấu với tướng tài của 28 quốc gia. Kẻ mạnh của 28 quốc gia, toàn bộ chết thảm tại ngoại ô Thiên Sơn. 28 quốc gia liên minh điều động 10 vạn đại quân, ở ngoại ô Thiên Sơn triển khai truy sát Hắc Long. Cận chiến một ngày một đêm, dưới sự vây quét của 10 vạn đại quân, Hắc Long xâm nhập tổng bộ chỉ huy của 28 quốc gia, bắt sống tướng quân của 28 quốc gia. Hộ quốc chiến thần của Trung Quốc chỉ có Hắc Long Nam Hoang. Hắc Long không còn là chủ soái, nhưng anh ấy vĩnh viễn là chiến thần của Trung Quốc, vĩnh viễn là anh hùng trong lòng chúng ta trên mạng có tỷ tỷ bài đăng về trận chiến này nhà họ đường hai ngày nay đường sở sở chưa từng bước chân ra ngoài mà cứ luôn ở nhà cô cũng rất quan tâm chuyện liên quan đến hắc long cô dạo qua các diễn đàn quân sự chỉ có điều những thứ trên diễn đàn đều là vài ba lời đồn không có cảnh chiến đấu thật sự cô cũng mang lòng hoài nghi với tính chân thật của trận chiến này sao anh ấy về lại nam hoang rồi em à đường sở sở xoay người nhìn đường tùng dạ Đường Tùng đang ngồi ở trên sofa mất hồn mất vía dạ một tiếng, thân thể căng chặt, đứng dậy khỏi sofa, trên trán đã hiện ra mồ hôi to như hạt đậu. Đường Sở Sở muốn hỏi cậu ta về những việc lan truyền trên mạng này. Thế nhưng cô lại thấy Đường Tùng có gì không ổn, không khỏi nhíu mày và hỏi, "Em làm sao vậy? Hai ngày nay hình như có việc gì hả?" "Không, không có gì." Đường Tùng cuống quyết ngồi xuống. Hai ngày cậu ta mãi mà không dám nói không dám nói bản thân chuyển cho đường sở sở 500 triệu, càng không dám nói cậu ta vay nặng lãi 800 triệu. Hơn nữa hai ngày nay cũng không có ai tìm tới cửa, cậu ta cũng thích góp được một chút may mắn. Đường sở sở cũng không nghi ngờ. Đứng dậy đi đến chỗ đường tùng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, hỏi bây giờ tin tức liên quan đến hắc Long được bàn tán xôn xao đầy trên mạng, đều nói là anh ấy đến Nam Hoang, ở ngoài ô Thiên Sơn dốc sức chiến đấu với các bậc thầy võ thuật của 28 quốc gia, còn đang lan truyền ngoại ô thiên sơn máu chảy thành sông, mấy tin này là thật vậy sao? Cái này, cái này em có biết đâu. Đường Tùng thất thần. Vậy thôi. Đường sở sở cũng không hỏi nữa. Cô đứng dậy đi ra ngoài. Ra sau cửa gọi điện thoại cho cậu Giang thần bí, cũng chính là Hắc Long. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cuộc gọi không kết nối được. Cô thử suy nghĩ, gọi qua cho hứa tình, Hiện tại là 8 giờ sáng, Hứa Tình vừa đến công ty là nhận được điện thoại của Đường Sở Sở. Sở Sở, sao vậy? Tuy rằng trong lòng rất bất mãn với Đường Sở Sở, nhưng dù sao cũng là chỗ chị em thân thiết, Hứa Tình cũng không tháo mặt nạ thân thiện xuống. Hứa Tình, chuyện lan truyền trên mạng là thật sao? Hắc Long thật sự đến Nam Hoang, đã trải qua trận chiến sinh tử ở ngoại ô Thiên Sơn, bị 10 vạn đại quân vây đánh sao? Chuyện này ngày hôm qua Hứa Tình có nghe nói sự việc thật giả ra sao cô ta cũng không biết. Làm sao mà tớ biết được? Đường sở sở lại hỏi lần nữa, đúng rồi, hai ngày nay cậu có gặp Giang thần không? Tớ gọi điện thoại cho anh ấy đều tắt máy, không tài nào kết nối được. Hứa tình nói, tớ đào đâu ra thời gian đi gặp anh ấy chứ? Cái tên không có lương tâm này đã quên tớ từ khuya rồi, bây giờ công ty bận muốn chết luôn. Ngày nào tớ cũng tăng ca đến 12 giờ đêm, về đến nhà ngã đầu ra một cái là ngủ tít, không có thời gian liên lạc với anh ấy, Tớ có việc rồi, cúp máy đây, nghỉ giữa trưa rồi tám tiếp. Hứa tình thật sự rất bận, thẳng tay cúp máy. Mà đường sở sở thì lại gọi taxi đến tập đoàn Giang Long. Muốn gặp Giang Thần, chỉ có điều là tần niên lại nói không có Giang Thần. Cùng lúc đó, nhà họ đường, cánh cửa nhà họ đường đã bị cưỡng chế đập phá. Một đám đàn ông lực lưỡng phá cửa đi vào. Đường Tùng bị đánh vỡ đầu chảy máu, ngã trên mặt đất, kêu lên những tiếng rên đau đớn có một gã trung niên mập đang ngồi trên sofa. Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, đeo dây chuyền vàng, ngậm một điếu xì gà. Đường Tùng, hôm nay là ngày thứ ba, tiền lãi đã là 600 triệu, cộng thêm tiền vốn giờ là 1400 triệu, mày thế này là muốn chờ tiền lãi đến bao nhiêu thì mày mới trả tiền hả? Gã trung niên mập lộ vẻ ghê tởm. Đường Tùng nằm trên mặt đất, rên rỉ từng tiếng đau đớn, không ngừng cầu xin anh, anh má, ông nội má, anh tha cho em đi mà, Em không có tiền, em thật sự không có tiền. Cái gì? Anh Mã lập tức nổi giận, đứng lên nhấc chân đạp lên người Đường Tùng. Không có tiền mày đánh bài bằng gì, không có tiền mà mày vay nặng lãi. Một cái đạp này khiến Đường Tùng đau muốn chết đi sống lại. Đường Sở Sở đến tập đoàn Giang Long nhưng không gặp được Giang Thần, cô thất vọng về nhà, còn chưa vào đến nơi đã nghe thấy tiếng kêu khổ sở từ trong nhà truyền ra. Nhanh chóng đi vào nhà nhìn thấy trong nhà có không ít người xa lạ còn em trai cô thì nằm trên mặt đất bị người ta đạp lên ngực cô tức khắc nổi giận làm gì vậy mấy người làm gì vậy xông vào nhà dân hả giọng của đường sở sở khiến cho những người trong nhà chú ý anh mã nhìn đường sở sở ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cô từ lâu gã đã nghe đến tiếng tăm của đường sở sở là đệ nhất mỹ nữ của giang trung hôm nay vừa nhìn một cái quả nhiên đúng là cực phẩm trước kia, đường sở sở có hắc long che trở nên không ai dám làm gì cô. Hiện tại hắc long rất đài, cô mất đi chỗ dựa. Anh mã nhìn đường sở sở, mím môi cười nói, thì ra là đường sở sở đấy à, em trai cưng vay nặng lãi ở chỗ anh 800 triệu, tiền lãi một ngày là 200 triệu, hôm nay là ngày thứ ba, tổng cộng lại là 1400 triệu. Cho mày thêm một ngày để gom tiền, một ngày sau tao tới nhà lấy, nếu không có tiền vậy thì đừng trách tao không nể tình. Nói xong, anh Mã dẫn người bỏ đi. Còn đường Sở Sở thì giải ra tại chỗ trong nháy mắt. Vay nặng lãi 8, 800 triệu. Cả vốn lẫn lãi 1400 triệu. Chương 203, nguy cơ của nhà họ Đường. Đường Sở Sở hoàn toàn ngơ ngác. Cô có thể nào cũng không thể tin đây là sự thật. Không thể tin được Đường Tùng mượn 8 tỷ với lãi suất cao. Anh Mã dắt đàn em rời đi. Anh Mã, tên đầy đủ là Mã Hóa Long đáng ra là một tên trùm. Khoảng thời gian này, một vài ông trùm chân chính ở Giang Trung đều trước sau quy ẩn, không màng thế sự nữa. Từ sau khi những ông trùm lớn như đoạn vương ra, cửu chỉ thiên quy ẩn, mã hóa long tìm được cơ hội, nhân lúc này mà mở rộng chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn của anh ta hiện tại như diều gặp gió, ở các mảng như cho vay nặng lãi, sòng bạc ngầm, chỗ ăn chơi. Rất có phong độ của một ông vua ngầm mới của Giang Trung. Một tên đàn em hỏi, "Đại ca, tại sao không bắt thằng nhóc Đường Tùng này luôn, bắt được nó thì có thể ép nhà họ Đường đưa tiền." Mã Hóa Long cười to một tiếng. "Trả tiền rồi thì sẽ xong chuyện sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy." Tên đàn em không hiểu ý định của anh Mã, không nhịn được mà hỏi, "Đại ca, ý anh là sao?" Trên mặt Mã Hóa Long mang theo một tia đắc ý, nói "Tao đã thăm dò ra cảnh của nhà họ Đường rất rõ ràng rồi." kẻ lợi hại nhất chính là hắc long ở sau lưng hậu thuẫn cho đường sở sở chỉ tiếc bây giờ hắc long đã rất đài rồi không còn là tổng soái nam hoang nữa hơn nữa tao nghe được tin tức có rất nhiều nhân vật máu mặt đều muốn giết chết hắc long nói xong anh ta dừng một chút bây giờ trên internet không phải đều đang lưu truyền thông tin hắc long xuất hiện ở nam hoang hay sao đây nhất định là một nhân vật máu mặt nào đó gài bẫy hơn nữa bây giờ còn có tin rằng hắc long đã chết ở trận ngoại ô thiên sơn rồi đường sở sở mất đi chỗ dựa này chính là sẽ trở thành con cừu non mặc người sâu xé nhưng đây lại là một người đẹp tao muốn cô ta phải bò lên giường của tao tao muốn nhà họ đường phải tán ra bại sản vẫn là đại ca thông minh ha ha mã hóa long cười to một tiếng ở nhà họ đường đường tùng nằm trên đất đầu bị đánh chảy máu không ngừng rên rỉ đau đớn đường sở sở đi qua quát hỏi đường tùng em đã làm gì vậy hu hu, đường tùng bật khóc, khóc đến mức thê lương gần chết. Giờ phút này, cậu ta không còn thiết sống nữa. Nghĩ đến đây, đường tùng đứng lên lao về phía ngoài cửa sổ, muốn nhảy lầu tự vẫn. Đường sở sở kịp thời kéo cậu ta lại, quát một tiếng, chết thì có thể giải quyết được vấn đề sao, em bình tĩnh lại chút cho chị. Để cho em chết đi, chết coi như hết, chết thì sẽ kết thúc mọi chuyện. Bốp, đường sở sở vung tay tát một cái một cái tát này khiến đường tùng thức tỉnh. Cậu ta ngồi trên ghế sofa, lớn tiếng hỏa khóc. Đường sở sở mặt tái nhợt, hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chị, em sai rồi, thật sự đã sai rồi. Em không nên, em không nên như thế, em hối hận rồi. Đường tùng khóc lớn. Em, em biết trong thẻ chỉ có tiền, cho nên bàn kế hoạch với vợ em là rút 5 tỷ trong thẻ của chị. Em lấy tiền đó tới sòng bài chơi một chút, nhưng lại xả láng khiến thua sạch tiền còn còn mượn 8 tỷ với lãi suất cao chị em không biết em thật sự không biết mà lúc đó đầu óc em lu mờ một lòng muốn gỡ lại vốn đường tùng nói hết ra em nghe tới đây đường sở sở giận đến suýt đã ngất đi cô duỗi tay chỉ vào đường tùng ngực phập phồng lên xuống từng đợt liên tục thở dốc chị chỉ có tiền mà trả nợ giúp em đi em không muốn chết em thật sự không muốn chết hơn nữa Ngô Mẫn mang thai rồi, em sắp làm bố, em không muốn con em vừa mới ra đời đã không có bố. Đường Tùng khóc đến mắt mũi tèm lem. Chuyện này quá lớn. Thua 5 tỷ, còn mượn 8 tỷ với lãi suất cao, tiền lãi sẽ càng khủng khiếp. Một. Đường sở sở cũng hoang mang. Thất thần qua đi, cô mới lấy điện thoại ra gọi cho bố mẹ. Mẹ, mẹ mau quay về đi, xảy ra chuyện rồi. Ngay sau đó, cô gọi về nhà Ngô Mẫn. Ngô Mẫn, em lập tức quay về cho chị. Rất nhanh sau đó, cả nhà đều đã quay về. Biết được chuyện Đường Tùng trộm 5 tỷ, còn mượn thêm 8 tỷ với lãi suất cao, Hà Diễm Mai lập tức giận đến phát ngất. Đường bác cũng bị dọa đến tay chân luống cuống, lấy khăn lạnh trường cho Hà Diễm Mai, không ngừng lay gọi bà ta dậy. Hà Diễm Mai từ từ tỉnh lại. Bà ta vừa tỉnh lại đã vô cùng tức giận, cầm trổi lên đánh vào Đường Tùng. Cái tên phá của nhà mày, làm cái gì cũng không được tích sự tại sao lại đi đánh bạc, bà đây đập chết mày, đập chết thằng con bất hiếu mày. Mẹ, đừng đánh nữa, mẹ đừng đánh nữa. Ngô Mẫn không ngừng cầu xin. Cô ta quỳ trên mặt đất, cầu khẩn chị sở sở có tiền, trong thẻ của chị ấy có 15 tỷ, để chị ấy lấy tiền ra trả đi. Con có thai rồi, anh Tùng sắp sửa làm bố rồi, đứa bé không thể không có bố được. Đường sở sở mặt biến sắc, sám như cho. Lấy trộm của cô 5 tỷ, còn muốn cô lấy 15 tỷ ra trả nợ. Sao có thể có chuyện đó? Tiền này là số vốn đầu tư để xây dựng lại đông sơn của cô. Đúng đó mẹ, dù sao thì tiền của chị sở sở cũng là của người khác đưa, không phải tự chị ấy kiếm được, mẹ cũng không thể trơ mắt nhìn tụi nó chém con thành tám khúc đúng chứ. Đường Tùng cũng mở miệng nói. Mày, bà đây đập chết mày, ngoặc kép. Hà Diễm Mai sụp sôi cơn giận, cầm trổi lên đánh. Chị, chị chỉ có một mình em là em trai thôi chị em cầu xin chị mau cứu anh tùng đi anh ấy biết lỗi rồi sẽ không tái phạm nữa hai người cùng quỳ trên đất không ngừng cầu xin hà diễm mai đập một trận xong lại nhìn sang đường sở 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 trong thẻ con có tiền đúng không chị bằng đem ra trả nợ đi tiền không có thì có thể kiếm còn nếu người chết rồi vậy sẽ không thể kiếm lại được mẹ đường sở sở bày ra một vẻ khó xử đây không phải là con số nhỏ. Đây là 15 tỷ đó. Mẹ, đây là cho vay lãi suất cao, là phạm pháp, chúng ta báo cảnh sát đi. Chị, đừng, đừng mà. Đường Tùng quỳ xuống cầu xin với đường sở sở, không ngừng dập đầu nói, anh Mã có rất nhiều đàn em, nếu như báo cảnh sát thì anh Mã sẽ công khai trả thù, cả nhà chúng ta lập tức tiêu đời. Nhưng mà tiền vốn 8 tỷ, tiền lời sau tỷ, như này là quá cắt cổ rồi. Không phải Đường Sở Sở không nỡ, mà là cô không cam tâm bỏ tiền ra. Hơn nữa, đây là Đường Tùng làm sai, tại sao lại bảo cô trả nợ? Báo cảnh sát, con không tin là thế lực của bọn họ mạnh đến nỗi có thể đối đầu với cảnh sát. Thái độ của Đường Sở Sở rất kiên định. Đường Tùng biết rõ bối cảnh của anh mã, đó là một ông trùm xã hội đen thực thụ. Báo cảnh sát cũng vô dụng. Một khi báo cảnh sát thì nhà họ Đường sẽ nếm trải sự trả thù đầy khủng bố chị, em cầu xin chị, đừng báo cảnh sát mà. Đường sở sở không nghe, chuyện này nhất định phải báo cảnh sát. Cô trực tiếp gọi điện thoại. Đường Tùng lại bày ra một mặt thất hiểu, miệng lẩm bẩm, xong rồi, lần này thật sự là tiêu rồi. Hà Diễm Mai cũng không nói gì, bà ta cũng cảm thấy báo cảnh sát là biện pháp đúng đắn. Còn đường bác vốn dĩ lại không có chủ ý gì về chuyện này, chỉ ngồi ở một bên, tự mình buồn bực mà hút điếu thuốc. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã tới cửa. Sau khi hỏi thăm một lượt, cảnh sát nói sẽ xử lý. Tùy tiện nói thêm vài câu cũng lập tức rời đi. Cùng lúc đó, Mã Hóa Long đang ngồi cùng với một vị sĩ quan cảnh sát cao cấp nào đó trong hộp đêm. Ha ha, Cục trưởng Trần, đợi tới sau khi chuyện này giải quyết xong thì không thể thiếu phần của anh rồi. Người tên gọi là Cục trưởng Trần khẽ ngừng tay lại, nói anh Mã, anh kiềm chế một chút, đừng làm quá lớn, dù sao thì tiêu giao vương vẫn còn đang ở giang trung đó không có chuyện gì mã hóa long không chút dè dặt mà nói tôi đã hỏi thăm kỹ càng trước đó rồi hắc long là hậu thuẫn của đường sở sở đã đắc tội với rất nhiều nhân vật cao cấp khác bây giờ những người này đều ước rằng giết chết hắc long hiện tại tôi ra tay với nhà họ đường thì bọn họ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi sẽ không để ý tới lắm đâu mã hóa long có thể nhắm đúng thời cơ mà vùng dậy ánh mắt thật rất hiểm độc nếu không cũng không cần chờ tới lúc nhiều ông trùm như thế quy về ở ẩn mới nhanh chóng vùng dậy, trở thành vua ngầm mới của giang trung. Nhà họ Đường, cả nhà họ Đường cùng tụ lại một chỗ. Đường Tùng không còn thiết sống gì nữa, xem đi, lời tôi nói không có tác dụng, cảnh sát tới đây chỉ đăng ký vài cái đã đi, bây giờ nhất định anh Mã đã biết rồi, kế tiếp đây cứ đợi mà nhận sự trả thù điên cuồng của anh Mã đi. Hà Diễm Mai nghe thế cũng sợ ra mặt. Bà ta kéo Đường Sở Sở qua. Sở Sở à, người có lòng giả ác độc như vậy chúng ta không nên đụng tới đâu. Dù sao thì trong thẻ con cũng có tiền, nhân nhượng một chút cho yên chuyện đi. Đường Tùng hùa theo, đúng đó chị, em cầu xin chị, bây giờ lấy tiền ra vẫn còn kịp. Đường Sở Sở đứng lên quát, Đường Tùng, đây là họa mày gây ra, dựa vào cái gì mà tao phải thu dọn tàn cuộc cho mày? Mẹ! Đường Tùng lập tức khóc lên, nói xong cũng lập tức nhào ra ngoài cửa sổ nhảy lầu đều là lỗi của tôi, tôi chết đi là được rồi. Ngô Mẫn kịp thời kéo cậu ta lại. Hà Diễm Mai biết đây rõ ràng là đường tùng sai, nhưng mà bà ta cũng chỉ có một đứa con trai như thế, mọi chuyện đã xảy ra rồi thì có nói gì nữa cũng đều vô dụng. Bà ta đứng lên, quát lớn, đường sở sở, dù sao thì tiền đó mày cũng không phải bỏ công mà có, lấy ra cứu em trai mình thì có sao chứ. Mày chỉ có một thằng em trai này, mày nhẫn tâm để em trai mình nhảy từ lầu 8 xuống à. Hà con, có phải muốn tao nhảy chung với nó mới chịu lấy tiền ra không?" Nói xong, Hà Diễm Mai cũng muốn nhảy lầu. Đường bác kịp thời kéo bà ta lại. Ông ta cũng xoay người nói với Đường Sở Sở, "Sở Sở, bọn họ đều là người có máu mặt, chúng ta không thể đắc tội được đâu. Lấy tiền ra để cho yên chuyện đi." Cả nhà đều đồng lòng muốn ép lấy tiền của Đường Sở Sở. Đường Sở Sở uất ức đến sắp khóc, mắt rưng rưng nói, "Được rồi, tôi lấy tiền ra là được chứ gì?" chương 204, liên tiếp gặp nạn. Đường sở sở không còn cách nào khác. Chuyện tới nước này rồi, cô chỉ có thể lấy tiền ra mà đưa cho yên chuyện. Dù sao thì tiền này cũng là của người khác cho, không phải tự mình kiếm được, lấy ra cũng không quá đau lòng lắm. Nghe thế, Hà Diễm Mai mới chịu yên trở lại. Bà ta nhẹ giọng thở dài một tiếng, sở sở, cảm ơn con. Nói xong, bà ta quát về phía đường tùng, bắt đầu từ hôm nay, Mày liệu mà ở yên trong nhà cho tao, không được đi đâu hết. Vâng, vâng. Đường Tùng không dám nói một chữ không. Cả nhà họ Đường tụ lại ầm ĩ một phen, Đường Sở Sở quyết định lấy tiền ra đưa để yên chuyện. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền tới một tiếng gõ cửa. Hà Diễm mai ra lệnh, Đường Bác, ra mở cửa. Đường Bác không dám nhiều lời đứng lên đi mở cửa. Trước cửa là hai người, một nam và một nữ độ chừng 25, 26 tuổi. Người nam mặc Âu phục, đeo cà vạt. Người phụ nữ thì mặc một bộ váy chuyên nghiệp. Đường bác nhìn hai người họ, hỏi: "Xin hỏi tìm ai?" Người đàn ông nói: "Xin hỏi Đường Sở Sở ở đây đúng không?" "À, đúng, cậu là ai?" Người đàn ông nói: "Xin chào, chúng tôi tới từ bên ngân hàng, bởi vì Đường Sở Sở có dính tới một khoản tiền, cho nên chúng tôi tới để thông báo một chút." "À, mời vào." Đường bác không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn mời hai người này vào nhà. Sau khi vào nhà xong, ông ta lại mở miệng kêu, "Sở Sở, có người tìm con." "Dạ?" Đường Sở Sở cau mày, đứng lên hỏi, "Mấy người là ai?" Người đàn ông kia nói, "Xin chào Đường Sở Sở, chúng tôi là nhân viên của ngân hàng công thương Trung Quốc, chuyện là thế này, thời gian trước đó ông hứa có chuyển khoản nhầm số tiền khổng lồ là 20 tỷ vào tài khoản của cô." cô gái kia lấy ra một sấp tư liệu, cũng nói đây là lịch sử giao dịch chuyển khoản, vốn dĩ số tiền này là chuyển vào tài khoản công ty của ông hứa, lại nhầm sang số tài khoản của cô. Người đàn ông nói tiếp, số tiền đó không thuộc về cô, tôi đại diện cho Ngân hàng Công Thương Trung Quốc, cũng là đại điện của ông hứa xin cô hoàn trả. Bây giờ tới tìm chỉ là nói với cô một tiếng, sau đó sẽ nhanh chóng chuyển tiền trong thẻ của cô đi. Nếu như số tiền đó cô đã dùng rồi vậy xin cô nhanh chóng hoàn trả, nếu không thì ông hứa sẽ khởi tố cô hai người thay phiên nhau nói đường sở sở thì lại ở đây ngơ ngác đường tùng ngồi trên ghế sofa trên mặt chảy xuống một vài vết máu cũng bật nhảy dựng lên quát to anh hàm hồ tiền này là của ông hứa cho chị của tôi mấy người là ai chứ cút nhanh cho tôi tôi cho mấy người biết tiền này mấy người đừng hòng lấy về một xu tiền này là tiền cứu mạng của cậu ta nếu như bị lấy đi cậu ta lấy gì trả tiền cho vay nặng lãi không trả nổi thì cậu ta chết chắc rồi người đàn ông nói tôi chỉ là tới thông báo cho đường sở sở một tiếng chỉ có vậy thôi nói xong người đàn ông xoay người rời đi cô gái kia cũng đi theo phía sau trong phòng hiện tại cũng chỉ còn lại người nhà họ đường đường tùng giận tới khóc ròng, thút thít nói chị nhất định đừng cho cho rồi thì lấy gì mà trả tiền cho vay nặng lãi không trả tiền mượn em nhất định chết chắc rồi. Đường sở sở ngồi trên ghế sofa. Vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ mà nói, tiền này không phải của chị, chỉ là ông hứa e rẻ Hắc Long nên mới cho chị. Bây giờ Hắc Long từ trước rồi, rất đài rồi, ông ta lấy lại cũng là lẽ thường tình. Sở sở, không thể trả được. Hà Diễm Mai cũng khuyên nhủ, trả tiền này lại, lấy gì cứu mạng thằng Tùng chứ? Con, con cũng không biết. Đường sở sở cũng không còn cách nào khác. Mặc dù tiền này là đích thân Hứa Vinh chuyển cho cô, nhưng mà ông ta muốn lấy về cũng chỉ cần nói một câu mà thôi. Hơn nữa, hiện tại trong thẻ của cô bây giờ cũng chỉ còn 15 tỷ. Hứa Vinh muốn cô trả 20 tỷ. Cô còn thiếu 5 tỷ nữa. Nếu trả không nổi, cô sẽ bị kiện. Nhân viên công tác của ngân hàng rời đi không bao lâu, Đường Sở Sở cũng nhận được tin nhắn của ngân hàng, tiền trong thẻ của cô đã bị thu hồi lại. Đây nhất định là Hứa Vinh đã đụng vào hứa vinh là ông chủ lớn chuyện ông ta đi tìm ngân hàng để thu hồi lại tiền trong thẻ của cô là chuyện dễ dàng không còn tiền nữa cả nhà đều cuống cuồng lên mẹ làm sao bây giờ làm sao bây giờ đây đường tùng gấp đến muốn khóc hà diễm mai cũng hết cách rồi chỉ có thể cuống lên cả nhà ai cũng đều cuống quýt cũng đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng này thu của luật sư nhà họ từ cũng tới cửa nhà họ đường nói là cô chiếm đoạt tiền của ông ta một cách phi pháp, tham nhũng mất 5 tỷ, muốn cô phải trả trong thời gian quy định, bằng không sẽ kiện cô. Nhà rột lại còn gặp mưa, vừa giải quyết xong chuyện này thì chuyện khác lại ập tới. Số tiền 8 tỷ mượn cho vay nặng lãi kia còn chưa có trả, nhà họ hứa lại dùng quan hệ mà rút hết tiền trong thẻ đi. Nhà họ đường trong nháy mắt rơi vào tình thế khủng hoảng. Cả một nhà tập trung lại, nhưng không có ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí cổ quái lạ thường. Mẹ, nhanh nghĩ cách đi, ngô mẫn nôn nóng nói, phá vỡ bầu không khí im lặng này. Hà Diễm Mai cũng hết cách rồi. Bà ta còn có thể có cách nào chứ? Thiếu nhà họ hứa 5 tỷ, còn tam tỷ tiền cho vay nặng lãi, cộng thêm tiền lãi thì là một món tiền khổng lồ. Cho dù có bán toàn bộ tài sản của đường thị Vĩnh Nhạc cũng không gom được số tiền lớn tới vậy. Sở sở, bây giờ chỉ có con mới cứu được thằng Tùng thôi. Hà Diễm Mai nhìn về phía đường sở sở. Con, con cứu như nào đây? Đường sở sở uất ức sắp khóc rồi. Tiền này vốn không phải là của cô, nhà họ hứa lấy về cô cũng có thể hiểu được. Nhưng mà bây giờ đường tùng trộm mất 5 tỷ, để cho cô phải vác lên người một khoản nợ 5 tỷ. 5 tỷ này cô không thể chi trả nổi, làm sao có khả năng chi ra mười mấy tỷ để trả nợ cho đường tùng chứ? Chị, không phải chị quen biết với nhiều đại gia lắm sao? Chị đi ngủ với bọn họ đi, ngủ xong sẽ có thể có tiền. Bốp, đường sở sở vung tay tát vào mặt ngô mẫn mắng chồng mày gây chuyện tại sao lại bắt tao hốt vỏ sao mày không đi mà ngủ với mấy ông chủ đó đi một cái tát này khiến ngô mẫn bật khóc em cũng muốn chứ bọn họ muốn em thì nhất định em sẽ đi nhưng mà bọn họ có muốn em sao đúng đó chị ơi em cầu xin chị đường tùng lập tức quỳ dạp trên đất chị cũng không thể trơ mắt nhìn em bị bọn họ đánh chết mà chị đi tìm hắc long đi anh ta không phải là chủ tịch tập đoàn giang long sao không phải anh ta rất có tiền sao chị đi tìm anh ngụy đi anh ta cũng có tiền mà ngủ với bọn họ một đêm thì tiền sẽ tới tay như vậy em cũng không cần chết nữa may sao lại đường sở sở dưng dưng nhìn bọn họ chuyện này liên quan gì tới cô trộm tiền cô đã đành đi bây giờ còn muốn cô giúp đỡ còn bảo cô đi ngủ với những người có tiền đó cô che miệng gào khóc chạy ra ngoài bầu trời bên ngoài, mây đen kéo dày đặc. Quỳnh, sấm sét len lỏi trong đám mây đen. Rào rào rào, từng giọt nước mưa to như hạt đầu rơi theo chiều nghiêng xuống. Đường sở sở ở bên ngoài, mặc cho nước mưa xối xả vào người. Tâm trạng của cô hiện tại cũng giống như bầu trời này vậy. Cô cảm giác được cuộc đời của mình là một màu u ám. Hủy dung 10 năm, trở thành trò cười của Giang Trung, trở thành gánh nặng của người nhà vất vả lắm mới có những ngày tháng sống dễ chịu hơn nhưng rồi lại xảy ra biến cố này trước đây có hắc long hậu thuẫn cô làm cái gì cũng đều thuận buồm xuôi gió bây giờ hắc long từ chức hắc long rất đài cuộc sống của cô càng lúc càng khốn khó tại sao vậy ông trời tại sao lại đối xử với tôi như vậy cô đứng giữa màn mưa to lớn tiếng gào lên nhưng mà không ai để ý tới cô không ai cả mưa tạnh đường sở sở ngồi một mình ở trạm xe buýt. Toàn thân cô đều bị ướt súng, quần áo vào da thịt dính chặt vào nhau, lộ rõ dáng người tiêu chuẩn. Làm sao đây? Cô không ngừng suy nghĩ. Bây giờ cô nợ của nhà họ hứa 5 tỷ, mà em trai của cô lại nợ cho vay nặng lãi 8 tỷ, tính cả tiền lãi thì là mười mấy tỷ, toàn bộ cộng lại là hơn 20 tỷ. Nhà họ hứa là tập đoàn lớn, cô không dám không trả. Anh Mã cũng là người trong giang hồ, lòng dạ hiểm độc, nếu như không trả tiền thì nhà họ Đường cũng gặp rắc rối lớn. 20 tỷ, cô đi nơi nào để tìm 20 tỷ đây? Chương 205, hứa tình nghĩ kế. Nhà họ Đường rơi vào nguy cơ. Nhưng mà vẫn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Chuyện cho vay nặng lãi tạm thời để qua một bên, nợ của nhà họ Hứa là 5 tỷ nhất định phải nhanh chóng trả lại. Tài khoản trong công ty của Đường Sở Sở còn có 1 tỷ, 1 tỷ này cô có thể mang ra dùng. Biệt thự mà Hắc Long tặng cũng có giá hơn 3 tỷ. Bây giờ giao bán với giá rẻ là 3 tỷ chắc cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà vẫn còn thiếu 1 tỷ. Cô đi đâu kiếm 1 tỷ được đây? Cô bần thân không có phương hướng đi về phía trước, bất giác lại đi tới tập đoàn Giang Long. Cô muốn tìm cậu Giang Thần Bí, Giang Thần. Nhưng mà theo tin trên mạng thì Giang Thần đang ở Nam Hoang, bị quân địch cùng với 28 cao thủ tấn công ở ngoại ô Thiên Sơn. Có tin đồn rằng Hắc Long đã thoát rồi, cũng có tin đồn rằng Hắc Long đã chết. Còn chuyện tin đồn nào là thật thì cô cũng không biết. Cô thật sự là hết cách rồi. Sau một lúc do dự, cô tiến vào trong tập đoàn Giang Long. Ở quầy lễ tân trong tập đoàn Giang Long, Đường Sở Sở ngồi trên ghế sofa. Tần Sương mang khăn lau mặt ra cho cô lau tóc. Tần Nhiên hỏi, "Sở Sở, cô sao thế? Giang, Giang thần có ở đây không? Tôi tới tìm anh ấy." đường sở sở nhìn tần niên hỏi tần niên nói chủ tịch không có ở đây có chuyện gì thì cô nói với tôi cũng như nhau thôi tôi ít hầu của đường sở sở khẽ nhúc nhích muốn nói lại thôi cô muốn mượn tiền nhưng mà lại không nói được thành lời bởi vì số tiền cô mượn không phải là con số nhỏ là một khoản khổng lồ cô cũng nghe nói bốn gia tộc lớn liên kết thành thương hội tứ hải bắt đầu nhắm vào tập đoàn giang long Bây giờ tập đoàn Giang Long cũng đang gặp rắc rối. Không, không có chuyện gì. Đường Sở Sở đứng lên, chật vật rời khỏi tập đoàn Giang Long. Tần Nhiên đưa mắt nhìn Đường Sở Sở rời đi. Mãi cho tới lúc người kia đi rồi, Tần Nhiên mới lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Thần. Giang Thần điều trị cho Tiểu Hắc xong cũng đi nghỉ ngơi. Mà Quỷ Lịch cũng đã mua cho anh một cái điện thoại di động mới, gắn cả thẻ SIM rồi. Giang Thần mới chợp mắt không được bao lâu, quỷ lịch đã tới gọi anh dậy nói chủ soái có điện thoại gọi tới rất nhiều lần giang thần xoay người ngồi dậy nói đưa đây quỷ lịch đưa điện thoại tới giang thần vừa thấy là tần niên gọi tới nhấc máy hỏi quản gia tần sao thế có phải là bên giang trung đó xảy ra chuyện gì không cậu chủ thật ra không có chuyện gì cả chỉ là mới vừa này cô sở sở có tới tập đoàn giang long tìm cậu cả người cô ấy đều ướt súng giống như là vừa mới xảy ra chuyện gì đó Tôi có hỏi nhưng cô ấy lại không nói gì. Ừm, biết rồi. Giang Thần cúp máy, nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rưỡi trưa rồi. Anh cầm lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa, sau đó mới gọi điện thoại cho Đường Sở Sở. Đường Sở Sở đang đi lang thang trên đường, cô không biết đi về nơi nào, cũng không biết bước kế tiếp nên làm gì. Điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn, là Giang Thần gọi tới. Cô bắt máy ông xã sao thế giang thần nói sở sở mấy ngày anh ra ngoài có nhiều chuyện rất bận vẫn không có gọi điện thoại cho em báo bình an bây giờ có thời gian mới gọi về báo cho em đúng rồi nhà không có chuyện gì chứ không không có chuyện gì cả có thể có chuyện gì được chứ đường sở sở chưa nói chuyện này giang thần không giải quyết được tiền của giang thần làm ra tất cả đều đưa cho cô hiện tại cô đang cần một số tiền trên trời Bà xã, có chuyện gì em nhất định phải nói với anh biết không? Chuyện gì anh cũng có thể giải quyết được, chuyện bên đây của anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong thôi, chừng 10 ngày nữa cũng có thể trở lại rồi. Ừm, anh cố làm việc cho tốt, trong nhà không có chuyện gì cả, anh đừng lo lắng. Đường sờ sờ cúp máy. Cúp máy xong, cô bật khóc. Ngồi xổm xuống trên đất mà khóc giống lên. Nếu như chồng cô không phải là tên vô dụng, nếu như Giang Thần có quyền thế, Vậy cô cũng không cần phải phiền phức như này. Nhưng mà chồng của cô lại là một kẻ vô dụng. Giang Thần là tên ở rể. Sau khi Giang Thần gọi điện thoại xong, lúc này mới yên tâm. Anh tiện tay bỏ điện thoại lên bàn, hỏi, tình trạng của Tiểu Hắc sao rồi? Quỷ Lịch nói, vẫn coi như ổn định. Ừm, theo dõi thật kỹ, có bất cứ vấn đề gì thì lập tức nói cho tôi biết. Vâng. Được rồi đi xuống đi, tôi buồn ngủ chết rồi, muốn ngủ thêm một lúc quỷ lịch quay người rời đi. Giang thần lần nữa nằm trên giường. Anh thật sự rất buồn ngủ. Chiến đấu với 28 cao thủ nước ngoài ở ngoại ô Thiên Sơn, anh đã tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi, tiếp đó còn liên tục trốn đi nơi khác suốt một buổi tối, cơ thể gần như đã đạt tới cảnh giới đèn cạn dầu rồi. Sau đó là làm tiểu phẫu cho tiểu hắc, hơn một ngày một đêm. Đọc truyện hay, truy cập ngay trùng truy n. Anh ngã ra trên giường, còn chưa tới một phút đã ngủ thiếp đi. Mà Đường Sở Sở bên này lại khóc đến tê tâm phế liệt. Nhưng mà cô biết khóc cũng không giải quyết được vấn đề. Cô đi tìm Hứa Tình. Băng qua thành phố mới thời đại khoa, vào phố ẩm thực, chọn một quán cơm mới mở. Hứa Tình mặc bộ đồ công sở, trên người tỏa ra một mị lực của phụ nữ trưởng thành. Cô ta nhìn thấy Đường Sở Sở cả người đều ướt đẫm, dáng vẻ rất chật vật lại không khỏi cau mày, hỏi, "Sở Sở, sao thế?" Hứa Tình tớ gặp rắc rối lớn đường sở sở ấm ức khóc lên. Đừng, đừng khóc mà, có chuyện gì nói tớ nghe thử xem. Hứa tình kịp thời đi tới ngồi bên cạnh cô, cầm lấy khăn tay đưa cho cô, đồng thời nói, cậu coi cậu đó, cả người đều ướt hết rồi, tiếp tục như vậy sẽ bị cảm mất. Hu <laughs> hu, đường sở sở gào khóc to lên. Đừng, đừng khóc nữa, nói tớ nghe xem rốt cuộc là chuyện gì vậy. Đường sở sở thuật lại mọi chuyện. Từ chuyện hứa vinh cho cô 20 tỷ đến chuyện đường tùng trộm của cô 5 tỷ, toàn bộ đều thua bạc sạch hết, còn mượn cho vay nặng lãi 8 tỷ với lãi suất cao. Cho tới lúc này nhà họ hứa đã rút tiền trong thẻ lại rồi. Hứa tình nghe xong, cũng cau mày nói. Vậy nên bây giờ cậu mang trên người số nợ gần 20 tỷ. Ừm, đường sở sở dưng dưng nước mắt gật đầu. Nhà họ hứa, hứa tình cũng hơi thất thần. Cô làm sao lại không biết hứa vinh chứ, bởi vì cô ta cũng là người của nhà họ Hứa mà. Chỉ có điều, cả nhà cô ta đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hứa từ 10 năm trước rồi. Sở Sở, bây giờ chỉ còn một cách thôi. Hả? Đường Sở Sở nhìn Hứa Tình, hỏi cách gì? Hứa Tình đáp, nửa tiền của nhà họ Hứa thì cậu nhất định phải trả, bằng không nhà họ Đường sẽ chó gà không yên, mà em trai của cậu lại mượn cho vay nặng lãi, tìm một nhân vật lớn nào đó thì có lẽ sẽ xóa được. Đường Sở Sở kéo hứa tình lại, "Khẩn cầu, hứa tình, cậu nhất định phải giúp tớ." Hứa tình nói, "Tớ đâu có bản lĩnh đó, mặc dù tớ là phó tổng giám đốc thời đại khoa, nhưng mà người trên xã hội lại không có quen biết ai. Bây giờ người giúp cậu chỉ có một, chính là cậu Ngụy, Ngụy Chi." "Hả, cậu Ngụy Chi?" Hứa tình gật đầu, "Như vậy đi, tớ lập tức thông báo cho cậu Ngụy." Đường Sở Sở muốn từ chối, nhưng mà chuyện tới nước này rồi cô thật sự là không còn cách nào khác nữa. Cô gật đầu, hứa tình gọi điện thoại cho Ngụy Chi. Ở biệt thự nhà họ Ngụy, Ngụy Chi nhận được điện thoại đã biết được rõ ngọn ngành câu chuyện, sau đó cũng rơi vào trầm tư. Khoảng thời gian này, anh ta vẫn luôn tương tư đường sở sở. Chỉ là thế lực của chồng đường sở sở quá lớn, anh ta cũng chỉ có thể âm thầm tương tư. Nhưng mà khoảng thời gian này, chuyện Hắc Long từ trước đã đồn đại ẩm ý khắp cả rồi cộng thêm hôm qua, Hắc Long xuất hiện ở Nam Hoang, bị 28 cao thủ nước ngoài cùng đội quân hơn 10.000 người truy sát ở ngoại ô Thiên Sơn đã lan truyền khắp cư dân mạng. Bây giờ Giang Thần đã từ chức, không còn là Hắc Long nữa, mình sợ cái gì nữa chứ? Hơn nữa Hắc Long đắc tội với quá nhiều người, không nói tới chuyện khác, chỉ nói dùng quan hệ mà mua đức thành phố mới thời đại khoa, năm Tỉnh Liên Minh lại cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Chết tại Nam Hoang là tốt nhất. Cho dù không chết chỉ cần anh ta dám trở về Giang Trung đã có không biết bao nhiêu nhân vật máu mặt muốn xử lý anh ta rồi. Nghĩ tới những chuyện này, Ngụy Chi nở nụ cười nhạt. Đường sở sở, cuối cùng thì em là của anh. Audio điện tử võ tấn bền. chương 206, Liên minh thương nghiệp 5 tỉnh sẽ là chỗ dựa vững chắc của anh. Đường sở sở thật sự không còn lựa chọn nào khác. Hiện giờ có thể cứu cô, có thể cứu gia đình cô, cũng chỉ có mình Ngụy Chi hai người đợi ở trong trong nhà hàng rất nhanh ngụy chi đã đến ước chừng khoảng nửa tiếng đã xuất hiện ở trong phòng bao của nhà hàng rồi anh ta mặc bộ vest hàng hiệu đeo đồng hồ đắt tiền toàn thân giá trị xa xỉ nhẹ nhàng phong độ đẹp trai người người anh ta đi vào tự nhiên mở miệng chào hỏi sở sở hứa tinh đường sở sở lập tức đứng dậy chào hỏi ngụy cậu ngụy hứa tinh không đứng dậy ngồi bên cạnh mỉm cười với ngụy chi nhanh chóng chỉ vào chỗ đối diện, bên cạnh Sở Sở, nói: "Ngụy Chi, ngồi đi." Đường Sở Sở ngồi xuống, Ngụy Chi cũng ngồi xuống theo. Hai người ngồi bên cạnh nhau, Đường Sở Sở hơi dịch chuyển cơ thể một chút, duy trì một khoảng cách nhất định với Ngụy Chi. Ngụy Trình liếc mắt nhìn Đường Sở Sở một cái, khóe miệng nhếch lên ý cười nhạt, "Đúng rồi, Sở Sở, chồng em Giang Thần đâu rồi?" "Anh ấy, anh ấy đi công tác rồi." "Thật sao?" ngụy chi mỉm cười không cho là đúng người khác không biết rõ thân phận của giang thần nhưng anh ta thì lại rất rõ ràng giang thần chồng của đường sở sở chính là giang thần của tập đoàn giang long cũng chính là hắc long danh tiếng lẫy lừng chỉ là anh ta không hiểu tại sao giang thần lại muốn dùng hai thân phận này để xuất hiện anh ta biết giang thần đã đi nam hoang nói không chừng đã chết tại ngoại ô thiên sơn ở nam hoang rồi cái gì mà đi công tác chứ cũng chỉ là viện cớ mà thôi Sở sở à, hứa Tinh đã nói chuyện của em cho anh, vậy để anh nói với em thế này đi, 3 triệu, 5 triệu, 8 triệu hay 10 triệu đối với anh mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng anh với em cũng không có quan hệ gì, anh dựa vào đâu mà phải giúp em. Ngụy Chi cho rằng Giang Thần đã chết ở ngoại ô Thiên Sơn ở Nam Hoang. Cho dù không có chết, cho dù có quay về, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với anh ta. Anh ta bắt đầu ngang nhiên trắng trợn đánh chủ ý lên đường sở sở. Hứa Tinh lập tức nói, "Ngụy Chi, Sở Sở là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi là bạn học cấp 3, quan hệ rất tốt." Hứa Tinh, nếu chỉ giúp đỡ bình thường, tôi thuận tay thì sẽ giúp, nhưng mà chuyện này quan liên quan đến tiền bạc, còn là một con số trên trời nữa, tôi cũng không phải làm từ thiện." Đường Sở Sở không nhịn được khẩn cầu, "Ngụy, cậu nguy, tôi thật sự không còn cách nào khác, cầu, cầu xin anh giúp tôi." Dáng vẻ này của Đường Sở Sở khiến cho Ngụy Chi thấy đau lòng anh ta suy nghĩ, nói, như vậy đi, em và Giang thần ly hôn, kết hôn với anh, chuyện này anh giúp em giải quyết, cho dù là nhà họ hứa, hay là em trai em thiếu nợ vay nặng lãi, anh đều giải quyết giúp em, còn cho em 10 triệu, cho em gây dựng sự nghiệp, thương nhân khắp nơi nhắm vào là vì hắc lòng giúp đỡ em, chứ không phải nhắm vào em. Chuyện này, trên khuôn mặt đường sở sở mang theo vẻ do dự. Hứa tinh lập tức khuyên bảo, sở sở, cậu còn do dự gì nữa? cậu Ngụy bất kể phương diện nào so với ông chồng vô dụng của cậu cũng cách xa 10 con phố, đi theo cậu Ngụy có gì mà không tốt. Tớ, Đường Sở Sở rơi vào khó xử. Ly hôn. Cô quả thực đã từng nghĩ tới. Điều cô nghĩ chính là sau khi ly hôn sẽ ở cùng một chỗ với Giang thần của tập đoàn Giang Long mà không phải là Ngụy Chi. Đường Sở Sở do dự, khiến cho trong lòng Ngụy Chi rất không vui, giọng điệu lạnh lùng nói, "Đường Sở Sở, anh để lời nói ở đây, nếu em đồng ý vậy gọi điện thoại cho anh. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Hai, hứa tinh thở dài nói, sở sở, tớ đã giúp cậu nghĩ cách rồi, là do chính cậu không nắm chắc cơ hội, tớ cũng không giúp được cậu, tớ thật sự không biết giang thần có cái gì tốt, đáng giá để cậu đối xử với anh ta như thế, nếu tớ là cậu, đã sớm đá anh ta đi từ lâu rồi. Cô ta đứng dậy, tự cậu suy nghĩ kỹ lại đi. Nói xong, cô ta cùng rời đi. Hu hu sau khi hai bọn họ rời đi đường sở sở ủy khuất đến bật khóc nức nở chẳng lẽ thật sự phải ly hôn lao vào vòng tay của người khác mới có thể giải quyết chuyện này hay sao cô không muốn bán đứng thân thể mình để đổi lấy sự bình an cho gia đình cô hận hận đường tùng hận cậu ta tại sao lại trộm tiền trong thẻ của cô hận cậu ta tại sao lại đi đánh bạc hận cậu ta tại sao lại vay nặng lại nhiều như vậy nếu không có đường tùng sẽ không có những chuyện này. Sau khi Ngụy Chi rời đi, lập tức tìm đến người nhà họ Hứa. Nhà họ Ngụy và nhà họ Hứa đều là gia tộc liên minh năm tỉnh, tuy rằng một bên ở Giang Trung, một bên ở Giang Bắc, nhưng quan hệ giữa hai nhà vẫn rất tốt đẹp. Khu biệt thự Cảnh Tú, biệt thự nhà họ Ngụy. Cậu Hứa, Hoan Nghênh, Hoan Nghênh, Ngụy Chi đích thân đi tiếp đón Hứa Chí. Ngụy Chi, cậu Ngụy. Hứa Chí bước vào nhà, hai người trao nhau một cái ôm biệt thự, sảnh lớn lầu một. Hứa chí cười hỏi, cậu Ngụy, không biết kêu thằng em đến đây, là có chuyện gì vậy? Ngụy chi đi thẳng vào vấn đề nói, là như vậy, nghe nói lúc trước nhà họ hứa đưa cho đường sở sở 20 triệu, hiện giờ đã thu hồi được 15 triệu, còn thiếu 5 triệu nữa. Sắc mặt hứa chí trở nên tối sầm lại. Bởi vì giang thần, ba thế hệ trong gia đình anh ta đều phải chịu những tổn thương nặng nề. Bố của anh ta phải quỳ xuống trước mặt đường sở sở, mất hết mặt mũi. Hiện tại Hắc Long đã rơi đài, đồn rằng đã chết tại ngoại ô Thiên Sơn ở Nam Hoang, nhà họ Hứa anh ta làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này chứ? Anh Ngụy, anh là đang nói giúp cho Đường Sở Sở sao? Ngụy Chi lập tức nói, anh Hứa, anh hiểu lầm rồi, tôi nói giúp cô ta làm gì chứ? Lần này tôi tìm anh là muốn anh siết chặt thời gian khiến Đường Sở Sở phải trả lại tiền, không đúng, phải lập tức khởi kiện, hôm nay phải khởi kiện, ép Đường Sở Sở vào đường cùng hả? Hứa chí khó hiểu, nhìn Ngụy Chi, hỏi có ý gì? Ngụy Chi cười nhạt, nói tôi nhìn chúng đường sở sở rồi, không ép cô ta vào đường cùng, cô ta sẽ không tới tìm tôi, sẽ không ngã vào trong vòng tay của tôi. Ha ha! Hứa chí bật cười ha hả nói, thú vị, thật thú vị, vậy mà được cậu Ngụy nhờ vả, thế nào tôi đây cũng phải đồng ý, tôi sẽ thông báo cho tòa án, để tòa án gửi giấy gọi cho đường sở sở, ngày mai mở phiên toàn, cưỡng chế đóng băng xí nghiệp dưới tay nhà họ đường. Anh em tốt, Ngụy Chi cười to. Có hứa chí giúp đỡ, anh ta sẽ dễ dàng có được đường sở sở. Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Anh ta cũng đã từng điều tra đường sở sở, giang thần tặng cho cô một ngôi biệt thự, còn có rất nhiều đồ vô giá, bán toàn bộ những thứ này ra ngoài, gom góp trả 5 triệu nhà họ hứa cũng không thành vấn đề. Anh ta thông qua mối quan hệ của nhà họ Ngụy liên hệ với Mã Hóa Long người có hy vọng sẽ trở thành vị vua mới của Giang Trung. Giang Trung, một hội sở. Đây chính là địa bàn của anh Mã, Mã Hóa Long. Một phòng bao xa hoa tráng lệ. Trong phòng bao, hai mươi mấy người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đang khiêu vũ huyền chuyển. Mã Hóa Long cũng tụ tập một số tên đứng đầu trong giới xã hội đen lại một chỗ, đang bàn bạc làm sao để tiếp nhận địa bàn của Đoạn Vương gia cửu chỉ thiên và những nhân vật lớn khác, thống nhất chuyện lớn bên trong thế giới ngầm giang chung. Đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra, một tên đàn em đi vào. Anh Mã, cậu ngụy của nhà họ ngụy đến rồi. Mã hóa long hét lớn, để cho anh ta đi vào. Không lâu sau, một người đàn ông mặc vest bước vào. Anh ta đúng là ngụy chi. Mã hóa long ngồi trên ghế sofa tại phòng bao, nâng chân vắt chéo, ôm một cô nàng gợi cảm, nhìn ngụy chi đi tới, giọng điệu quái gở nói, cậu Ngụy, anh má tôi đây chưa bao giờ giao thiệp đến nhà họ Ngụy, lần này anh tìm tới cửa là có ý gì? Mọi người trong phòng bao kéo căng tinh thần. Nhà họ Ngụy đại diện cho gia tộc nằm trong liên minh thương nghiệp năm tỉnh. Một người có xuất thân từ gia tộc hàng đầu giá trị tài sản hàng nghìn triệu. Lúc này đột nhiên tìm tới cửa, mấy người bọn họ đều làm ăn không sạch sẽ, sao có thể không khẩn trương được. Ngụy Chi đi tới, ngồi xuống, cười nói, anh Mã, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, hôm nay tôi đến đây, là để làm giao dịch với anh, giúp anh leo lên đỉnh cao, trở thành vị vua mới của thế giới ngầm ở Giang Trung. Hả? Mã hóa long vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngụy Chi. Ngụy Chi thản nhiên nói, từ nay về sau, liên minh thương nghiệp năm tỉnh sẽ là chỗ dựa vững chắc của anh, toàn bộ Giang Trung, thậm chí là năm tỉnh, không người nào dám làm gì anh cả. Nghe vậy, trên mặt mã hóa long mang theo vẻ vui mừng, lập tức chỉ vào mấy người đẹp gợi cảm, kêu lên cô, 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 còn ngẩn ngơ làm gì, còn không mau đi tiếp đón cậu Ngụy. Chương 207, kính cẩn tiễn đưa chiến thần. Nhà họ Ngụy đã sớm có dự định này rồi. Mấy năm nay, việc làm ăn của nhà họ Ngụy làm đều là quang minh chính đại, chưa bao giờ liên quan đến sản nghiệp xám. Lần này là một cơ hội. Nhà họ Ngụy muốn bồi dưỡng một con rối. Mã Hóa Long là một ứng cử viên không tồi loại chuyện này những người khác trong nhà họ ngụy không tiện ra mặt để ngụy chi ra mặt là thích hợp hơn hết ngụy chi khẽ phất tay từ chối mấy người đẹp nhìn mã hóa long nói nghe nói em trai đường sở sở đường tùng vay nặng lãi 8 triệu ở chỗ anh đúng vậy cậu ngụy sao thế nhà họ đường có quan hệ gì với cậu ngụy hả ngụy chi khẽ xua tay nói không tôi muốn anh nhanh chóng gây áp lực lên nhà họ đường bắt em trai của đường sở sở khiến cho nhà họ đường rơi vào khủng hoảng Chuyện này, anh yên tâm nhanh chóng mạnh dạn đi làm, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, toàn bộ vấn đề tôi đều có thể đè ép xuống giúp anh. Được, Mã Hóa Long gật đầu. Ngụy Chi cũng không có rời đi. Đối với tình hình hiện giờ của Giang Trung, anh ta cũng cơ bản nắm được một chút. Bởi vì chuyện của bốn gia tộc lớn lần trước, rất nhiều nhân vật lớn thế giới ngầm đều đã đến nghĩa trang nhà họ Giang, đều bị đội quân 10 vạn người dọa cho hoảng sợ, đều cải tà quy chính, rút lui khỏi Giang Hồ, hiện giờ thế lực ngầm ở giang trung đều trở nên hỗn loạn điều anh ta phải làm chính là trợ giúp mã hóa long trở thành vị vua mới của thế giới ngầm giang trung anh ta trò chuyện nhắc đến việc này giúp mã hóa long nảy ra không ít chủ ý cùng lúc đó nam hoang giang thần nằm một giấc ngủ thẳng đến buổi chiều anh bị đói tỉnh sau khi rời giường ăn rất nhiều thứ cảm giác mệt mỏi mới tan đi không ít nam hoang khu căn cứ quân sự nào đó trong một phòng họp nơi này tập trung các tướng quân canh giữ các nơi của Nam Hoang. Mà người ngồi ở vị trí cao nhất chính là Giang Thần. Cho dù hiện tại anh đã từ chức, nhưng vẫn ở trong lòng của rất nhiều các tướng quân Nam Hoang, ở trong lòng hàng trăm vạn quân Hắc Long, anh mãi mãi là chủ soái. chủ soái vừa ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng. Quỷ lịch đúng lên nói, trận chiến ở ngoại ô Thiên Sơn, quân ta tiêu diệt 6 vạn quân địch, 4 vạn tù binh, trong đó có 27 tướng quân của 28 nước, có 56 phó tướng. Anh ta báo cáo lại chi tiết kết quả của trận chiến lần này. Giang Thần nghiêm túc lắng nghe. Sau khi báo cáo xong, Quỷ Lịch lại nói, "Chủ soái, hiện tại sứ giả của 28 nước đã đến Nam Hoang, đã tập trung tại lãnh sự quán quốc tế ở thành phố Nam Hoang, muốn quân Hắc Long thả người." Thả người? Sắc mặt Giang Thần trầm xuống, nói, "Nào có dễ dàng như vậy, cứ dựa theo thông lệ quốc tế." một tù binh bị bắt tiền chuộc là 100 vạn, cấp bậc tướng quân là 100 triệu, phó tướng là 50 triệu, trên cơ sở này, tăng lên gấp 10 lần, đưa tiền thả người, không đưa tiền, tất cả đều bị xử bắn. Rõ, quỷ lịch gật đầu, Giang thần phân phó nói, quỷ lịch, hiện tại tôi đã từ chức, không nên ra mặt, lần đàm phán này, cậu ra mặt, cậu dẫn tiểu hắc đang bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, dẫn toàn bộ tướng quân, phó tướng của 28 nước, đến trước cửa lãnh sự quán quốc tế của thành phố Nam Hoang, nếu các nước đối địch không trả tiền, lập tức xử bắn. Tuân lệnh. đúng rồi, chủ soái. Quỷ lịch nhớ tới chuyện gì đó, nói cũng không biết là người nào truyền ra tin tức, nói anh đã chết tại ngoại ô Thiên Sơn. Hả? Giang Thần híp mắt. Sáng sớm hôm qua anh đã trở về phẫu thuật cho Tiểu Hắc, mãi đến sáng sớm hôm nay mới đi nghỉ ngơi một lúc. Đối với lời đồn đại ở bên ngoài, anh cũng không biết. Im lặng một lúc nói, đã có tin tức truyền ra, vậy phái bên quân Hắc Long phát ra một tin tức, nói rằng Hắc Long đã chết ở Nam Hoang, bị đội quân 10 vạn người đuổi giết, chết thảm ở ngoại ô Thiên Sơn. Quỷ lịch sửng sốt, hỏi chủ soái đây là có ý gì? Giang thần khẽ phất tay, nói cứ việc nghe theo. Rõ, quỷ lịch không ở lại phòng họp lâu, xoay người rời đi. Sau khi rời đi, anh ta lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống, đến ngục giam đưa toàn bộ tướng quân, Phó tướng của 28 nước đến đây cho tôi, áp giải đến lãnh sự quán quốc tế thành phố Nam Hoang, đồng thời đến bệnh viện, đưa tướng quân Hắc Phong tới đây, nhớ kỹ, hiện giờ tình hình vết thương của tướng quân Hắc Phong rất không ổn định, cẩn thận một chút. Sau khi phân phó, Quỷ Lịch ngồi lên xe tiến về phía thành phố Nam Hoang. Thành phố Nam Hoang là một thành phố lớn của cửa khẩu biên giới Nam Hoang. Thành phố Nam Hoang, lãnh sự quán quốc tế. Trước cổng chính tập trung rất nhiều nhà báo, truyền thông. Quý vị khán giả, nơi này là lãnh sự quán quốc tế thành phố Nam Hoang, đã nhiều ngày không ngừng lan truyền tin tức có liên quan đến tình hình cửa khẩu biên giới Nam Hoang. Tin đồn rằng đội quân 10 vạn người của 28 nước đã cùng nhau liên hợp bao vây tấn công chủ soái Hắc Long của quân Hắc Long, lan truyền rằng Hắc Long đã chết trận, tin đồn rằng tướng quân của 28 nước đều đã bị quân Hắc Long bắt giữ. Những tin tức này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta hãy yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, từ phía xa một chiếc xe quân sự chạy tới. Chiếc xe quân sự dừng lại ngay trước cổng lãnh sự quán. Quỷ Lịch dẫn đầu bước xuống xe. Ngay sau đó, một số quân nhân được vũ trang đầy đủ đàn áp tướng quân của 28 nước xuất hiện. Những tướng quân này bị đàn áp quỳ trên mặt đất, đầu bị nhìn chăm chú. Một đám phóng viên điên cuồng lao tới, vây quanh Quỷ Lịch. Hàng chục binh sĩ vũ trang đầy đủ đi tới, chĩa súng vào phóng viên đám phóng viên này hơi lùi lại. Quỷ lịch khẽ phất tay, nói, lui ra. Rõ, những binh sĩ này liền lui ra. Quỷ lịch bước lên phía trước, nhìn phóng viên truyền thông, nói, cho các bạn 5 phút, có điều gì muốn hỏi, cứ hỏi. Một phóng viên lập tức hỏi, quỷ tướng quân, trận chiến có liên quan đến ngoại ô Thiên Sơn, anh có thể tiết lộ một số tin tức chính xác được không? Quỷ lịch gật đầu, nói, như mọi người đã biết, chủ soái Hắc Long của quân Hắc Long chúng tôi đã từ chức, Hắc Long đã từng tiêu diệt không ít binh lính ở các nước ở biên giới Nam Hoang, bởi vậy bị căm hận, đây là một âm mưu nhắm vào Hắc Long. Trên đỉnh ngoại ô Thiên Sơn, Hắc Long dốc sức chiến đấu với những kẻ mạnh của 28 nước, giết chết toàn bộ ở ngoại ô Thiên Sơn. Nhưng, đây chỉ là một trong những âm mưu nhắm vào Hắc Long. Sau khi Hắc Long giết chết bậc thầy quân sự của 28 nước, đội quân 10 vạn người của 28 nước được điều động, tiến hành đuổi giết Hắc Long ở ngoại ô Thiên Sơn đối mặt với vô số máy bay chiến đấu cùng với 10 vạn binh lính tinh nhuệ vũ trang đầy đủ, Hắc Long hai tay khó có thể chống lại đội quân, chết thảm ở ngoại ô Thiên Sơn. Nói xong, quỷ lịch đau buồn rơi nước mắt. Quỷ lịch hét lớn, chủ soái, ra đi bình an, nổ súng, bắn, kính cẩn tiễn đưa chủ soái. Âm, âm, âm. Phía xa, rất nhiều đại bác bắn ra. Tiếng đạn pháo đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, binh sĩ thành phố Nam Hoang Dương cao khẩu súng máy trong tay, bắn lên không chung. Cảnh tượng này đã được quay lại rõ ràng. Nam Hoang, công dân của rất nhiều thành phố cửa khẩu biên giới ngay tại giờ phút này, toàn bộ đều đứng dậy, cúi đầu, mặc niệm. Cùng lúc đó, tin tức đầu tiên được truyền hình trực tiếp toàn bộ, lan truyền khắp cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Khiếp sợ, chủ soái Nam Hoang, Hắc Long mất mạng tại ngoại ô Thiên Sơn. Buổi chiều, 5 giờ 10 phút, cả nước đứng dậy, mặc niệm 10 phút, kính cẩn tiên đưa chiến thần của nước ta. Chiến thần, ra đi bình an. Hắc Long, 10 năm trong quân đội, chinh chiến 10 năm, bây giờ mất mạng tại ngoại ô Thiên Sơn, đây có lẽ là nơi trở về tốt nhất của anh ấy. Kênh tin tức quốc gia, các đài truyền hình thành phố lớn, đều đang đưa tin về chuyện này, đều đưa tin về cái chết của Hắc Long, về câu chuyện chiến thần ngã xuống. Rất nhanh đã đến 5 giờ 10 phút chiều. Giờ phút này, Nhân dân cả nước gác lại công việc trong tay, tập trung lại bước ra đường lớn, đi tới quảng trường, đến khu vực trống trải, ngẩng đầu nhìn về phía nam. Cả nước thầm mặc niệm, kính cẩn tiễn đưa chiến thần. Trên đường, mọi phương tiện đều ngừng lại, tất cả mọi người đứng dậy, nhìn về phía nam. Một thành phố như vậy, 10 thành phố cũng như vậy. Trên bầu trời cả nước, máy bay trực thăng bay vòng quanh trên không trung, trên máy bay trực thăng vang lên khúc quân hành khúc quân hành kéo dài trong 10 phút. Sau khi 10 phút kết thúc, chuyên đến một giọng nói rõ ràng vang vọng, kính cẩn tiễn đưa chiến thần, con dân Trung Quốc đời đời tưởng nhớ đến ngài. chương 208, tiền bồi thường thua trận. Cả nước thầm mặc niệm, kính cẩn tiễn đưa chiến thần Hắc Long. Sau khi quỷ lịch thông báo với phóng viên truyền thông, liền đuổi phóng viên đi, bởi vì chuyện phải làm sau đó, không nên bị lộ ra ngoài ánh sáng. Quỷ lịch đi vào lãnh sự quán, nơi này tập trung sứ giả đàm phán đến từ 28 quốc gia. Sau khi quỷ lịch đi tới, mấy binh sĩ nâng tiểu hắc còn đang bị thương nặng, hồn mê vẫn chưa tỉnh tiến vào. Anh ta không nói lời vô nghĩa, trực tiếp mở miệng nói, dựa theo thông lệ quốc tế, muốn chuộc người, một binh sĩ là 100 vạn, một tướng quân là 100 triệu, phó tướng là 50 triệu, 28 nước các người giết chết chủ soái của quân tôi, giá cả tăng gấp 10, lập tức chuyển khoản, nếu không, lập tức xử bắn tù binh. Quỷ Lịch rất cường thể. Sứ giả của 28 nước đều trở nên phẫn nộ. Không thể nào, Quỷ Lịch, anh đây là giao giá trên trời. Anh nằm mơ đi. Quỷ Lịch lạnh lùng nhìn sứ giả của 28 nước, vẻ mặt lạnh lùng, nói, một khi đã như vậy, tù binh lần này bắt được ở ngoại ô Thiên Sơn, toàn bộ đều xử bắn. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Quỷ, Quỷ tướng quân, có chuyện gì cứ từ từ nói. Tiếp tục, tiếp tục thương lượng. Gấp 10 lần quá nhiều chúng tôi không thể chấp nhận được." Các sứ giả lần lượt mở miệng. "Nhiều." Quỷ Lịch chỉ vào Tiểu Hắc ở một bên vẫn đang hôn mê bất tỉnh, giọng điệu lạnh lùng nói, "Tướng quân Hắc Phong hiện giờ sống chết không rõ, chủ soái chết trận, các người tốt nhất nên hy vọng tướng quân Hắc Phong không có việc gì cả, nếu không 28 nước các người sẽ chờ đợi sự trả thù của quân Hắc Long." Một câu này khiến cho tất cả các sứ giả đều bị dọa sợ. "Được, nước tôi đồng ý." một quốc gia thỏa hiệp. Tôi cũng đồng ý. Đã có một nước thỏa hiệp sẽ có nước thứ hai thỏa hiệp. Rất nhanh, sứ giả của 28 nước đều đã lựa chọn dùng tiền để giải quyết ổn thỏa. Những sứ giả này chuyển khoản ngay tại chỗ. Sau khi chuyển khoản, Quỷ Lịch nói lời giữ lời, thả người của 28 nước ra. Nam Hoang, căn cứ nào đó. Quỷ Lịch nói đầu đuôi ngọn ngành những chuyện này. Chủ soái, tin tức đã được tung ra cả nước đều biết Hắc Long đã chết trận, cả nước đều mặc niệm 10 phút, sứ giá của các nước đều đã trả tiền, chuyện này xem như chấm dứt. Ừ, Giang thần nhẹ nhàng gật đầu. Quỷ lịch lại nói tiếp, lần này 28 nước, tổng số tiền bồi thường thua trận là 8 vạn 9 nghìn triệu, khoản tiền này hiện giờ đang ở trong tài khoản của quân đội Hắc Long. Nhiều như vậy, Giang thần thoáng kinh ngạc. Trước kia anh đánh thắng trận, quốc gia thua trận cũng sẽ đưa tiền bồi thường, nhưng mà anh cũng không quan tâm tính toán rõ số tiền. Anh cũng không biết rõ khái niệm tiền bạc. Sau một lần đi đến Giang Trung, anh đã hiểu rõ khái niệm của tiền bạc, đã biết hơn 8 vạn 9 nghìn triệu là bao nhiêu. Vâng, quỷ lịch gật đầu nói, lần này 28 nước đúng là chảy máu rất nhiều, sau lần này, quốc gia của bọn họ nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, trong vòng 3 năm không thể khôi phục nền kinh tế. Giang thần suy nghĩ, nói cậu thông báo đến Bộ Tài chính Quốc gia, chuyển 2 vạn triệu cho bộ tài chính, chuyển 1 vạn triệu vào tài khoản tôi, giữ lại 1 vạn triệu làm chi phí quân sự cho quân Hắc Long, phần còn lại phân chia cho quân Hắc Long. Giang thần biết, mỗi quân Hắc Long đều có gia đình. Quân Hắc Long canh giữ biên giới, có người vài năm, thậm chí là 10 năm cũng chưa về nhà một lần. Bọn họ giết quân địch nơi biên cương, nếu ngay cả việc ăn ở của người nhà cũng gặp phải vấn đề, vậy chẳng phải làm cho người ta đau khổ sao. 5 triệu 9 nghìn vạn, chia cho trăm vạn quân Hắc Long, phân chia xuống phía dưới cũng không ít. Nhưng cho dù là bao nhiêu, cũng là một chút tấm lòng của anh. Tôi thay mặt các anh em cảm ơn chủ soái. Giang Thần liếc mắt nhìn Quỷ Lịch một cái, nhắc nhở nói, khoản tiền này phải đưa đến trong tay các anh em, tôi không hy vọng xuất hiện hiện tượng có người ăn chặn tiền làm tiền riêng. "Gió, tuyệt đối sẽ không." "Được rồi, đi xuống đi." "Gió." Quỷ Lịch xoay người rời đi. Mà Giang Thần cũng đi đến bệnh viện quân khu. Anh lại kiểm tra cơ thể giúp Tiểu Hắc, sau đó kê một đơn thuốc, phân phó người đi lấy thuốc, sắc thuốc, mà anh lại tiếp tục sử dụng kim bạc, tiếp tục chữa trị vết thương cho Tiểu Hắc. Ngày hôm nay đối với Trung Quốc mà nói, tuyệt đối là một ngày đáng để tưởng nhớ. Bởi vì tin tức chiến thần Hắc Long của Trung Quốc hy sinh vì nhiệm vụ đã lan truyền khắp cả nước. Chiến thần đi rồi, anh để lại huyền thoại bất tử. Đặc biệt trong trận chiến cuối cùng trước khi chết, dốc sức chiến đấu với bậc thầy quân sự của 28 nước, giết chết toàn bộ. Cuối cùng dưới sự đuổi giết của đội quân 10 vạn người, trốn chạy một ngày một đêm, còn tiêu diệt hàng vạn quân địch. Phần chiến tích này đã đủ để ghi vào sử sách. Phần vinh quang này sẽ được con dân Trung Quốc đời đời khắc ghi. Nhà họ đường. Người một nhà tập trung lại một chỗ. Chị, chị đã nghĩ ra cách gì chưa? Giấy triệu tập của tòa án đã được đưa đến. Buổi sáng ngày mai mở phiên tòa, nhà họ hứa muốn thông qua biện pháp pháp lý để đòi tiền về trên mặt đường tùng mang theo vẻ lo lắng hôm nay đường sở sở đi ra ngoài gần cả ngày cậu ta không biết đường sở sở có nhận được tiền hay không đường sở sở mặt xám như cho tàn trên khuôn mặt xinh đẹp không mang theo biểu cảm giống như một cái máy không có cảm xúc nhẹ giọng à một tiếng ẩm ngay tại giờ phút này cửa nhà họ đường bị đá văng ra mã hóa long dẫn theo mười mấy tên đàn em hùng hổ xông vào nhà họ đường lập tức trở nên hoảng sợ đều đứng dậy mã hóa long dẫn theo đám đàn em đi đến ngồi xuống sofa mà người nhà họ đường đứng ở một bên dáng vẻ kinh hoàng biến sắc mã hóa long quét mắt liếc nhìn người nhà họ đường vẻ mặt nghiền ngẫm nói tiền đã chuẩn bị xong chưa bịch đường tùng lập tức quỳ xuống mặt đất cầu xin nói anh mã cho em thêm mấy ngày nữa chị của em đã đi gom tiền đi ngủ với những nhân vật lớn có thể có tiền ngay lập tức đường sở sở mặt không chút thay đổi cô đã quá thất vọng với gia đình này rồi dẫn đi cho tao anh mã ra lệnh một tiếng mấy tên đàn em đi tới bắt lấy đường tùng đang quỳ trên mặt đất mẹ chị bố cứu mạng cứu mạng đường tùng cuống quýt kêu to sở sở mau mau nghĩ cách đi hà diễm mai vẻ mặt hoảng hốt cách con thì có thể có cách gì đường sở sở lắc đầu bây giờ cô thật sự không có cách nào Mã Hóa Long đứng lên, giọng điệu lạnh lùng nói, đường sở sở, tôi chỉ cho cô thời gian một ngày, sau ngày mai, nếu tôi không nhìn thấy tiền, vậy chờ nhặt xác thằng nhãi này đi, chuẩn bị đủ tiền, đến Sơn Trang Hoa Quế tìm tôi. Chuyện đề cử, chờ ngày gió đông ấm áp. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Bố, mẹ, chị, con không muốn chết, con thật sự không muốn chết mà. Đường Tùng bị cưỡng chế đưa ra khỏi nhà họ đường. Cậu ta lớn tiếng kêu la thảm thiết nhưng mà người nhà họ đường không dám đối nghịch với mã hóa long sau khi mã hóa long mang người đi mọi người nhà họ đường tê liệt ngồi trên ghế sofa khóe mắt đường sở sở đã ươn ướt nước mắt thi nhau rơi xuống sở sở con mau nghĩ cách đi cho dù đường tùng ngàn sai vạn sai thì nó cũng là em trai con mà đúng vậy sở sở con mau suy nghĩ cách đi chị sở sở em cầu xin chị đứa nhỏ không thể không có bố người trong nhà vây quanh đường sở sở không ngừng mở miệng cầu xin nhìn thấy người nhà họ đường lấy nước mắt rửa mặt đường sở sở hở dài một hơi thật sâu nói đừng lo lắng con sẽ nghĩ cách nói xong cô trở về phòng quay lại phòng bọc mình vào trong chăn bật khóc thành tiếng khóc đau lòng muốn chết khóc đến đau thấu tim can đêm lặng lẽ không một tiếng động trôi qua hôm sau đường sở sở đi tới tòa án Cô không gọi luật sư, bởi vì cô không có phần thắng nào. Không có gì ngoài ý muốn, vụ kiện này, đường sở sở thua kiện. Để yêu cầu trả lại tiền, tòa án đóng băng toàn bộ tài sản của cô, còn chuẩn bị bán đấu giá căn biệt thự mà Giang Thần tặng cho cô, đồng thời ra lệnh muốn đường sở sở nhanh chóng gom đủ số tiền còn lại. Nhà họ hứa là chuyện nhỏ. Cô gom góp, trung quy vẫn có thể gom đủ. Khó khăn chính là phía mã hóa long bên kia đây chính là hạng người lòng dạ độc ác, nếu không trả tiền trước đêm nay, bọn họ thật sự chuyện gì cũng có thể làm được. Đường sở sở không còn hy vọng, bước ra khỏi tòa án. Bầu trời hôm nay quang đáng, nhưng đường sở sở lại cảm thấy cuộc đời là một mẫu u ám. Chẳng lẽ, thật sự phải tìm ngụy Chi mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay sao? Cô không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy mà thỏa hiệp với số phận. Cô lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho giang thần alo vợ làm sao vậy nghe thấy giọng nói của giang thần đường sở sở đưa tay che miệng cố gắng không cho mình khóc nếu chồng của cô có tiền có thế vậy mọi chuyện sẽ không như thế này đáng tiếc chồng của cô không tiền không quyền không phải nhân vật lớn không không có việc gì cô cúp điện thoại nam hoang căn cứ nào đó giang thần nằm trên giường vẫn chưa đứng dậy sau khi nhận được điện thoại của đường sở sở, anh sờ mũi, khế giọng thì thầm, chuyện gì thế này, không thể hiểu nổi mà. chương 209, đường sở sở muốn đính hôn. Đường sở sở muốn từ biệt giang thần. Nhưng mà cô lại không nói ra được thành lời. Bây giờ chỉ có thể đi tìm ngụy Chi trước, ở cùng với ngụy Chi rồi sau này mới nói rõ ràng với giang thần. Cô thật sự là hết cách rồi. Không đi tìm ngụy Chi, em trai của cô sẽ mất mạng. Cả nhà của cô cũng sẽ chia năm xẻ bảy. Mà Giang Thần lại không biết chuyện xảy ra ở Giang Trung, anh cũng không có nghĩ gì nhiều. Bây giờ anh không thể đi được, nhất định phải ở bên cạnh Tiểu Hắc, mỗi giờ mỗi phút đều phải coi sóc tình hình sức khỏe của người này. Đường Sở Sở bên đây lại gọi cho Ngụy Chi. Khu biệt thự Cảnh Tú, biệt thự nhà họ Ngụy. Đường Sở Sở ngồi trên ghế sofa. Vì tới gặp Ngụy Chi nên cô đặc biệt mặc một bộ đồ màu trắng gợi cảm. Cái cổ cùng cánh tay trắng nõn phơi bày ra bên ngoài. Ngụy Chi ngồi ở một bên, nhìn kỹ Đường Sở Sở. Từ trên nhìn xuống, từ dưới nhìn lên, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Hoàn Mỹ, thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp vẹn toàn. Đường Sở Sở, em đã nghĩ thông suốt rồi nhé, đây không phải là anh ép buộc em đó. Đường Sở Sở nhẹ gật đầu, "Anh, anh Ngụy, tôi đã hiểu rõ rồi. Bây giờ chồng tôi có chuyện đi xa nhà." Chờ sau khi anh ấy trở về thì tôi sẽ ly hôn với anh ấy rồi kết hôn với anh. Nếu anh ghét bỏ tôi vậy cho tôi làm người thứ ba, làm người tình." Cô ngẩng đầu nhìn Ngụy Chi, khẽ cắn môi, nói ra mấy lời này, cô cảm giác bản thân mình thật quá không biết liêm sỉ. Nhưng mà cô hết cách rồi. Xin anh Ngụy ra tay giúp đỡ tôi, nhanh chóng cứu em trai của tôi. Ánh mắt của Ngụy Chi dừng lại trên người cô, cho dù anh ta đã từng gặp qua và đùa bỡn với rất nhiều người đẹp rồi, nhưng mà lúc này cũng không thể nhịn nuốt nước miếng, hỏi, đúng rồi, bên ngoài đồn đại em với chồng em không có ngủ chung phòng, đây là sự thật sao? Đường sờ sờ cúi đầu, khẽ gật, trong lòng ngụy chi khẽ động, không ngờ lại còn là hàng nguyên vẹn chưa bóc tem, là gian thần yếu, hay là thế nào? Được, anh dắt em đi tìm anh mã gì đó, em yên tâm đi, sau khi giải quyết chuyện này, anh sẽ không chạm vào em, anh sẽ công bố với mọi người đính hôn với em, cưới em về làm vợ, để em trở thành bà chủ ngụy ngụy chi chưa từng nghĩ sẽ mạnh bạo với đường sở sở anh ta là thật lòng với đường sở sở anh ta muốn kết hôn với cô cưới hỏi đàng hoàng sau khi đính hôn nếu như em muốn ở nhà lo chuyện nội trợ cũng được nếu em muốn đi làm cũng được anh đều sẽ cho tiền em tạo dựng sự nghiệp cho em toàn bộ đều cho em hết cảm ơn đường sở sở hít một hơi thật sâu bây giờ cô đã bị dồn vào đường cùng rồi chính xác là kiểu tìm được tia sống trong cõi chết không bị ép tới đường cùng cô cũng sẽ không đến tìm ngụy chi bỏ qua hết thảy mọi chuyện ngụy chi vẫn rất tốt cho dù là ra thế phong độ đều vượt xa giang thần mấy con phố đi anh ta nắm tay đường sở sở kéo đi cơ thể của cô cứng ngắc hơi rụt tay lại thật xin lỗi đường đột quá ngụy chi lập tức xin lỗi anh ta quá nôn nóng đường sở sở sớm muộn cũng là người phụ nữ của anh ta. Anh ta sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện mà yêu anh ta. Không, không có gì. Đường sở sở khẽ mỉm cười, đứng lên nói. Ngụy Chi đưa đường sở sở ra ngoài, tới Sơn Trang Hoa Quế. Ở Sơn Trang Hoa Quế, trong vùng ngoại ô thành phố, đây là địa bàn của Mã Hóa Long. Bên trong Sơn Trang, phòng dưới lòng đất. Đường Tùng bị trói ở đây, trên người chẳng chịt vết thương mã hóa long lại ngồi trên ghế bên trong phòng dưới lòng đất hút điếu thuốc nhìn cả người đầy vết thương là đường tùng ở kia lại hít mắt cười nói đường tùng còn nửa ngày nữa nếu chị của mày không mang tiền tới đây thì mày chết chắc rồi đường tùng bị đánh gãy mấy cây răng muốn mở miệng nói chuyện nhưng vừa mở miệng đã cảm giác được cơn đau từ trong miệng truyền tới cậu ta không nói được thành tiếng chỉ biết phát ra âm thanh khóc hu hu vào lúc này có một tên đàn em đi vào nói anh mã Cậu Ngụy dắt Đường Sở Sở tới rồi. Nhanh vậy sao? Mã Hóa Long lập tức đứng lên nói, "Đi, đi ra ngoài." Bên trong sảnh lớn của Sơn Trang, có một nam một nữ đang ngồi, chính là Ngụy Chi và Đường Sở Sở. Vẻ mặt của Ngụy Chi rất đỗi thong dong. Đường Sở Sở lại là một mặt nôn nóng. Rất nhanh sau đó, Mã Hóa Long đã dắt theo 10 tên đàn em qua tới, cười ha ha nói, "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu Ngụy của nhà họ Ngụy à?" Đường sở sở, tôi nói cho cô biết, cho dù cô có dắt ông trời tới đây thì tiền nợ của em trai cô, cô đều phải thanh toán đủ. Ngụy Chi từ tốn nói, nợ bao nhiêu? Mã Hóa Long nói, cả vốn lẫn lãi là 16 tỷ. Cậu Ngụy, tôi nể mặt cậu, chỉ lấy 10 tỷ thôi. Tiền này tôi trả, lập tức thả người. Mã Hóa Long dặn dò một tên đàn em bên cạnh mình, nói, dắt người tới đây. Vâng, mấy tên đàn em cùng vào phòng dưới lòng đất, nhanh chóng lôi đường tùm người đầy vết thương ra ngụy chi lại đứng lên nói tiền thì anh tự mình tới nhà họ ngụy lấy tôi mang người về trước chuyện này không có vấn đề gì chứ không không có vấn đề gì cả tôi tin cậu ngụy đây sẽ không quyệt nợ giấy nợ đâu mã hóa long lập tức lấy ra giấy nợ đưa cho ngụy chi ngụy chi lại đưa cho đường sở sở đường sở sở bày ra vẻ mặt cảm kích cám cám ơn anh Ngụy Chi khẽ dừng tay lại, đều đã sắp trở thành người một nhà rồi, khách sáo như vậy làm gì? Mau đưa em trai của em tới bệnh viện đi, anh trở về chuẩn bị. Ngày mai chúng ta sẽ đính hôn. Ơ, ờ, nhanh, nhanh như vậy sao? Đường Sở Sở ngây người, nói tôi, tôi còn chưa có ly dị nữa. Ngụy Chi cười nói, không sao cả, đính hôn trước, sau này ly dị với Giang Thần sau. Vốn dĩ Ngụy Chi còn muốn nói, Giang Thần chính là Hắc Long đã chết ở ngoại ô Thiên Sơn của Nam Hoang rồi. Nhưng mà nghĩ ngợi một chút vẫn là không nói. Bởi vì, Đường Sở Sở sắp trở thành người phụ nữ của anh ta rồi, anh ta không muốn cô phải đau lòng. Đường Sở Sở im lặng. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu nói, "Ừm, um, vậy thì sang mai đi." Chuyện tới nước này rồi, cô không có lựa chọn khác. Ngụy Chi là người ơn của cô. Mà Ngụy Chi cũng không hề tệ chỗ nào cả. Cô dắt theo Đường Tùng đi tới bệnh viện còn Ngụy Chi thì về nhà, bắt đầu sắp xếp chuyện đính hôn vào sáng mai. Đường Tùng chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, thậm chí còn không cần nằm viện, chỉ cần kê vài toa thuốc đã có thể về nhà. Ở nhà họ Đường, Đường Sở Sở nói chuyện với Ngụy Chi cho cả nhà nghe. "Hả?" Hà, Hà Diễm Mai kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt lại bỗng trở nên sán lạn, ha ha, sớm nên phải như vậy, sớm nên ly dị với Giang Thần đi. Sớm phải nên tới với cậu Ngụy, đây không phải là êm chuyện rồi sao đường tùng vẫn còn vết thương trên người lúc này lại dựa vào ghế sofa vẻ mặt đắc y nói chị chị phải cảm ơn em nếu như không có em thì sao chị có thể nương nhờ vào người có tiền như cậu ngụy được mười mấy tỷ có là gì nhà họ ngụy có hơn cả trăm tỷ tùy tiện rút một cọng lông thôi so với tên giang thần phế vật kia còn được việc hơn gấp trăm ngàn lần ngô mẫn gật đầu phụ họa đúng đó không sai chị sở sở chỉ phải cảm ơn anh Tùng, sau này phát tài rồi cũng đừng quên anh ấy. Đường sở sở hơi thất thần. Cô ngó lơ người nhà. Một mình đi về phòng. Mà cả nhà họ đường lại vô cùng phấn khích. Đây đúng thật là trong cõi chết tìm thấy một tia sống sót, trong tình cảnh khốn khó lại tìm được lối thoát hiểm. Vốn dĩ là rơi vào con đường cùng, bây giờ tất cả mọi chuyện đều qua cả rồi, còn có một người con rể lợi hại. Ngụy Chi làm việc rất nhanh gọn, nhanh chóng đã đưa xính lễ tới toàn bộ chỗ xính lễ cộng lại có giá hơn 10 tỷ mấy. Ngay sau đó, tin tức truyền khắp cả Giang Trung. Đó chính là ngụy chi của nhà họ ngụy sẽ đính hôn với đường sở sở. Cũng là vào ngày mai, địa điểm là ở biệt thự nhà họ ngụy của khu biệt thự Cảnh Tú. Tin tức này, không thể nghi ngờ chính là một tin bom tấn hạng nặng. Ai cũng biết đường sở sở có Hắc Long làm chỗ dựa. Tin Hắc Long qua đời chỉ vừa mới truyền tới, Ngụy Chi đã ra tay với đường sở sở rồi. Ai cũng biết Đường Sở Sở có chồng, hai người vẫn chưa có tuyên bố ly dị, Đường Sở Sở lại muốn đính hôn với Ngụy Chi. Cùng lúc đó, ở bệnh viện quân khu Nam Hoang, cơ thể Tiểu Hắc xuất hiện biến chứng. Giang Thần nhanh chóng tới cấp cứu. Vết thương của Tiểu Hắc quá nặng, nếu là người bình thường chỉ e là đã chết từ lâu rồi, nhưng mà Tiểu Hắc là kiểu thân thể chinh chiến quanh năm, tố chất rất cao, cộng thêm thuật chữa bệnh tài tình của Giang Thần mới có thể giữ được mạng sống mặc dù có thể giữ lại mạng sống, nhưng tình huống cơ thể rất không ổn định. Bây giờ hơi thở của tiểu hắc suy nhược, nhịp tim cũng nhanh chóng ngừng lại rồi. Giang thần lợi dung ngân châm để kích thích mạch đậm của cậu ta, duy trì sự sống. Trên người tiểu hắc toàn là ngân châm. Mỗi một cái ngân châm dường như đều đang run rẩy. Giang thần ở bệnh viện cứu chữa một ngày một đêm, hơi thở của tiểu hắc cuối cùng mới coi như ổn định trở lại. Phu thấy nhịp tim của tiểu hắc đã khôi phục lại bình thường, giang thần khẽ hít một hơi thật sâu. Chủ soái có rất nhiều cuộc gọi nhớ. Giang thần thả lỏng được một chút, quỷ lịch cũng đã vào trong phòng bệnh, đưa điện thoại lại cho giang thần. Giang thần cầm lấy, nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhớ, có của đường sở sở, của bạch tố, còn có cả hà tâm và tần niên gọi tới. Nói chung là những người có quan hệ với anh ở Giang Trung đều gọi tới. Nhưng mà bắt đầu từ hôm qua, anh đều ở trong phòng bệnh cấp cứu cho Tiểu Hắc. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, trong lòng Giang Thần dấy lên một dự cảm chẳng lành. Chương 210, trở về Giang Trung. Nhiều người gọi tới như thế, Giang Thần biết ở Giang Trung nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Anh dặn dò, gắt gao quan sát tình hình của Tiểu Hắc. Nói xong, anh đi ra khỏi phòng bệnh, đi tới bên ngoài hành lang phòng bệnh. Giang Thần lấy ra một điếu thuốc hút, đầu tiên là gọi cho Đường Sở Sở. Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng. Sáng sớm hôm nay, Đường Sở Sở đã thức dậy từ sớm đi tới biệt thự nhà họ Ngụy. Cô mặc váy cưới trắng tinh, thợ trang điểm đang trang điểm cho cô. Điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại lên đã thấy là Giang Thần gọi tới. Đường Sở Sở có chút thất thần, lại nghĩ không biết có nên nhận hay không. Không biết bắt máy rồi, cô sẽ nói với Giang Thần như nào đây? Sau một lúc do dự, cô nhận điện thoại. "Sở Sở, sao thế? Tối hôm qua anh mệt quá, vừa về khách sạn đã ngủ mất nên không có xem điện thoại." Trong điện thoại, truyền tới giọng nói của Giang Thần. Đường Sở Sở có chút sừng sốt, chợt hít sâu một hơi lại nói, "Không, không có gì, anh làm việc tốt nhé." Nói xong, cô cúp máy. Mà Giang Thần lại một mặt đầy hoài nghi. "Không có chuyện gì sao?" làm sao anh lại cứ có cảm giác giọng điệu của đường sở sở có gì đó không đúng thì phải vừa lúc đó điện thoại của anh vang lên là hà tâm gọi tới anh bắt máy hà tâm sao thế phù điện thoại được kết nối đã nghe tiếng hà tâm thở vào một cái nói đại ca giang em biết là anh không có chuyện gì biết ngay là anh sẽ không sao mà có chuyện gì nói đi đại ca giang anh ở đâu anh mau quay trở lại đi chị sở sở Trái tim của Giang Thần đều treo đến tận cuống họng, nhịn không được hỏi, Sở Sở làm sao? Sở Sở muốn đính hôn với Ngụy Chi của nhà họ Ngụy, ngày hôm nay rốt cuộc là anh đang ở đâu, tối hôm qua em gọi nhiều lần như thế mà tại sao lại không nghe máy chứ? Nghe được tin này, sắc mặt Giang Thần lập tức chìm xuống. Vợ của anh muốn đính hôn cùng với người khác, còn là Ngụy Chi của nhà họ Ngụy. Hà Tâm gấp gáp nói, buổi lễ đính hôn bắt đầu lúc 12 giờ trưa nay anh mau quay trở lại đi, nếu không chị Sở Sở sẽ là vợ của người khác mất. Anh biết rồi, chuyện kiếm hiệp hay. Giang thần không chút biến sắc cúp máy. Bây giờ, cuối cùng anh cũng biết rõ rồi, tại sao lại có nhiều người gọi cho anh như thế. Hóa ra là Sở Sở muốn đính hôn với người khác, chuyện này đã lan truyền khắp Giang Trung, chỉ có mỗi anh là không biết. Anh đi vào phòng bệnh. Tiểu Hắc vẫn nằm trên giường bệnh, ngoài miệng còn đeo thêm thiết bị hô hấp tình hình của tiểu hắc bây giờ rất nguy kịch, anh thật sự là không thể đi được. Nhưng mà, còn vợ của anh thì sao? Giang thần nghĩ ngợi một chút, dặn dò quỷ lịch. Có thuộc hạ. Giang thần nói, lập tức chuẩn bị máy bay chuyên dụng, hộ tống tiểu hắc về Giang Trung. Vâng, còn nữa. Chủ soái, xin dặn dò. Âm thầm điều khiển một ngàn người tinh nhuệ của quân đoàn Hắc Long lặng lẽ quay trở về Giang Trung. Tới Giang Trung rồi thì chờ mệnh lệnh của tôi vâng tuân mệnh vốn dĩ giang thần muốn chờ vết thương của tiểu hắc ổn định tỉnh dậy rồi mới về lại giang trung nhưng mà vợ của anh đã sắp đính hôn với người khác rồi anh không đợi được ngụy chi đây là mày tự đào hố trôn mình tự đẩy nhà họ ngụy vào trong hố lửa giang thần siết chặt tay thành nắm đấm sắc mặt trầm ngâm trên người tỏa ra một sát khí tiêu điều vắng vẻ rất nhanh sau đó máy bay chuyên dụng đã chuẩn bị xong có rất nhiều chiến sĩ cẩn trọng từng chút một mà đưa tiểu hắc lên, cầm bình oxy cùng máy móc lên máy bay trực thăng, giang thần cũng ở trong đó. Sau khi chuẩn bị xong, máy bay trực thăng cất cánh tiến về phía Giang Trung. Hai tiếng sau, máy bay trực thăng đã xuất hiện ở quân khu Giang Trung. Tiêu giao vương đích thân tới đón máy bay. Nhìn thấy Giang thần hạ cánh, thấy tiểu hắc trọng thương đang hôn mê được người khác nâng lên là tiểu hắc, tiêu giao vương có hơi ngẩn người trượt qua tới ôm lấy giang thần một cái tôi biết nhóc con nhà cậu nhất định sẽ không có chuyện gì mà làm tôi sợ muốn chết tôi còn tưởng cậu đã chết ở ngoại ô thiên sơn ở nam hoang giang thần cười nhạt nói tôi còn trẻ tuổi như thế sao tôi có thể chết được chứ tôi còn một người vợ sinh như hoa như ngọc tôi làm sao có thể cam lòng chết được nhóc con nhà cậu tới bây giờ vẫn còn nói đùa được tôi lại nghe nói vợ của cậu sắp đính hôn với người khác rồi Nghe thế, sắc mặt giang thần trầm xuống. Tiêu giao vương kịp thời lảng sang chuyện khác, hỏi Hắc Phong sao thế? Giang thần nói, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, lập tức đưa tới bệnh viện quân khu, bảo người theo dõi 24 phần 24. Có tình hình gì lập tức báo cho tôi biết? Vâng. Tiêu giao vương gật đầu, chợt dặn dò, lập tức mang Hắc Phong tới bệnh viện quân khu. Dặn dò xong xuôi, tiêu giao vương cùng đi với giang thần. Xảy ra chuyện gì, cậu tới Nam Hoang sao lại ra ngoài ô Thiên Sơn rồi xảy ra ác chiến với 28 cao thủ nước ngoài ở đó vậy, còn bị đại quân 10.000 binh lính truy sát nữa chứ, rồi lại còn có tin là cậu đã chết nữa. Giang thần trầm mặc nói, tôi phái tiểu hắc tới Nam Hoang mang ít tiền, tiểu hắc lại gặp nạn, bị bắt giữ ở ngoài ô Thiên Sơn. Kẻ thù muốn tôi một mình tới đó cứu tiểu hắc, tôi tới đó lại phát hiện đã răng sẵn bẫy dụ tôi vào, nhưng tôi không biết là ai âm thầm nhắm vào mình, cho nên mới truyền tin mình đã chết hóa ra là như vậy. Tiêu Giao Vương bừng tỉnh, nói, vậy cậu có biết là ai nhắm vào cậu không? Giang thần lắc đầu đáp, vẫn không biết, bây giờ chỉ biết là một y vương, còn y vương này là ai thì tôi vẫn chưa điều tra ra. Tiêu Giao, ông âm thầm điều tra giúp tôi một chút, ở Trung Quốc có ai tên gọi là y vương không? Đúng rồi, kẻ đó còn có một biệt danh là bàn tay thần diệu. Ừm, Giang thần nhắc nhở, nhớ kỹ, âm thầm điều tra. Hiểu rồi. Tiêu Giao Vương gật đầu, chợt hỏi: đúng rồi, nếu như cậu đã chết rồi, vậy bây giờ xuất hiện không phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Giang Thần bày ra vẻ mặt chua xót, anh vốn không muốn xuất hiện sớm như vậy, muốn âm thầm tìm kiếm. Nhưng mà đường sở sở lại sắp đính hôn cùng với người khác, anh không thể không xuất hiện. Cậu Giang, hay là chuyện này để tôi đứng ra ngăn cản giúp anh, ngăn cản vợ anh đính hôn với người khác, anh lại âm thầm chờ thêm một thời gian nữa. Bỏ đi. Giang thần xua xua tay, nói, đây là chuyện riêng của tôi, tự tôi xử lý là được rồi. Hơn nữa, hiện tại mọi người đều biết Hắc Long là một giang thần khác, chỉ có số ít người mới biết tới thân phận thật sự của tôi. Giang thần nghĩ tới chuyện này rồi, kẻ nhắm vào anh nhất định là hiểu rõ anh trong lòng bàn tay. Có thể là người của bộ máy nhà nước, cũng có thể liên quan tới kẻ đã diệt cả dòng họ của anh. Anh vốn dĩ định nấp trong bóng tối, đợi đến khi kẻ địch lộ ra nhiều sơ hở một chút thì sẽ hiện thân chỉ là bây giờ anh không thể không xuất hiện còn những chuyện khác anh cũng không quản được anh hiện thân hay không đều có điểm lợi không hiện thân thì kẻ thù sẽ cho rằng anh chết rồi sẽ tung hoành không kiêng rẻ nữa hiện thân thì kẻ địch sẽ tiếp tục nhằm vào anh như vậy anh sẽ có thể nhân cơ hội này mà tìm hiểu rõ mọi chuyện hơn nếu đã thế tôi cũng không miễn cưỡng nữa có gì cần giúp đỡ thì cứ nói Giang Thần cười nhạt, xoay người rời khỏi quân khu Giang Bắc. Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi sáng. Ở nhà họ Ngụy, khu biệt thự Cảnh Tú. Biệt thự nhà họ Ngụy treo đèn kết hoa, hội tụ đủ những gia tộc danh giá ở Giang Trung. Ở tầng 2 của biệt thự, Đường Sở Sở một thân áo cưới trắng tinh, trang điểm nhẹ, môi đỏ má hồng. Giờ phút này, cô giống hệt một con thiên nga trắng cao quý, gợi cảm và xinh đẹp. Ngụy Chi mặc Âu phục đen, trước ngực cài một đóa hoa đi tới. Anh ta nhìn Đường Sở Sở xinh đẹp như thiên sứ, khoác tay của anh ta, vẻ mặt vô cùng si mê. "Sở Sở, em thật sự là quá đẹp, có thể lấy được em là kiếp trước anh đã tích công đức. Anh xin thề sẽ đối xử tốt với em, che chở em cả đời này." Đường Sở Sở nở một nụ cười nhẹ. Chuyện tới nước này, cô đã nhận ra. Mặc dù là bị ép tiến tới với Ngụy Chi, nhưng nghĩ kỹ lại, ở cùng Ngụy Chi cũng là một chuyện không tệ chỉ là cô cảm thấy thẹn với Giang Thần. Giang Thần đã chữa lành cho cô. Hơn nữa khoảng thời gian này, Giang Thần ở nhà họ Đường đã nhẫn nhục chịu khóc, chưa từng oán hận một câu. "Thần, xin lỗi, về sau em sẽ đền bù lại cho anh." Cô nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ thầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 211, tôi không đồng ý. Nhà họ Ngụy thật náo nhiệt nhà họ Ngụy là gia tộc đại diện Giang Trung nằm trong liên minh năm tỉnh. Nhà họ Ngụy luôn rất khiêm tốn. Nhưng một khi nhà họ Ngụy đã chịu chơi, thì chắc chắn sẽ khiến Giang Trung một phen chấn động. Bên ngoài biệt thự nhà họ Ngụy, từng chiếc xế hộp sang trọng lần lượt xuất hiện, trong số chúng không có chiếc nào có giá thấp hơn 5 triệu nhân dân tệ, tất cả đều trên 5 triệu. Mặt khác, những con xe giao động từ 5 triệu nhân dân tệ vẫn chỉ mới là hạng soàng áp chót chẳng khó để bắt gặp những chiếc siêu xe chục triệu, hay thậm chí là hàng trăm triệu nhân dân tệ bởi chúng giải rác vô số. Các ông to bà lớn bốn phương lần lượt tề tựu để mừng lễ đính hôn của Ngụy Chi và đường sở sở. Biệt thự, đại sảnh. Đây là một biệt thự rộng hơn 2.000 mét vuông. Lúc này, trong đại sảnh đã được dựng lên một sân khấu. Dưới sân khấu, nhiều nhân vật lớn trong giới kinh doanh đều tụ tập lại một chỗ, thậm chí còn có một số nhân vật lớn trong giới chính trị, dưới ánh nhìn của nhiều nhân vật lớn, Ngụy Chi khoác tay đường sở sở đi tới. Đường sở sở khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Đây là chiếc váy cưới được Ngụy Chi đặt thiết kế riêng theo yêu cầu của đường sở sở, khắp chiếc váy cưới đều được đính đầy những viên kim cương sáng lấp lánh. Dưới ánh đèn chiếu rọi, nó tỏa sáng vô cùng lộng lẫy và trói mắt. Riêng chiếc váy cưới này đã trị giá 3.800 triệu nhân dân tệ. Wow! Hiện trường vang lên những âm thanh xôn xao đẹp quá đi mất. Cậu Ngụy thất may mắn làm sao? Đường Sở Sở thật hạnh phúc, có thể được cậu Ngụy yêu mến. Không ít cô gái lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Người của nhà họ Đường cũng có mặt. Không chỉ có gia đình Đường Bác, mà cả Đường Thiên Long, Đường Hải và Đường Kiệt cũng có mặt. Giờ phút này, Đường Sở Sở chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất Giang Trung. Trên người Đường Tùng vẫn còn vết thương, nhưng không che giấu nổi cảm xúc vui mừng hạnh phúc cậu ta cùng lớp con cháu nhà họ đường tụ tập lại một chỗ, cậu ta khoác lác một cách đầy tự hào, nè he, nè he, chị sở sở có thể sánh duyên với cậu ngụy là nhờ tôi hết đó nhé, nếu không nhờ tôi, chị sở sở còn lâu mới có cửa với được cậu ngụy. Đường Tùng vô cùng tự hào, ngô mẫn lại ngẩng cao đầu lên, đón nhận ánh mắt hâm mộ của mọi người. Người dẫn chương trình cầm microphone bước lên sân khấu. Người dẫn chương trình chính là Hứa Tinh. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, trông rất rực rỡ và đầy năng lượng. Cô ta cầm microphone và nở nụ cười rạng rỡ, thật đúng là trời sinh một cặp, tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ rồi đấy. Đường sở sở đỏ mặt, cô khẽ nói, đừng, đừng nói lung tung. Hứa tinh bật cười, lêu lêu có người mắc cỡ. Đúng lúc Ngụy Chi bước ra, hứa tinh, sở sở dễ ngại lắm, cô đừng có chọc cô ấy nữa. Hứa tinh cười duyên, người ta còn chưa qua cửa mà anh đã bên cầm cập rồi. Sở sở, Cậu xem, cậu Ngụy thật ân cần, ấm áp." Hứa Tinh vừa nói như vậy, Đường Sở Sở lại càng ngượng ngùng. Chẳng qua, khi nhận thấy muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ phía dưới sân khấu, trong lòng cô Trào Dâng cảm giác vui sướng, cô cũng hiểu được, bây giờ mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất đời. Hứa Tinh cũng không nói đùa nữa, cô ta cầm microphone lên và nói, "Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa những nhân vật nổi tiếng khắp giang trung, xin hân hoan chào đón quý vị đến với nhà họ Ngụy." làm chứng cho nghi lễ đính hôn của đường sở sở và ngụy chi nói xong cô ta liếc mắt nhìn ngụy chi ngụy chi lập tức lấy ra một chiếc nhẫn kim cương rất lớn anh ta quỳ một gối xuống mặt đất nhìn đường sở sở với vẻ mặt dịu dàng chiều mến sở sở từ lần đầu tiên gặp em em đã mở cửa và bước vào tim anh cho anh biết thế nào là tương tư em có đồng ý làm vợ của anh không đồng ý đi đồng ý đi phía dưới truyền đến âm thanh rôm rả đường sở sở nhìn ngụy chi đang quỷ gối trong đầu liền hiện ra hình bóng một người giang thần cùng lúc đó bên ngoài cửa nhà họ ngụy một người đàn ông xuất hiện đó chính là giang thần vừa vội vã trở về từ nam hoang giang thần ở quân khu sau khi xác nhận tình hình của tiểu hắc cũng như điều tra rõ ngọn nguồn lý do đường sở sở đính hôn với ngụy chi anh lập tức phi nhanh tới nhà họ ngụy hiện giờ mới chỉ 11 giờ hoàn toàn kịp lúc bên ngoài sân của biệt thự nhà họ ngụy vô cùng náo nhiệt và tập trung rất đông người giang thần đi tới gây nên sự chú ý của rất nhiều người đây chẳng phải giang thần chồng của đường sở sở sao tại sao anh ta lại tới đây chẳng phải anh ta đã ly hôn với đường sở sở rồi sao chắc là tới tìm ngụy chi muốn vòi tiền đây mà nhiều người bàn tán xôn xao giang thần bình tĩnh bước tới mấy tay bảo vệ lập tức chặn đường anh một bảo vệ lấy rùi cui điện ra, chỉ vào Giang Thần đang bước tới và mắng, nhóc con, mày biết đây là đâu không? Đây là nơi cái thứ bá dơ như mày muốn đến là đến sao? Cút. Giang Thần liếc nhìn bảo vệ. Ánh mắt của anh thật sắc bén. Tên bảo vệ này cảm giác bản thân giống như bị dã thú nhìn chằm chằm, cả người như mất khống chế, tên bảo vệ bất giác lùi lại mấy bước. Cút, Giang Thần lạnh lùng quát. Bảo vệ hơi sướng sờ, lập tức quát lên, thằng nhãi, đây là nhà họ Ngụy. Nói xong, tên bảo vệ nhấc rùi cui điện lên, ném về phía Giang Thần. Giang Thần nâng tay, chặn rùi cui điện lại, anh nhấc chân lên đạp, một đạp dẫm lên người tên bảo vệ. Rắc, tiếng khớp xương nứt vỡ vang lên. Tên bảo vệ bị đá gãy xương, cơ thể bị đá văng ngược ra bên ngoài, ông ta ngã quỵ trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bên trong biệt thự, Ngụy Chi quỳ trên mặt đất, trong tay cầm nhẫn kim cương. Phía dưới là những thanh niên thiếu nữ đang hò hét cổ vũ. Đường Sở Sở thấy Ngụy Chi Chân thành đến vậy, cô cố ném hình bóng Giang Thần vừa xuất hiện ra khỏi đầu. "Giang Thần, em thật lòng xin lỗi anh, em hết đường rồi, em không còn lựa chọn nào khác anh à, em xin lỗi anh." Sau khi hít sâu một hơi, cô gật đầu, "Em đồng." "Tôi không đồng ý." Ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn. Mấy tên bảo vệ xông vào, ngay sau đó một người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào. Mọi người xoay người lại nhìn, nhìn thấy Giang Thần đi tới, biểu cảm trên mặt mọi người đều bắt đầu trở nên phấn khích. Hà Diễm Mai đang tập trung một chỗ với người nhà họ Đường, khoe khoang về con rể ngụy chi của mình. Nhìn thấy Giang Thần đi tới, sắc mặt bà ta lập tức trầm xuống, bà ta đứng dậy, đi qua, hai tay chống nạnh, quát mắng, "Giang Thần, mày làm gì ở đây? Chỗ này không hoan nghênh cái quân khố rách áo ôm như mày, cút đi cho khuất mắt tao." Giang Thần không nhìn Hà Diễm Mai, ánh mắt anh đang đọng lại ở phía trước sân khấu, nhìn đường sở sở đang sắp sửa nhận lấy nhẫn kim cương. Đường sở sở nhìn thấy Giang Thần, cũng lập tức hốt hoảng. Không phải anh đi công tác sao, sao mới đó đã quay về rồi. Sắc mặt Ngụy Chi cũng thay đổi. Không phải Giang Thần đã chết ở cửa khẩu Thiên Sơn ở Nam Hoang rồi ư, sao lại còn quay về đây được. Ngụy Chi suy đi nghĩ lại. Buổi chiều hôm qua, cả nước mặc niệm, kính cẩn tiễn đưa vong hồn anh hùng Giang Thần nhưng người khác lại không biết con rể nhà họ đường giang thần chính là hắc long giang thần những nhân vật lớn đều lộ vẻ mặt hóng kịch ở đây còn có diệp hùng và cả nhân vật lớn như lâm y những người này đều biết thân phận thật sự của giang thần bọn họ cũng không ngờ tới giang thần vậy mà vẫn còn sống chẳng qua họ cũng không nhiều lời mà lẳng lặng đứng một bên nghe ngóng bọn họ muốn xem xem một giang thần đã từ chức không còn là hắc long làm sao có thể đấu với nhà họ Ngụy? Ngụy Chi sau khi hơi sửng sốt, anh ta cười rất thản nhiên, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là tên ở rể nhà họ Đường, anh nói anh không đồng ý. Việc này e là không liên quan tới anh, anh đã bị Sở Sở đá rồi. Giang Thần nhìn Đường Sở Sở và hỏi, Sở Sở, thật vậy à? Em, Đường Sở Sở muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cô không ngờ Giang Thần lại trở về vào lúc này cô không ngờ sẽ xảy ra tình huống như hôm nay. Mặt mày cô nóng ran. Cô cảm thấy rất xấu hổ. Cô và Giang Thần vẫn chưa ly hôn, vậy mà giờ lại đính hôn với người đàn ông khác, cô cảm thấy bản thân thật vô liêm sỉ. Cô nhìn Ngụy Chi với vẻ mặt khẩn cầu, cậu, cậu Ngụy, chúng ta tạm hoãn chuyện đính hôn được không? Đợi tôi và Giang Thần vạch rõ ranh giới rồi chúng ta hãy đính hôn được không? Sắc mặt Ngụy Chi trầm xuống, giọng điệu lạnh lùng, đường sở sở, ý em là sao? tôi, đường sở sở mở miệng, nhưng không nói nên lời. Giang thần đứng dưới sân khấu, nhìn chăm chăm lên sân khấu, đường sở sở mặc chiếc váy cưới màu trắng trông như thiên Nga, anh nói rõ ràng từng câu từng chữ, đường sở sở, anh tuyệt đối không ép buộc em điều gì. Nhưng, anh với em vẫn là vợ chồng, vẫn chưa ly hôn vậy mà em lại đính hôn với người khác, em xem anh là gì chứ? Cho dù biết đường sở sở bị ép, không còn lựa chọn nào khác, nhưng trong lòng Giang thần vẫn có chút oán hận trong khoảng thời gian qua khi anh ở cạnh đường sở sở anh luôn nhẫn nhục chịu đựng mặc kệ người ta chửi nhiếc nhưng ngờ đâu đường sở sở lại thừa dịp anh không ở đây mà đính hôn với người đàn ông khác quan trọng hơn chính là anh hoàn toàn không biết gì cả ly hôn cũng chỉ là một lời nói chỉ cần em nói muốn ly hôn anh tuyệt đối không ép buộc giang thần từ chức quay trở về giang trung ở rể nhà họ đường là để báo ơn báo ơn cứu mạng của đường sở sở anh sẽ không cưỡng cầu đường sở sở bất cứ điều gì tất cả đều nghe theo ý của đường sở sở thằng khốn nạn rác rưởi mày la làng cái gì đừng có phá con tao hà diễm mai vươn tay cho anh một cái tát bà ta nổi giận quát mày lé hay lòi chồng bộ mày không thấy nay là ngày vui của con tao hả sở sở đính hôn với cậu ngụy là chuyện mừng người người chung vui nhà nhà ngưỡng mộ cai thư khô rách áo ôm như mày chạy tới đây làm gì tới góp vui hả nghĩ lại đi sở sở đi theo mày được cái gì, mày có gì mà cho nó. Giang thần giờ tay, chặn cái tắt lại. Anh lạnh lùng nhìn Hà Diễm Mai rồi quát, đủ rồi, trong suốt thời gian qua, tôi ở nhà họ đường các người nhẫn nhục chịu đựng, chưa bao giờ, chưa bao giờ hé nửa câu oán thán, bây giờ tôi chỉ cần một câu, một câu của đường sở sở thôi. Nói xong, anh nhìn chằm chằm đường sở sở. Đường sở sở rất bối rối. Cô biết bản thân thẹn với Giang thần cô biết bản thân không chọn đạo đức làm vợ. Chỉ là cô thật sự đã rơi vào thế bí, cô không còn cách nào khác. Không đính hôn, cô sẽ phải thiếu nợ, cô sẽ phải mang món nợ khổng lồ mà dù cô có dành cả thanh xuân để cầy cũng không thể trả. Gia đình cô sẽ nhà tan cửa nát. Lúc này, khi nhìn thấy sắc mặt tối sầm u uất của Giang Thần, cô cũng không đành lòng, cô nhìn Ngụy Chi và khẩn thiết cầu xin, "Cậu Ngụy, có thể hoãn chuyện đính hôn được không?" Nói xong, cô quỳ xuống, tôi cầu xin anh cảnh tượng này đã bị nhiều nhân vật lớn nhìn thấy ngụy chi chỉ cảm thấy ánh sáng trước mặt như vụt tắt mặt mũi của nhà họ ngụy đều bị anh ta làm mất sạch cả rồi giang thần đi về phía sân khấu đỡ cô dậy em làm gì vậy em là vợ của anh sao lại quỳ trước kẻ khác giang thần em chuyện đam mỹ đừng nói gì cả chuyện gì khó xử để về nói sau giang thần kéo đường sở sở đi trước khi đến anh đã tìm tiêu giao vương điều tra xong việc này biết được nhà họ đường bị ép vào cảnh khốn cùng giang thần anh buông tay ra hứa tinh đứng ra quát lớn anh tới đây làm quái gì giang thần xoay người nhìn hứa tinh rồi lạnh lùng quát câm miệng sau đó lại kéo đường sở sở đi ngụy chi đứng trên sân khấu anh ta gào lên đường sở sở nếu hôm nay em dám bước khỏi sân khấu này tôi nhất định sẽ khiến cho nhà họ đường thân bại danh liệt xóa sổ khỏi giang trung Giang thần xoay người, lạnh lùng nói, vậy sao, để tôi xóa tên nhà họ ngụy khỏi Giang Trung trước rồi tính. Ha ha ha, chỉ dựa vào mày, ngụy Chi đưa tay chỉ vào Giang thần, anh ta tức giận và cười một cách điên cuồng, Giang thần, mày nghĩ mày là ai, mày tưởng mày vẫn là Giang thần của trước kia sao, mày tưởng mày vẫn oai phong một cõi sao. Giang thần vung mạnh tay. Một cây kim bạc bất ngờ được bắn ra và bay vào trong cơ thể của Ngụy Chi một cách chuẩn xác anh ta còn chưa kịp thốt ra câu tiếp theo thì đã ngã quỵ trên sân khấu trước ánh mắt của bao quan khách. chương 212 ngụy Chi cứ vậy mà ngã trên mặt đất. Dầm, trên sân khấu vang lên âm thanh rầm rầm Tất cả mọi người đều mở to mắt, trợn mắt há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng này. Giang thần, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. ngụy Quang mặc vest đi tới, trên mặt ông ta mang theo vẻ phẫn nộ, gắt gao nhìn chầm chầm vào giang thần. Giang thần liếc nhìn ông ta một cái. Hừ, anh hừ lạnh một tiếng, lập tức kéo đường sở sở đi. Chặn lại cho tôi, Ngụy Quang hét lớn. Ngay lập tức, mấy chục tên bảo vệ xông tới. Ngoài ra, còn có một số là cảnh sát. Đây là cảnh sát duy trì an ninh trật tự. Một đám người chặn đường đi của Giang thần. Ngăn cản tôi. Sắc mặt Giang thần trầm xuống. Đồ vô dụng, cậu buông sở sở ra mau. Hà Diễm Mai đi tới, Quát mắng, cậu ngại còn chưa đủ mất mặt hay sao? Lập tức cút ngay cho tôi." Giang Thần trực tiếp bỏ qua lời bà ta. Đường Sở Sở nhìn thấy có nhiều bảo vệ, cảnh sát xông tới như vậy, trên mặt cô cũng mang theo vẻ lo lắng, gắt gao nắm lấy tay Giang Thần, cô nhỏ giọng nói "Thần, Giang Thần, anh đi trước đi, bọn họ có quyền có thế, sẽ bất lợi cho anh." "Đi?" Giang Thần nhìn cô, nói ra từng chữ một, "Bỏ vợ lại rồi đi sao?" "Em cổ họng đường sở sở khẽ chuyển động. Chuyện đã diễn biến thành ra thế này, cô cũng không ngờ tới. Ngụy Quang đi tới, lạnh lùng nói, Giang thần, cậu đã không còn là Giang thần của trước kia. Đúng, Giang thần không hề phủ nhận, nói, đúng là tôi không còn là Giang thần của trước kia, nhưng mà không phải ai cũng có thể ức hiếp, là do Ngụy Chi muốn tìm đường chết, nhà họ Ngụy tự đào hố chôn mình. Giang thần đi về phía trên sân khấu. Ngụy Chi đang nằm trên sân khấu, vẫn chưa đứng dậy. Dưới ánh nhìn chăm chú của không ít người, Giang Thần trực tiếp xách anh ta lên, lôi kéo cổ áo anh ta, quét mắt nhìn những nhân vật lớn nổi tiếng của Giang Trung. Cho dù là như vậy, cũng không phải ai cũng có thể ức hiếp vợ của tôi, cũng không phải ai cũng có thể ức hiếp nhà họ đường, đối nghịch với nhà họ đường, đây chính là kết cục. Lời vừa thốt ra, anh đá mạnh một cái. Phần đầu của chiếc giày đá thẳng vào đầu gối của Ngụy Chi. A, à, Ngụy Chi đau đớn kêu lên, vẻ mặt trở nên vặn vẹo. Giang Thần lại đá thêm một đá. Đầu gối Ngụy Chi như muốn nứt ra. Ngay sau đó, anh trực tiếp ghi chặt cổ tay anh ta, mạnh mẽ dùng sức. Cổ tay Ngụy Chi bị gãy xương, liên tục ra tay, phế bỏ đi tay chân của Ngụy Chi. Cuối cùng, chẳng khác nào quăng một con chó chết trên mặt đất. "A, à, đau quá, giết anh ta, bố, giết anh ta cho con." Ngụy Chi nằm trên mặt đất, kêu đến tê tâm phế liệt. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng kêu đau đớn của Ngụy Chi. Tiên hiệp hay, toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt. Tên ở rể này lại có lá gan lớn như vậy, dám ở ngay tại nhà họ Ngụy, phế tay chân của Ngụy Chi. Cảnh sát đã rút súng, hơn 10 khẩu súng chĩa thẳng vào Giang Thần đang ở phía trên sân khấu. Đường Sở Sở bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt Ngụy Quang u ám đến đáng sợ. Hứa tinh đứng trên sân khấu cũng sướng sờ cả người. Đây chính là kết cục. Giọng nói của Giang thần vang vọng khắp sảnh lớn. Giang thần tôi ở nơi này tuyên bố, từ hôm nay trở đi, kẻ nào lại dám có ý định gì đó với vợ tôi, tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Kẻ nào lại dám nhằm vào nhà họ đường, tôi nhất định sẽ khiến cho kẻ đó phải chết. Giọng nói của Giang thần như chém đinh chặt sắt, lạnh lùng, bá đạo. Bắt lại cho tôi. Cả người Ngụy Quang tức giận đến mức run rẩy. Chỉ là một tên đã từ chức, không còn là một trong ngũ đại soái, vậy mà vẫn còn kiêu căng ngạo mạn, ra vẻ cái gì? Rất nhiều nhân viên cảnh sát từ từ bước lên sân khấu. Giang Thần nhấc chân lên, đạp mạnh một cái. Một đạp này có sức mạnh ngàn cân, cả sân khấu lập tức chấn động. Dầm. Ngay sau đó, sân khấu sụp xuống. Cảnh tượng này khiến cho đám cảnh sát đang định bước lên sân khấu vô cùng hoảng sợ đây, đây là sức mạnh gì vậy? Một đạp đạp xuống, sân khấu lập tức sụp đổ. Trong lúc đám cảnh sát đang kinh ngạc, Giang thần đã đi xuống sân khấu, đi đến trước người Ngụy Quang, túm lấy ông ta, trong tay xuất hiện một cây kim bạc, đâm mấy cái trên người ông ta. Ngay lập tức Ngụy Quang ngã quỵ trên mặt đất. Giờ phút này ông ta cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực, ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có. Ngụy Quang, nếu ông muốn sống, hãy đến cửa nhà họ đường chịu đòn nhận tội, nếu không, tôi đảm bảo ông sẽ không sống sót quá ba ngày. Nói xong, Giang thần kéo đường sở sở đi, dưới ánh nhìn chăm chú của không ít người, xoay người bước đi. Không ai dám ngăn cản. Bởi vì, Ngụy Chi đang giống như con chó chết nằm trên đống đổ nát giữa sân khấu. Ngụy Quang cũng nằm trên mặt đất, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, ông ta muốn mở miệng, nhưng không thể nói ra một câu nào. Một bữa tiệc đính hôn hoành tráng, lại bởi vì sự xuất hiện của Giang Thần, biến thành một trò hề. Nhiều nhân vật lớn ở Giang Trung đều không thể tin được. Tên ở rể vô dụng Giang Thần này, làm sao lại có lá gan lại lớn như vậy, dám ở biệt thự nhà họ Ngụy, ra tay với nhà họ Ngụy, chẳng lẽ anh không sợ nhà họ Ngụy báo thù sao? Nhà họ Ngụy là gia tộc đại diện ở Giang Trung, nằm trong thương minh năm tỉnh, muốn tiêu diệt nhà họ Đường cũng chỉ cần một câu nói. Chỉ có một số ít người ôm thái độ quan sát đứng nhìn. Những người này đều biết được thân phận thật sự của Giang Thần. Cho dù là đã từ chức, không còn là Hắc Long, cho dù có không ít nhân vật lớn muốn anh chết. Nhưng, đến hiện giờ anh vẫn chưa chết. Hắc Long không chết, cho dù không phải là một trong ngũ đại soái, cũng không phải người nào cũng có thể chà đạp. Tuy rằng đám người Diệp Hùng, Lâm Y hiện giờ không bán mặt mũi cho Giang Thần, nhưng cũng không dám tùy tiện đắc tội anh. Nhà họ Ngụy lại không biết sống chết. Nhà họ Ngụy bên ngoài biệt thự. Đường Sở Sở mặc chiếc váy cưới màu trắng, giống như một con thiên nga trắng cao quý. Đôi mắt cô nổi lên một tầng sương mù, giọt nước mắt trong suốt lăn dài, bật khóc nói: "Giang Thần, thật xin lỗi, em có lỗi với anh, em không muốn đẩy nhà họ Đường vào trong hố lửa, anh đi đi, từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Giang Thần làm tất cả vì cô, cô thật sự rất vui, cũng thật sự rất cảm động. Nhưng Giang Thần liều chết đắc tội với nhà họ Ngụy. Cô không thể đi, cô không thể đi cùng Giang Thần. Cô phải quay trở về giải thích. Nếu không nhà họ Đường sẽ phải chịu đựng sự trả thù tàn khốc của nhà họ Ngụy. Sự trả thù của một gia tộc lớn có khối tài sản trị giá hàng trăm nghìn tỷ, nhà họ Đường không thể gánh nổi. Thế nào, chẳng lẽ em thật sự nghĩ rằng chỉ một nhà họ Ngụy mà anh sẽ e sợ sao? Giang Thần nhìn Đường Sở Sở Nhìn thấy giọt nước mắt hiện lên nơi khóe mắt cô, anh cũng không đành lòng, đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, nâng khuôn mặt cô, nói, "Sở Sở, chỉ một nhà họ Ngụy thôi, anh thật sự không đặt vào trong mắt." Anh còn chưa kịp nói xong, một đám người đã lập tức đuổi tới. Chính là người nhà họ Đường. Có Hà Diễm Mai, Đường Bác, đám người Đường Thiên Long. Hơn 20 người nhà họ Đường đều đuổi tới. Đường Thiên Long đập cây gậy xuống đất, quát mắng, "Tên vô dụng này!" cậu là đang đẩy nhà họ đường vào trong hố lửa đấy. Trên mặt Hà Diễm Mai cũng mang theo vẻ cầu xin, giang thần, tôi van xin cậu, buông tha sở sở đi, cậu không thích hợp với nó. Đường Tùng cũng bực tức mắng to, giang thần, cái đồ vô dụng nhà anh, anh cút đi cho tôi. Nói xong, cậu ta liếc nhìn đường sở sở, cầu xin nói, chị sở sở, chị không thể đi, chị đi rồi, thì em xong đời, em sẽ bị chặt thành tám khúc, chị đi rồi, nhà họ đường cũng xong đời luôn những chuyện này đường sở sở hiểu. Cô cũng không mất lý trí. Nhà họ ngụy có bao nhiêu lớn mạnh, cô biết. Cô không thể đi cùng giang thần. Một khi bước ra khỏi biệt thự nhà họ ngụy, chờ đợi nhà họ đường chính là lửa giận của nhà họ ngụy. Cô nhìn giang thần, nước mắt lưng tròng. Giang thần, thật xin lỗi, em không thể đi theo anh, hãy quên em đi. Nói xong, cô khóc, lập tức chạy về phía biệt thự. Biệt thự, sảnh lớn nơi này tập trung rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Giang Trung. Đường sở sở lại quay trở về. Ngụy Chi đã được bảo vệ kéo ra từ đống sụp đổ giữa sân khấu, tay chân của anh ta đều bị đánh gãy, trên mặt mang theo vẻ thống khổ. Đường sở sở ngồi xổm trên mặt đất, khóc lóc nói, Ngụy, cậu Ngụy, cầu xin, cầu xin anh cho tôi một cơ hội, cho nhà họ đường một cơ hội, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Giang Thần. Trên mặt Ngụy Chi mang theo vẻ đau đớn anh ta không còn sức lực nâng ngón tay về phía Đường Sở Sở. "Đường, Đường Sở Sở, tôi nói cho cô biết, cô cô, nhà họ Đường, Giang Thần xong đời rồi." Giang Thần đi theo đến. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh cau mày. "Thế lực của nhà họ Ngụy quá lớn, nhà họ Đường e sợ, Đường Sở Sở e sợ. Xem ra, nếu không tiêu diệt nhà họ Ngụy, Đường Sở Sở sẽ không chịu đi theo anh." Chương 213: Nhà họ Ngụy cầu xin tha thứ. Giang thần lại đang nghĩ cách khác. Anh định giết chết nhà họ Ngụy, giết gà để dọa khỉ, để cho người ngoài biết dù có anh đã từ trước rồi, không còn là hắc Long nữa, nhưng nếu muốn giết chết một gia tộc thì cũng rất dễ dàng. Lời đe dọa của Ngụy Chi khiến đường sở sở sợ đến mức toàn thân run rẩy lên. Cô vừa khóc vừa cầu xin, cậu chủ Ngụy, tôi đã sai rồi, xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Ngụy Chi muốn nói, nhưng bây giờ toàn thân anh ta từ trên xuống dưới đều đau nhức, đau đến mức anh ta không nói nên lời ngụy quang cũng vậy sau khi giang thần ra tay với anh ta toàn thân đều nóng rát khó chịu giống như vô số côn trùng đang chui vào trong cơ thể cắn xé máu thịt anh ta lúc này anh ta mới nhớ tới giang thần có một thân phận khác đó là thần y người ta đồn rằng sức mạnh của hắc long là vô địch trên thế giới y thuật cũng vô song trên thế giới y thuật có thể cứu người cũng có thể giết người Câu nói, không sống qua ba ngày, của Giang Thần, đã hoàn toàn dọa anh ta sợ hãi. Trong lòng anh ta dâng lên nỗi sợ hãi. Anh ta muốn đứng dậy và cầu xin tha thứ. Nhưng cơ thể đang đau đớn, từng tắc cơ, từng đốt xương đều như thể đang bị côn trùng cắn xé. Anh ta muốn ngất đi, nhưng lại vẫn còn rất tỉnh táo. Cậu, cậu Giang, xin anh buông tha cho, Ngụy Quang đang nằm trên đất nhẹ giọng nói. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều cho rằng mình đã nghe nhầm rồi. Ngụy, Ngụy Quang đang cầu xin tha thứ. Giang Thần đi tới, ngồi xổm người xuống, túm Ngụy Quang trên mặt đất, lạnh lùng nói, còn muốn báo thù nhà họ Đường nữa không? "Không, tôi không dám, tôi không dám, cầu xin cậu Giang buông tha cho tôi." Ngụy Quang lên tiếng, hàm răng run rẩy. Ông ta cảm thấy toàn thân khó chịu, khuôn mặt đau đớn nổi lên gân xanh, gương mặt méo mó, vẻ mặt hung tợn đáng sợ. Giang Thần vươn tay gõ vài cái trên người Ngụy Quang cơn đau đớn trong cơ thể của ngụy quang lúc này mới biến mất bây giờ ông ta đã nằm liệt trên mặt đất mồ hôi đổ ra ướt đẫm giang thần đi về phía đường sở sở nói sở sở đi thôi nhà họ ngụy sẽ không trả thù nhà họ đường đâu như vậy đường sở sở do dự giang thần xoay người liếc nhìn ngụy quang đang ngồi dưới đất một cái rồi hỏi ngụy quang đúng không phải 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 ngụy quang yếu ớt đứng lên Khó khăn đi đến trước mặt Đường Sở Sở, vẻ mặt hối lỗi nói, "Cô Sở Sở, tôi thực xin lỗi, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, nhà họ Ngụy của tôi tuyệt đối sẽ trả thù nhà họ Đường, cô có thể đi rồi." Đường Sở Sở thở phào nhẹ nhõm. Cô khom lưng thật sâu chào Ngụy Quang. Cúi đầu thật thấp trước rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Giang Trung đang có mặt ở chỗ này. "Xin, xin lỗi." Nói xong, cô theo Giang Thần rời đi. Nhiều người nổi tiếng trong biệt thự đều nhìn đến ngây ngốc. Cái này, như vậy là hết rồi sao? Bọn họ vẫn chờ để xem kịch hay, nhưng bọn họ không ngờ mới như vậy đã kết thúc rồi. Nữ chính rời đi rồi, tiệc đính hôn này cũng đã tan thành mây khói, rất nhiều nhân vật lớn cũng lần lượt rời đi. Ngụy Chi cũng được đưa đến bệnh viện. Bệnh viện, phòng bệnh. Ngụy Chi hồn hển chửi rủa, tức chết tôi rồi, nếu không giết Giang Thần, tôi không thể nuốt trôi cục tức này. Ngụy Quang đứng ở một bên, vẻ mặt xa sầm, lạnh lùng nói, đã không còn là ngũ đại soái nữa rồi, vậy mà còn dám không coi ai ra gì như vậy, giang thần, anh chờ đó cho tôi, nhà họ đường hãy chờ thương minh năm tỉnh báo thủ đi, thời đại khoa cũng hãy chờ bị báo thủ đi. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, Mã Hóa Long mang theo một món quà bước vào phòng bệnh. Trên mặt anh ta nở nụ cười rạng rỡ nói cậu, cậu chủ ngụy, tôi tới thăm câu đây. Ngụy chi quát lớn, Mã Hóa Long, Đến về chuyện với nhà họ đường đi, trói đường sở sở lại cho tôi. Ta muốn để cho nhà họ đường biết kết cục của việc dám đắc tội với nhà họ ngụy của tôi. Không thành vấn đề, cậu chủ ngụy, chuyện nhỏ này cứ giao hết cho tôi lo. Nhà họ đường, gia đình quây quần bên nhau, tất cả đều sụ mặt xuống. Đường sở sở vẫn còn đang mặc chiếc váy cưới trị giá 38 triệu nhân dân tệ. Ngồi trên sofa, cô nhìn người nhà họ đường xa sầm mặt lại lên tiếng gọi, bố, mẹ, mọi người đừng trách Giang Thần, anh ấy cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi, hơn nữa con và anh ấy vẫn còn là vợ chồng, chuyện này vốn dĩ là lỗi của con. Hà Diễm Mai đứng dậy và vung tay tát cô một bà tai. Giang Thần ngu ngốc, con cũng ngu ngốc theo hả? Ngụy Chi là người như thế nào còn cần mẹ nói với con à, chẳng lẽ con không rõ Giang Thần là người như thế nào sao, cậu ta có chỗ nào có thể so sánh được với Ngụy Chi, hôm nay tại nhà họ Ngụy, chỉ cần con nói một tiếng là có thể đuổi Giang Thần đi ngay nhưng nhưng con vẻ mặt Hà Diễm Mai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lần này là lần gần đây nhất bà ta có thể có được một người con rể tuyệt vời tất cả đều đã bị Giang Thần phá hủy khuôn mặt trắng nõn của Đường Sở Sở ngay lập tức có dấu hằn đỏ cô lấy tay che mặt nước mắt lưng tròng khóc lóc nước nở chuyện này liên quan gì đến con đây vốn là chuyện do con trai của mẹ gây nên nếu nó không trộm tiền của con thì sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy sao con con còn nói nữa à hà diễm mai nổi giận giơ tay định tắt cái nữa đường sở sở đột ngột đứng lên quát lớn vốn dĩ đã như vậy rồi lỗi của nó tại sao lại bắt con bồi thường đường tùng không hài lòng đứng dậy nói chị sở sở chị không thể trách em được nếu không phải là em chị làm sao có thể nịnh bợ được nhà họ ngụy bây giờ thì tốt rồi mọi việc em đã làm đều đã trở thành vô ích đều đã bị cái tên Giang Thần này hủy hoại. Giang Thần ngồi ở một bên hút thuốc. Việc nhà của nhà họ đường, anh không muốn xen vào quá nhiều. Tinh tinh tinh, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Đường bác rất biết điều đến gõ cửa. Là người nhà họ ngụy, đam mỹ hát văn. Khi đến nhà họ đường, là muốn đòi lại xính lễ trị giá cả tỷ nhân dân tệ, cũng như chiếc váy cưới trị giá liên thành của đường sở sở. Tuy nhiên, Người nhà họ Ngụy đã nói rằng váy cưới đã mặc rồi, không cần nữa, muốn Đường Sở Sở bồi thường theo giá trị thị trường. Còn của xính lễ cũng không định lấy lại, muốn nhà họ Đường trả tiền theo giá trị thị trường. Nhà họ Ngụy cho nhà họ Đường thời hạn là 3 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày không bồi thường tiền, bọn họ sẽ kiện nhà họ Đường theo thủ tục bình thường. Xong rồi, xong rồi. Đường Tùng nằm liệt trên ghế sofa, lẩm bẩm nói, con đã biết ngay là nhà họ Ngụy sẽ không chịu để yên đâu đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi tiếp theo đây nhà họ ngụy nhất định sẽ báo thù nhà họ đường người nhà họ hà đều tái mặt bồi thường theo giá bọn họ làm gì có nhiều tiền như vậy sắc mặt giang thần ảm đạm khi còn ở nhà họ ngụy ngụy quang đã nói là sẽ không báo thù nhưng hiện tại ông ta đã bắt đầu nhắm vào nhà họ đường rồi xem ra có vẻ như nếu không bóp chết nhà họ ngụy thì chuyện này sẽ không kết thúc được giang thần phải làm sao đây đường sở sở cũng không còn cách nào khác, vẻ mặt lo lắng hỏi, nhà, nhà họ đường làm gì có nhiều tiền như vậy chứ? Giang thần hơi xua tay nói, không sao, cứ giao cho anh, anh sẽ lo liệu ổn thỏa. Chỉ một nhà họ ngụy nhỏ nhỏ mà thôi, Giang thần thật sự không để tâm tới. Anh muốn bóp chết nhà họ ngụy còn dễ hơn bóp chết một con kiến. Anh sẽ đi ra ngoài một chuyến. Giang thần đứng lên, nhìn đường sở sở đang nước mắt lưng chồng nói anh đã nói rồi, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể giải quyết được, nhưng sau này nếu gặp phải chuyện không giải quyết được, em phải là nói ngay cho anh biết, anh không muốn tất cả mọi người trên đời này đều đã biết, nhưng anh vẫn còn mờ mịt không hay biết gì, anh là chồng của em mà. Ừm, đường sở sở nước mắt lưng chồng gật đầu. Lời nói của Giang Thần rất hợp tình hợp lý. Cô cũng chờ tin lời nói đi. Giang Thần đi ra ngoài, đến nhà họ Ngụy, định dạy cho nhà họ Ngụy một bài học. Anh vừa rời đi, Mã Hóa Long đã dẫn người đến nhà họ đường và bắt trói đường tùng và đường sở sở. Trước khi trời tối, phải gom được một tỷ tám rồi đến Sơn Trang Hoa Quế, nếu không thì cứ chờ gom xác cho hai người bọn họ đi. Mã Hóa Long để lại một câu như vậy, rồi trói đường sở sở và đường tùng đem đi. chương 214, Con Hổ Không Răng Giang thần không biết rằng đường sở sở và đường tùng đã bị Mã Hóa Long bắt đi mất rồi. Anh đến nhà họ Ngụy, nhưng lại không gặp được ai trong nhà họ ngụy không có ai cả sau khi nghe ngóng thì anh biết được rằng ngụy chi đã được đưa đến bệnh viện rồi còn ngụy quang thì đi đến bệnh viện để cùng với ngụy chi giang thần lại vội vàng đi đến bệnh viện giang trung bệnh viện thành phố phòng phẫu thuật ngoài cửa ngụy quang lo lắng đi đi lại lại trên lối đi phía xa có mấy vệ sĩ mặc vest đen đeo kính dâm ngụy quang đã đặc biệt gọi bọn họ đến vì biết thực lực của giang thần rất mạnh hơn nữa bây giờ ông ta đã ra tay trả thù nhà họ đường rồi. Ông ta lo lắng Giang Thần sẽ lại tới gây chuyện, cho nên đã gọi rất nhiều vệ sĩ. Những vệ sĩ này đều là những người hung ác, kỹ năng cũng rất tốt, đều là những tay cử khôi có thể một địch được mười. Cửa phòng phẫu thuật đã mở ra. Một bác sĩ nam trung niên đeo khẩu trang bước ra. Ngụy Quang bước tới lập tức lo lắng hỏi, bác sĩ Vương, thế nào rồi? Bác sĩ Vương tháo khẩu trang xuống thở dài, ông Ngụy vết thương của cậu chủ ngụy rất nghiêm trọng, đầu gối của anh ấy đã hoàn toàn nát bét, phẫu thuật đã hoàn thành rồi, nhưng phải điều dưỡng rất lâu mới có thể bình phục. Ba đến năm năm sau, e rằng tôi sẽ không thể bước xuống giường và đi bộ được. Cái gì? Khuôn mặt ngụy quang biến sắc, ba đến năm năm. Bác sĩ Vương gật đầu. Sắc mặt ngụy quang xa sầm nắm chặt tay lại, đập mạnh vào tường một cái. Tên khốn nạn chết tiệt, giang thần, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu tôi muốn cậu phải bồi thường lại gấp trăm lần những nỗi đau mà con trai tôi đã phải chịu đựng. Ngụy Quang tức giận, khi Giang Thần còn là Hắc Long, đã dùng đặc quyền trong tay để gây sức ép với thương minh năm tỉnh, đồng thời thu mua thành phố mới thời đại khoa với giá rẻ, khiến nhà họ Ngụy tổn thất rất nhiều. Anh là con Hắc Long, một trong ngũ đại soái. Thương Minh Nam tỉnh chỉ biết cắn răng, ngậm hết đắng cay vào bụng. Bây giờ anh không phải là một trong ngũ đại soái nữa rồi. Thương Minh năm tỉnh đã lập một kế hoạch để trấn áp và thu hồi lại thời đại khoa. Nhưng, ông ta không thể đợi thêm được nữa. Ông ta phải khiến Giang Thần phải trả cái giá thật nặng nề, khủng khiếp. Ông ta lấy điện thoại ra và gọi cho Mã Hóa Long. Mã Hóa Long nhận được cuộc gọi, vẻ mặt tôn kính nói, "Ông, ông chủ Ngụy." Ngụy Quang sa sầm nét mặt hỏi, "Mọi chuyện đã xử lý như thế nào rồi?" Mã Hóa Long nói, "Đã làm xong hết rồi." đường sở sở và đường tùng đều đã bị tôi đưa đến sơn trang hoa quế rất tốt ngụy quang cúp điện thoại vẻ mặt toát ra sát khí để có thể đi đến được bước đường này ông ta cũng không phải là loại tốt đẹp gì trong những năm qua ông ta luôn rất khiêm tốn nên người đời đã sắp quên đi thủ đoạn của ngụy quang ông ta rồi không lâu sau đó ngụy chi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật phòng bệnh đặc biệt ngụy chi đang nằm trên giường tứ chi bó thạch cao và băng gạc. Bố, con, con cảm thấy tay chân không còn chi giác nữa, con con đã trở thành kẻ tàn phế rồi sao? Ngụy Chi mở miệng, giọng nói đã run rẩy. Anh ta mới 27 tuổi, đang ở tuổi thanh xuân, anh ta không muốn cả đời phải ngồi trên xe lăn như thế này. Ngụy Quang an ủi, Chi Nhi, con đừng lo lắng, bây giờ y học tiến bộ như vậy, ngay cả trận bị đứt cũng có thể nối lại được. Con chỉ bị thương một chút như thế này không sao đâu, con điều dưỡng một khoảng thời gian là sẽ hồi phục lại thôi. Nếu thật sự không được, bố sẽ đưa con ra nước ngoài để điều trị. Bố, con muốn giang thần phải chết, con muốn nhà họ đường phải diệt phong. Ngụy Chi gầm gừ. Chi Nhi, đừng nóng giận, giang thần nhất định sẽ chết thôi. Hiện tại thương minh năm tỉnh đã lập kế hoạch rồi, chẳng mấy chốc sẽ triển khai kế hoạch báo thù thời đại khoa. Hiện tại vẫn không thể động đến giang thần được, nhưng nếu muốn giết chết nhà họ đường thì dễ nhu trở bàn tay mà thôi, Đường Sở Sở và Đường Tống đã bị chúng ta bắt rồi. Bố, đưa con đến đó, Đường Sở Sở con nhỏ đê tiện này đã hại gia đình con mất hết thể diện, khiến con phải chịu đau khổ như vậy. Con muốn khiến cô ta chết không được mà sống cũng không yên. Được, bố sẽ đưa đến Sơn Trang Hoa Quế. Trên khuôn mặt của Ngụy Chi tràn đầy sự tức giận, lạnh lùng nói, con muốn để con nhỏ khốn kiếp này phải trả giá gấp trăm lần. Ngụy Quang ra lệnh cho người đưa Ngụy Chi vừa mới phẫu thuật xong hộ tống anh ta đến Sơn Trang Hoa Quế ở khu vực ngoại ô. Đồng thời, ông ta gọi điện thoại, dùng hết các mối quan hệ của nhà họ Ngụy để trấn áp nhà họ Đường. Tôi muốn khiến cho nhà họ Đường phá sản trước khi trời tối. Tôi muốn nhà họ Đường Âu He gánh món nợ khổng lồ. Tôi muốn nhà họ Đường quỳ gối sám hối trước mặt con trai tôi. Giang thần đi đến nhà họ Ngụy, nhưng đã bị hụt mất. Sau khi hỏi thăm, anh mới biết Ngụy Chi và Ngụy Quang đều đang ở bệnh viện, nên anh đi đến bệnh viện nhưng đã muộn một bước rồi. Anh lại hụt một phen nữa. Anh trực tiếp gọi cho quỷ kiến sầu. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Ôi, đây không phải là hắc Long sao, có chuyện gì thế? Trên điện thoại vang lên một tiếng cười quái gở của quỷ kiến sầu. Giang thần dặn dò, tôi cần tung tích của người nhà họ ngụy lập tức kiểm tra cho tôi. Giang thần, cậu đã không còn là hắc Long nữa rồi, không có quyền ra lệnh cho tôi, từ hôm nay trở về sau đừng tới tìm tôi nữa quỷ kiến sầu không hề nể nang Giang Thần. Ông ta làm kinh doanh mua bán thông tin, khi Giang Thần là hắc Long thì ông ta rất sợ, làm cái ngành này của ông ta rất sợ quan chức. Bây giờ Giang Thần đã từ chức rồi nên ông ta cũng không còn sợ hãi nữa. Hơn nữa ông ta kinh doanh tin tình báo, biết rất nhiều thông tin nội bộ. Ông ta biết rằng có rất nhiều người muốn Giang Thần chết. Giang Thần bây giờ còn khó bề bảo vệ được bản thân nữa kia. Quỷ kiến sầu, tốt lắm, Giang thần hờ hứng cúp điện thoại. Ngay cả quỷ kiến sầu mà cũng không còn nghe anh nữa rồi à. Ai cũng tưởng anh là con hổ không răng, dễ bắt nạt rồi sao. Giang thần không biết, Ngụy Chi và Ngụy Quang đã đi đâu, anh cũng không mà phiền tiêu giao vương, trực tiếp về nhà. Còn chưa kịp bước vào nhà, anh đã nghe thấy tiếng cãi vã từ trong nhà truyền đến. Vừa bước vào đã thấy đường thiên long đứng trong phòng khách, tay cầm gậy, không ngừng rậm gậy xuống đất. Rác rưởi, Thật sự là rác rưởi, Đường Bác, Hà Diễm Mai, mấy người có biết đứa con rể rác rưởi đó của mấy người đã mang đến cho nhà họ Đường bao nhiêu phiền phức không? Hiện tại tất cả các công ty lớn đều đã chấm dứt hợp đồng với nhà họ Đường, còn kiện vấn đề về chất lượng, kiện vĩnh nhạc ra tòa, công ty Yongo đã bị niêm phong rồi. Nguồn vốn của chúng ta đã bị cắt đứt, trong thoáng chốc chúng ta đã nợ hàng trăm triệu rồi. Đường Thiên Long chửi rủa. Nhà họ Ngụy hành động rất nhanh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhà họ đường đã phải chịu sự trả thù rồi nhà họ đường đã xong đời rồi hà diễm mai đường bác và ngô mẫn đang ngồi trên ghế sofa bọn họ cũng rất lo lắng bởi vì cả đường sở sở và đường tùng đều đã bị bắt đi rồi ngoại trừ đường thiên long trong phòng còn có rất nhiều người đường hải đường kiệt còn có thế hệ thứ ba của nhà họ đường những người này lần lượt lên tiếng chửi bới mắng chửi cả nhà đường bát xối xả chửi giang thần không còn chỗ nào mà nói nữa giang thần đi vào đúng lúc nghe thấy những lời khó nghe này làm gì đấy vẻ mặt anh tối sầm lại nói có chuyện gì to tát đâu chứ mọi người quay lại nhìn đường thiên long cầm gậy đập tức giận mắng cái đồ khốn nạn cứ gây phiền phức cho nhà họ đường mãi ông đây sẽ đánh chết cậu giang thần giơ tay chặn đòn gậy này đường lối kiêu căng ngạo mạn nhảy dựng lên tức giận nói cậu còn dám cản Ông đây sẽ giết chết cậu." Anh ta nhấc chân đá Giang Thần. Giang Thần khẽ nhích người. Anh ta đá vào không trung, té đập mặt. Vứt cây gậy của Đường Thiên Long, anh đi tới, ngồi xuống sofa, nhưng không nhìn thấy Đường Sở Sở, vì vậy anh không nhịn được hỏi, "Mẹ, Sở Sở đâu rồi?" Đôi mắt của Hà Diễm Mai đã khóc đến sưng lên, nước mắt đều đã khô cạn. Bà ta buồn bã gào khóc, "Mắng, đều là do cái đồ vô dụng như cậu, nếu không có cậu" Nhà họ Đường của ta sao có thể gặp phải tai họa này? Sở Sở và A Tùng đều đã bị người của anh Mã bắt đi rồi. Anh Mã nói, trước khi trời tối, đến sơn trang hoa quế để thu dọn xác cho Sở Sở và A Tùng. Lúc này sắc mặt Giang Thần trầm xuống. Muốn tìm cái chết mà. Anh đấm vào bàn. Đây là một cái bàn bằng kính. Chiếc bàn bị vỡ tan ngay lập tức, biến thành một đống mảnh vỡ thủy tinh vương vãi trên mặt đất. Anh đứng dậy, Nhìn về phía người nhà họ Đường trong phòng, nói từng câu từng chữ, ở nhà hết cho tôi, trước khi tôi quay về không ai được đi đâu lung tung hết, nếu không lỡ có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi đã không nhắc nhở. Quảng lại một câu như vậy rồi anh quay lưng bỏ đi. Còn đám người nhà họ Đường nhìn cái bàn bị một quả đấm đánh vỡ vụn, hồi lâu vẫn chưa hồi thần lại được. Chương 215, cha tấn. Sơn trang hoa quế, tầng hầm. Cả đường sở sở và đường Tùng đều bị trói trên ghế đường sở sở còn đang mặc váy cưới, nhìn vóc dáng thon thả cùng gương mặt thanh tú, đẹp không tì vết của cô, mã hóa lòng nuốt nước bọt thèm thuồng. Thời gian như ngừng động kể từ khi anh ta nhìn đường sở sở bằng ánh mắt khát dục. Ban đầu vốn định thừa cơ hội này để đường sở sở lên giường với anh ta. Ai ngờ đâu ngụy Chi lại xuất hiện ngáng đường, khiến anh ta chỉ đành ngậm ngùi gác lại dục vọng, vì khát vọng trở thành ông hoàng chân chính của thế giới ngầm giang chung còn đang nặng trên vai. Lúc này, Đường sở sở và ngụy chi đã trở mặt, suy nghĩ bẩn tưởi trong đầu Mã Hóa Long lại lần nữa trỗi dậy. Uầy uầy uầy, chúng manh anh Mã ơi, em này hàng hiếm, ta nói nó ngon cực phẩm anh ơi, da thịt trắng múp nhìn phát mà nóng hết cả người, sướng nhất anh rồi nha. Nhưng mà, anh em ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, anh có cơm thì cũng chia cho anh em chút cháo sướng ké với chứ. Chuẩn luôn anh ạ, à, ẻm đẹp hết nước chấm, đẹp mà muốn xỉu lên xỉu xuống luôn á. Thôi xong sắc đẹp ẻm tha mất trái tim em rồi anh mã cho em hút kem miếng nha lũ đàn em nhìn chằm chằm vào đường sở sở đang bị trói bằng ánh mắt dâm dục tên nào tên nấy thèm nhỏ dãi bỗng nhiên anh mã vung tay tát một tên đàn em rồi mắng mày biết cái quái gì đường sở sở là hào của cậu ngụy chuyến này nhỏ khiến cậu ngụy mất hết mặt mũi như vậy lát cậu ngụy tới đảm bảo sẽ tra tấn nhỏ tới chết cho coi đến lúc đó tao sẽ cân nhắc tụi mày sau vâng 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 anh mã dậy bảo trí phải. Tên đàn em kia liên tục gật đầu. Húp ra húp thịt không thành, nhưng vẫn có thể húp bằng mắt cơ mà. Nguyên một lũ tên nào tên nấy cũng nhìn chằm chằm vào đường sở sở bằng đủ mọi ánh mắt tà dâm. Chưa bao giờ đường sở sở phải trải qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy, cô bị dọa đến nỗi mặt mày trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Còn đường tùng thì sợ đến mức hôn mê chẳng biết trời trăng. Chỉ một lúc sau Ngụy Chi và Ngụy Quang đã đến. Ngụy Chi được người ta khiêng tới tầng hầm. Cậu Ngụy, ngài Ngụy, Mã Hóa Long kính cẩn cúi chào. Kính chào ngài Ngụy, kính chào cậu Ngụy. Cả đám đàn em trong tầng hầm ai nấy cũng díu dít chào hỏi. Ngụy Chi nằm trên cáng cứu thương, nhìn Đường Sở Sở bị trói bên kia thì cười to dữ tợn, ha ha, Đường Sở Sở, tôi đối xử với cô bằng cả tấm chân tình, vì để có cô trong đời mà tôi không quản gian nan thử thách, vì để cưới được cô mà tôi nguyện nếm mật nằm gai, nhưng cô thì sao? Cô vì nó, vì thằng chó má phế vật đó mà khiến tôi lâm vào khốn đốn, khiến nhà họ Ngụy tôi thúi mặt không dám nhìn ai. Anh Ngụy, anh Ngụy, cầu xin, cầu xin anh hãy thả tôi ra. Sắc mặt Đường Sở Sở tái nhợt, cô khẩn thiết cầu xin. Ngụy Chi quát to, tụi bay, cởi trói. Mã Hóa Long lập tức cho người tới mở trói. Đường Sở Sở được cởi dây trói ra. Ngụy Chi chỉ xuống mặt đất mà quát lớn, quỳ xuống, quỳ xuống. Cô nhanh chóng quỳ phịch xuống đất không ngừng dập đầu anh ngụy tôi lại anh xin anh làm ơn làm phước tha cho tôi kéo nó qua đây vâng mã hóa long lập tức bước tới nắm tóc đường sở sở lôi qua sau đó dí đầu cô xuống đất thân thể ngụy chi không thể nhúc nhích anh ta nằm trên cáng cứu thương mà cáng cứu thương thì lại được người ta khiêng tát nó anh ta ra lệnh cũng bởi vì con nhỏ khốn nạn này mà anh ta mới phải chịu biết bao nhiêu đau đớn khổ sở mã hóa long nghe vậy bèn nắm lấy tóc đường sở sở kéo giật ra phía sau chỉ một bàn tay mà khuôn mặt trắng nõn của cô đã đỏ lên chẳng mấy chốc bàn tay năm ngón đã hiện rõ trên mặt cô chỉ một cái tát nhưng dường như đã khiến đầu óc cô quay vòng những tiếng ù ù vang vọng khắp tai rất lâu sau vẫn không thấy cô lên tiếng âm thanh vang dội ở tầng hầm đã đánh thức đường tùng đang ngất xỉu cậu ta vừa mở mắt đã thấy đường sở sở bị nắm tóc còn bị tát một bàn tay cậu ta bị dọa cho run rẩy cả người, lớn tiếng cầu xin tha thứ anh, anh mã, tha mạng, anh, anh ngụy, anh rể, tha mạng. Một tiếng, anh dễ, nghe sao mà chua xót nó như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim ngụy chi. Đường tùng, lẽ ra tao đã là anh rể của mày, còn mày thì đáng lẽ đã có thể hưởng thụ biết bao vinh hoa phú quý đời đời không hết, nhưng vì con chị của mày, chính con chị khốn nạn của mày đã phá hỏng tất cả. Tụi bây, đánh chết mẹ nó cho tao, tao đau tới một thì thằng nhãi này phải trả lại tới mười. Chặt tay, bẻ giò nó cho tao, Ngụy Chi nói trong sắc mặt dữ tợn. Dạ, mấy tên đàn em đi tới. Một người trong số đó cầm theo một cái ống sắt, rồi bất chợt đập mạnh lên đầu gối của đường tùng. À, tiếng thét đau đớn, dày xé tâm can vang vọng khắp không gian. Đường tùng trợn trừng hai mắt, vẻ mặt đau đớn không ngừng nhăn nhó. Bộp, lại thêm một gậy sắt nữa giáng xuống một đầu gối khác của đường tùng cũng ăn gậy, theo băng ghế máu tươi lan khắp xung quanh. Ăn hai gậy, đường tùng đau đớn như sắp thoát xác, cậu ta ngất đi vì không cách nào chịu nổi và cũng chẳng còn sức để khóc than hay gào thét. Đường sở sở cũng sợ quéo người, cô chỉ còn biết co rúm trên mặt đất và không ngừng run rẩy. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, có lẽ hôm đó cô đã không mù quáng khiến Ngụy Chi Lâm vào khó xử ngay tại chính căn nhà họ Ngụy chỉ vì chút áy náy và cảm kích dành cho Giang Thần sớm biết như vậy cô cũng đã chẳng theo gian thần làm gì hối hận cô hối hận rồi nhưng có hối hận cũng muộn rồi dù có hối hận bao nhiêu thì quá khứ cũng vẫn là quá khứ thời gian vẫn chảy xuôi chứ chẳng thể quay đầu đường sở sở đây chính là kết cục của những kẻ dám đối đầu với tôi đường hoa rác lối cô không đi đường gai hố lửa cô đâm đầu hà cớ gì cô cứ phải chọn đối đầu với tôi ngoan ngoãn làm bà ngụy êm ấm hạnh phúc bên tôi bộ không sướng hay sao Ngụy Chi cắn chặt răng nói. Anh ta thật sự rất yêu đường sở sở. Mỗi lời ăn tiếng nói của đường sở sở đều có sức hút mê hoặc khiến anh ta mê mệt. Anh ta thật lòng muốn ở bên đường sở sở. Cho dù đường sở sở có là gái đã có chồng anh ta cũng không chê. Nhưng thật không ngờ, đường sở sở lại phớt lờ thể diện anh ta mà sách váy bỏ chạy theo giang thần ngay trong lễ đính hôn, khiến anh ta mất hết mặt mũi. Ghê tởm hơn chính là tên khốn giang thần đó đã đánh anh ta tới tàn phế đường sở sở cô gái đẹp nhất giang trung hả ha ha hôm nay tao sẽ khiến cho mày trở thành con ả kinh tởm nhất giang trung này thứ tao không có được thì cũng đừng hòng ai có được ăn không được bố phá cho hư ha 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 sắc mặt ngụy chi càng dữ tợn hơn giận dữ quát lớn chuẩn bị xăng anh mã lập tức dặn dò còn không mau đi lấy đi mấy tên đàn em nhanh chóng rời khỏi tầng hầm đi chuẩn bị xăng đường sở sở đã mất hết can đảm Cô không biết cơn ác mộng khủng khiếp nào sẽ đón đợi mình tiếp theo. Cô biết mình đã rơi vào kết cục chạy trời không khỏi nắng, đã làm mất lòng nhà họ ngụy thì chẳng những cô xong đời mà ngay cả người nhà của cô cũng đi tong. Nước mắt của cô cũng đã sớm chảy cạn khô. Thân thể của cô nằm bệt trên đất, hai tay ôm chặt đầu gối, nhẹ giọng nức nở. Ngụy Quang biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi đi ra bên ngoài chờ. Ông ta đứng dậy đi ra bên ngoài con trai cưng của ông ta gặp phải khổ sở lớn như vậy đây tất cả đều do phúc đường sở sở mà ra đường sở sở nhất định phải chết chẳng mấy chốc lũ đàn em của mã hóa long đã đem xăng tới anh ngụy chuẩn bị xăng xong rồi ngụy chi dặn dò đổ hết lên người ả à? dạ mấy tên đàn em gật đầu lia lịa chúng mở thùng xăng ra đổ liền một mạch lên trên người đường sở sở đường sở sở ngửi thấy mùi xăng giờ phút này trong lòng của cô càng tràn ngập sợ hãi cô kêu xin thảm thiết đừng đừng mà anh ngụy tôi cầu xin anh tôi lạy anh anh tha cho tôi đi mà xin anh cho tôi một cơ hội tôi thế kiếp này sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh đường sở sở thật sự rất sợ mùi vị cái chết gần kề khiến cô cảm thấy không rét mà run quá muộn rồi giọng nói của ngụy chi lạnh lùng vang lên đường sở sở đâu phải tôi không cho cô cơ hội nhớ lại đi là ai là ai không biết quý trọng chính cô chính là cô nếu đã không thể khiến cô trở thành bà ngụy thì tôi sẽ biến cô trở thành giả dạ quỷ ngoài mặt ngụy chi là vẻ phong độ nhẹ nhàng nhưng bản chất là một ngụy quân tử anh ta là loại bố không có được thì đừng thằng nào hòng có được làm cho thằng nhóc kia tỉnh lại tao muốn đường sở sở tận mắt chứng kiến em trai nó chết thảm vì con chị ngu ngốc như nó mấy tên đàn em kia lập tức đi tới lay tỉnh đường tùng bẻ tay nó dạ tên đàn em gật đầu, lập tức tra tấn đường Tùng. Từng tiếng kêu khốn khổ, thảm thiết vang khắp tầng hầm. Đường Tùng càng khổ sở, là càng lớn bao nhiêu thì trong lòng Ngụy Chi càng sung sướng bấy nhiêu. Anh ta nằm trên cáng cứu thương nhìn chiếc áo cưới khảm đầy đá quý trên người đường sở sở. Áo cưới đẹp nhỉ, có cái áo này bồi táng cùng cô đã là phúc phần của cô rồi, châm lửa. Chuyện này, Mã Hóa Long nói với vẻ mặt khó xử đây chính là cô gái sắc nước hương trời khiến bao quý ông mê mệt, nghe đồn cô nàng vẫn còn trinh. Nếu chết như vậy thì thật đáng tiếc. Cậu ngụy nếu cậu không cần, vậy cậu có thể chia cho anh em sung sướng chút không? Mã Hóa Long là dạng đại ca xã hội, dạng phụ nữ nào mà anh ta chưa sơi qua, nhưng thú thật thì chưa chơi cô gái xinh đẹp như vậy bao giờ, anh ta có chút không đành lòng nên liều mình nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu ngụy cứ để cô ta chết dễ dàng như vậy thì hời cho cô ta quá rồi, Chúng ta cứ húp cô ta rồi quay video lại, sau đó đem video phát tán trên mạng khiến cô ta thân bại thân liệt, so với ban cho cô ta cái chết thì cái này mang tính sỉ nhục và đau đớn hơn gấp vạn lần. Mã Hóa Long bắt đầu nghĩ kế. À vốn dĩ là hầu của cậu, lẽ ra cậu là người húp trước mới phải, nhưng tình thế bây giờ không tiện cho cậu lắm, vậy chi bằng cứ giao trọng trách nặng nề, cao cả này lại cho anh em bên dưới, cậu thấy thế nào?" Ngụy Chi chỉ muốn đường sở sở chết. Bây giờ nghe Mã Hóa Long nói như vậy, anh ta lập tức bật cười. Ha ha ha, được thôi, tao muốn cho bàng dân thiên hạ thấy vợ của Hắc Long đang nằm dưới háng biết bao thằng khác, tao muốn Hắc Long phải mất hết thể diện, không thể cất đầu. Ngụy Chi cười to, rồi dặn dò, lập tức mang đường sở sở ra ngoài, tắm rửa cho cô ta thật sạch sẽ, tao muốn nick thân tới thử. Cậu, cậu Ngụy, cậu như này có làm được không đó, tôi biết cậu thương anh em, nhưng cậu cứ yên tâm giao trọng trách này cho tụi tôi, địa ngục này cứ để anh em tụi tôi hy sinh bước vào. Ủa mà khoan, hắc, hắc long gì? Sắc mặt mã hóa long bỗng trắng bệch, mặt mày đầy hoảng sợ cái, cái gì mà vợ của hắc long? Cậu ngụy, cậu giỡn phải không? Cái tên hắc long gì gì đó chống lưng cho đường sở sở chẳng phải đã rời trước và chết ở thiên sơn rồi sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 216 Cơn thịnh nộ của Giang Thần Chuyện Hắc Long chống lưng cho Đường Sở Sở không phải bí mật gì to tát. Cả chuyện Hắc Long đắc tội với hầu hết ông trùm bà lớn xứ Giang Trung cũng là quá bình thường. Tin các anh đại chỉ cả muốn Hắc Long chết cũng đã được loan truyền khắp trốn. Nhưng trước khi các thế lực lớn tứ phía ra tay, thì tin tức Hắc Long chết bỗng từ đâu ập tới, người ta đồn rằng anh đã chết ở Ải Thiên Sơn Nam Hoang. Bây giờ Ngụy Chi nói Đường Sở Sở là vợ của Hắc Long, chứ không phải thằng ất ơ giang thần là rể nhà họ đường à hắc long là thế quái nào nữa mã hóa long hoài nghi và có chút hoảng loạn làm nhảm như bà già còn không mau dẫn đường sở sở ra ngoài tắm rửa thơm tho hỏi hỏi cái móc gì muốn chết hay gì ngụy chi nôn lắm rồi anh ta không thể chờ thêm một phút nào nữa nhớ tìm đàn bà tắm cho nó trước khi tao húp nó tao không muốn bất kỳ thằng được dựa nào đụng tới nhớ đó dạ dạ mã hóa long lập tức gật đầu anh ta không nghĩ nhiều nữa theo mã hóa long thấy rất có thể đường sở sở có một chân với hắc long đã chết nên ngụy chi mới nói đường sở sở là vợ của hắc long đường sở sở bị bọn chúng cưỡng ép đưa đi mã hóa long tìm một người phụ nữ bắt cô ta tắm rửa cho đường sở sở sau khi tắm rửa thơm tho cô ta dẫn đường sở sở tới một phòng trống trong sơn trang hoa quế còn mã hóa long thì đi chuẩn bị camera tuy không thể hút ngay nhưng có thể ngắm cũng không tệ. Còn ngụy chi tứ chi đã bị gãy kia, chắc chắn không thể cử động và cần người giúp nên cái việc tốt này chắc chắn sẽ rơi vào tên tay anh ta, chờ ngụy chi chơi sướng người, đường sở sở còn không phải mặc cho anh ta xâm chiếm hay sao. Một căn phòng trong sơn trang hoa quế. Đường sở sở núp trong chăn, dùng chân mềm bọc lấy cơ thể mình, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân, Tim của cô đập mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài. Két, cửa phòng mở ra, Ngụy Chi được người ta khiêng tới. Theo sau còn có Mã Hóa Long và mấy tên đàn em. Mã Hóa Long đã chuẩn bị camera đâu vào đó. Sau khi tới phòng, Ngụy Chi căn dặn Tiểu Mã, anh quay chụp sau thì quay nhưng nhớ cẩn thận một chút, đừng quay dính tôi, tôi cũng không muốn trở thành đối tượng cho mọi người nhìn ngắm đâu. Tưởng gì, cậu Ngụy cứ yên tâm, đảm bảo sẽ không dính mặt cậu đây nhé, xin trân trọng giới thiệu với cậu, tôi cameraman lành nghề, nghề kiếm cơm của tôi mấy năm về trước ấy chứ chả đùa, dăm ba cái góc quay này đơn giản. Ngụy Chi dặn dò bọn đàn em cởi quần áo anh ta ra, nháy mắt đã trần như nhộng. Anh ta được đặt lên trên giường. Đường sở sở, khôn hồn thì tự lết lại hầu hạ tôi. ầm, uhm, tiếng vang lớn bỗng từ đâu vang lên. Cửa phòng đóng chặt bị người ta đá văng một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đang hừng hực lửa giận xông vào. Kẻ xông vào chính là Giang Thần. Ai nấy trong phòng cũng nhìn ra cửa, thấy người tới là Giang Thần thì đứng lên cười ha hả. Mã Hóa Long vừa cười vừa trêu, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là chàng rể quý nhà họ đường, anh dai chạy tới đây chi vậy ca. À à, anh nóng lòng muốn tận mắt chứng kiến vợ mình bị thằng khác vũ nhục chứ gì. Vẻ mặt Giang Thần vô cùng đáng sợ, anh nắm chặt nắm đấm lao tới. Mã hóa long quát lớn, bắt lại cho tao. Mấy tên đàn em lập tức vung dao chém lia lịa về hướng giang thần. Giang thần nhanh chóng né sang một bên, tránh được một dao, sau đó anh bất chợt ra tay bắt lấy cổ tay tên đàn em kia. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giang thần giật lấy con dao. Anh muốn chém người. Nghĩ tới đường sở sở vẫn còn ở đây, anh không muốn đường sở sở thấy cảnh máu tanh rùng rợn của mình nên trực tiếp đá một cước, cái tên đàn em kia bị đá văng xa mấy mét xăm ba tên đại bàng con làm gì có cửa làm đối thủ của Giang Thần. Trong khoảnh khắc ấy, mấy tên đàn em kia cũng liên tiếp bị đánh ngã. Giang Thần đi thẳng về phía giường, ôm cả người đường sở sở đang cuộn trong chăn lên. Anh xoay người rời đi. Cản, cản nó lại, cản thằng đó lại cho tao. Ngụy Chi thét lên, nhưng mấy tên đàn em trong phòng đều đã ngã xuống, chỉ còn một mình mã hóa long. Mã Hóa Long thấy Giang Thần đang sắp rời khỏi phòng thì móc súng ra trong tích tắc. Cướp cò. Bằng. Giang Thần vung tay lên, một cây ngân châm lập tức được bắn ra. Ngân châm đã ngăn cản viên đạn bay tới một cách chính xác. Một lần nữa có thêm cây ngân châm khác bay tới và Mã Hóa Long đã lập tức ngã ẩm xuống mặt đất. Anh không quay đầu lại mà chỉ xoay người rời đi. Đường sở sở được ôm trong ngực, khổ sở khóc lớn. Không sao, không sao đâu, có anh đây rồi." Giang Thần an ủi và nói lời xin lỗi, "Anh xin lỗi, là anh tới muộn." Anh ôm Đường Sở Sở ra bên ngoài. Bên ngoài sơn trang hoa quế có một chiếc xe. Xe này thường do Tiểu Hắc lái, nhưng nay Tiểu Hắc vào viện nên Văn Tâm lái xe thay. Anh ôm Đường Sở Sở lên trên xe. "Giang, Giang Thần, Đường Tùng còn ở dưới tầng hầm, nhanh, nhanh đi cứu em ấy đi." Đường Sở Sở nhớ ra cái gì đó lập tức hô lớn lên. "Ừm, anh biết rồi." Giang thần buông đường sở sở ra, nói với Văn Tâm, đưa cô ấy tới phòng khám phạm nhân trước đi. Văn Tâm gật đầu, nhắc nhở, anh Giang, nhớ cẩn thận một chút. Một lũ kiến hôi thôi mà, tôi đách quan tâm. Giang thần lạnh lùng xoay người rời đi. Văn Tâm quay người lại nhìn đường sở sở phía sau, cũng không nhiều lời, cô ta nhanh chóng khởi động xe và phóng xe đi. Giang thần trở vào sơn trang hoa quế, đồng thời nhấc điện thoại lên gọi cho tiêu giao vương. Tôi đang ở Sơn Trang Hoa Quế nằm ở vùng ngoại ô thành phố, một tiếng sau tới đây dọn dẹp chiến trường. Anh cúp điện thoại xong thì lao vào tầng hầm. Dưới tầng hầm có không ít tên đàn em trông coi. Giang Thần đi tới đâu, máu chảy thành sông tới đó, xương cốt cũng chất cao như núi. Những tên đàn em này toàn bộ bị chết oan uổng. Anh thấy Đường Tùng bị trói trên ghế, mà trên đất lại có một bãi máu. Những vết máu này đều là từ trên người Đường Tùng chảy ra. Giang thần cau mày. Anh đi tới bắt mạch cho đường tùng, kiểm tra sơ bộ cho cậu ta. Bị thương nghiêm trọng tới vậy à? Đầu gối đường tùng bị đập nát, tay bị đánh gãy, cậu ta đã phải chịu những cơn tra tấn khủng khiếp ngoài sức chịu đựng của con người. Cậu ta hiện đang rơi vào tình trạng hấp hối, thoi thóp từng hơi thở. Giang thần mở trói cho cậu ta, thân thể cậu ta lập tức ngã xuống, giang thần nhanh chóng đỡ lấy cậu ta. Đường tùng tỉnh dậy, trong cơn mê man thấp thoáng, cậu ta thấy giang thần, cậu ta muốn gào mắng thật to, nhưng khi há miệng lại không nói nên lời. Giang thần lấy ra mấy cây ngân châm, đâm đâm vài cái coi như giúp cậu ta kéo dài tính mạng, sau đó cõng cậu ta rời khỏi tầng hầm. Bên ngoài truyền tới từng đợt âm thanh sao động. Giang thần còn chưa ra khỏi tầng hầm, bên ngoài đã tụ lại hơn trăm người, trong tay đều cầm theo vũ khí, có ống sắt dài hơn 2 mét, có đao cũng dài hơn 1 mét. Giết nó cho tao! một người đàn ông trung niên đứng sau trăm người lớn tiếng hét lên đó là ngụy quang vẻ mặt của ông ta ảm đạm giọng điệu lạnh lùng giang thần thật không ngờ mày lại dám xuất hiện hôm nay chính là ngày chết của mày giang thần lạnh lẽo nhìn phớt qua trăm người chỉ có đám rác rưởi này thôi à ông xem thường tôi quá rồi đó anh ôm đường tùng lên sải từng bước ra ngoài lên giết hơn trăm tên cầm vũ khí lao tới tranh nhau phóng về phía giang thần chúng vung dao phay mã tấu chém về phía anh cho dù giang cung thần còn đang cõng một người trên lưng nhưng những tên lưu manh này vẫn không phải đối thủ của anh anh không ngừng né tránh tránh thoát hàng loạt cuộc công kích đồng thời còn tìm ra cơ hội ra tay đáp trả anh ra tay không chút thương tiếc vừa ra tay đã dùng chiêu mạnh kết liễu mạng người rất nhanh sau đó đã có hơn trăm người nằm trên mặt đất những kẻ này không phải mất chân thì chính là cột tay, bảy tám chục thi thể người ngã dạp trên đất vô cùng thê thảm. Ngụy Quang sợ xanh mặt. Ông ta biết thực lực của Giang Thần vô song nhưng lại không ngờ thực lực của anh lại mạnh như thế, ôm đường tùng trọng thương còn khủng bố như vậy, hơn 100 người cũng không phải đối thủ của anh. Ông ta móc một cây súng lục ra. Không, không được nhúc nhích, nếu cử động tôi sẽ bắn chết cậu. Ông ta cầm súng, nhưng tay chân lại run cầm cập, mồ hôi trên trán rơi xuống từng hạt to như hạt đậu giang thần đưa tay ra sau lưng lấy ra một cây ngân châm vừa nhấc tay vụt ngân châm lập tức được bắn ra không quảng cáo đọc truyện tại cham chu yên việt nam ngụy quang còn chưa kịp nổ súng ngân châm đã đâm vào trong cơ thể ông ta thân thể ông ta từ từ ngã xuống trên mặt đất giang thần để đường tùng xuống đất đi lên phòng trên lầu một tay lôi thân thể ngụy chi trần chuồng ra đi tới bên cửa sổ trực tiếp thả anh ta từ trên lầu hai ném xuống đất. À, bên ngoài mặt đất truyền tới tiếng kêu đau đớn thấu trời. Đây là lầu 2, không quá cao, Ngụy Chi bị ném từ đây xuống cũng không ngã chết được. Nhưng toàn thân xương cốt của anh ta dường như nát vụn. Mã hóa Long nằm trên mặt đất nhìn giang thần từng bước từng bước đi về phía mình, anh ta sợ đến mặt mày trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. giang, giang thần, cầu, cầu xin anh cho tôi một con đường ép. Giang thần kéo anh ta đi và ném xuống từ trên cửa sổ như ném quả bóng ra. Sau đó, anh nhảy từ trên cửa sổ lầu 2 xuống đất. Nhảy từ lầu 2 xuống, nhưng anh lại tiếp đất một cách vững vàng như thể khoảng cách giữa tầng 1 và 2 không tồn tại. Sẵn tay, anh cũng quăng ngụy quang xuống đất. Sau đó ngồi trên bậc thang, lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm. Tôi rời trước thì rời trước nhưng đâu có lục nghề, mấy người tưởng bắt nạt tôi là dễ hả? Giang thần nhìn Ngụy Chi cả người máu me be bét, anh lạnh lùng nói, tao đã cảnh cáo mày là đừng có đụng vào vợ tao rồi mà, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa sao cứ thích chui vào. chương 217, Tiêu Giao Vương Thu dọn chiến trường. Lúc trưa, Ngụy Chi đã bị đánh nát đầu gối, vặn gãy hai tay, vừa làm phẫu thuật xong, bây giờ lại bị Giang thần ném xuống từ lầu 2. Sương cốt toàn thân của anh ta dường như gãy hết, đau tới mức không còn muốn sống trên mặt tràn đầy vết máu anh ta ngã xuống trong vũng máu mà ngay cả động một chút cũng khó khăn giờ phút này ngụy chi cảm thấy cái chết rất đáng sợ nó ám ảnh khiến nội tâm anh ta gào thét hàm răng của anh ta run cầm cập vào nhau anh ta rên lên từng âm thanh yếu ớt đừng đừng giết tôi tôi cầu xin anh đừng giết tôi cho tôi một cơ hội tôi có tiền tôi cho anh tiền cho anh thật nhiều tiền đừng giết tôi anh ta thật sự rất sợ từ khi lọt lòng tới nay chưa bao giờ anh ta sợ đến mất hết lý trí như vậy nỗi sợ hãi cái chết bao lấy lý trí anh ta cứu cứu tôi nhanh đưa tôi tới bệnh viện đi có ai không cứu ngụy chi biết nếu còn không đến bệnh viện anh ta sẽ chết ngay tức khắc giang thần ngồi trên bậc thang vẻ mặt anh ảm đạm anh nhìn ngụy quang và nói với giọng điệu lạnh lùng ngụy chi hồ đồ đã đành mà ông cũng ngớ ngẩn theo mấy chục tuổi đầu rồi có già mà không có khôn hay do già quá nên lú lẫn Tôi rời trước là rời trên danh nghĩa, nhưng thực lực của tôi từng được xếp vào hàng một trong ngũ đại soái. Bộ ông tưởng tôi chỉ có võ mèo quào được mỗi cái danh ảo. Bộ tôi rời trước là lũ chó mèo các người có thể đè đầu cưới cổ sao thì đè hả? Tôi, Ngụy Quang mở miệng. Thế nhưng mà, toàn thân của ông ta cũng đau đớn không ngừng, há miệng thì hàm răng đã run rẩy kịch liệt nên không nói ra được lời nào. Bên cạnh còn có một người khác đang nằm, đó là Đường Tùng. Đường Tùng bị những tra tấn vượt qua sức chịu đựng của con người sau thời gian dài như vậy lẽ ra đã phải chết, nhưng nhờ Giang Thần lợi dụng ngân châm bảo vệ tâm mạch cho cậu ta, mới giúp cậu ta giữ lại cái mạng. Giờ phút này cậu ta đang vô cùng tỉnh táo. Cậu ta đã nghe rõ từng lời của Giang Thần. Trong lòng cậu ta dâng lên nỗi sợ hãi. Anh ấy, anh ấy là Hắc Long. Giang Thần là Hắc Long sao? Cái này, sao có thể chứ? cái tên phế vật tới nhà họ đường ở dễ này sao có thể là Hắc Long, Hắc Long là chủ tịch tập đoàn Giang Long, anh ta đã chết, chết ở ải Thiên Sơn, chuyện này ai ai cũng biết, nó còn là tin tức do đích thân tướng quân Nam Hoang tuyên bố, chuyện này sao có thể là giả được kia chứ. Đường Tùng không tin, không tin Giang thần chính là Hắc Long. Không tin cái tên phế vật làm hầu làm hạ nhà họ đường này là Hắc Long tiếng tăm lẫy lừng. Giờ phút này, cậu ta cũng không có suy nghĩ nhiều thêm nữa, bởi vì cậu ta đang hơi mơ hồ, vừa nghĩ đến vấn đề vừa rồi, đầu cậu ta đã đau như muốn nứt ra. Rồng có phải ngược, chạm vào phải chết, phải ngược của tôi chính là đường sở sở. Giang thần đứng thẳng người lên, đi đến ngụy Chi đang nằm trong vũng máu, nhấc chân lên dẫm mạnh vào dưới đúng quần của anh ta. À, Ngụy Chi trừng lớn hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó, phát ra tiếng kêu đau đớn. Ngay sau đó thì ngất đi. Cậu, cậu, sắc mặt Ngụy Quang tái nhợt. Ngụy Chi là đứa con trai duy nhất của ông ta, còn chưa cưới vợ, còn chưa có con thì đã bị mất giống rồi. Còn ông, Giang Thần vừa đi đến chỗ Ngụy Quang vừa nói với giọng điệu lạnh lùng, hồi chưa ông đã nói thế nào? Ông đã nói là sẽ không ra tay với nhà họ đường, nên tôi mới giữ lại cho ông một mạng, nhưng cuối cùng thì sao, trước mắt một cái, ông đã ra tay trả thù nhà họ đường, ông tưởng tôi là cọp ăn chay hay gì. Giang Thần nhấc chân lên dẫm mạnh lên ngực Ngụy Quang, một cước dẫm nát tim ông ta. À! Ngụy Quang kêu đau thảm thiết. Ngay sau đó, đầu ông ta quẹo sang một bên, ông ta đã chết. Giang Thần đi từng bước lại gần Mã Hóa Long. Mã Hóa Long bị Giang Thần đẩy ngã từ lầu hai xuống, té gãy chân, nằm trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Anh ta nhìn thấy cảnh vừa rồi thì sợ đến run rẩy toàn thân. Hối hận, anh ta hối hận rồi sớm biết giang thần ở dễ nhà họ đường chính là hắc Long thì có đánh chết anh ta, anh ta cũng không dám làm khó đường sở sở, đánh chết anh ta cũng không dám gài bẫy đường tung. hắc hắc Long, chủ soái xin anh tha mạng, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, xin anh tha cho tôi một con đường sống, tôi nguyện làm châu làm ngựa báo đáp. Mã Hóa Long không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ. Mã Hóa Long, tao với mày nước sông không phạm nước giếng, tao cũng chưa từng gặp mày, nhưng tại sao mày lại cứ có mắt không chồng mà kiếm chuyện với nhà họ đường giang thần đi tới trước người anh ta từ trên cao nhìn xuống anh ta nhấc chân lên đạp một cước nặng ngàn cân mã hóa long kẻ được kỳ vọng sẽ trở thành ông hoàng mới của thế giới ngầm giang chung cứ như vậy mà mất mạng ngay cả một tiếng thét cũng không kịp thốt lên ngụy quang mã hóa long đều đã chết toàn bộ sơn trang với hơn trăm tên đàn em cũng chết thảm chỉ có một người còn sống chính là ngụy chi mặc dù còn sống nhưng anh ta đã bị tàn phế. Tứ chi tàn phế, chân thứ ba cũng tàn phế cho dù là bất tử thì nửa đời sau cũng phải bám víu trên xe lăn. Rất nhanh sau đó, tiêu giao vương đã tới. Ông ta nhận được điện thoại của Giang Thần, lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên đã lập tức điều động máy bay trực thăng. Chẳng mấy chốc, máy bay trực thăng đã xuất hiện, đáp xuống sơn trang. Tiêu giao vương xuất hiện với bộ quân phục có 5 ngôi sao trên vai ông ta thấy tình cảnh trước cửa sơn trang thấy ngụy quang nằm trong vũng máu trên đất mã hóa long và còn cả ngụy chi ông ta đi tới cau mày hỏi sao thế này chút chuyện vặt thôi ấy mà giang thần chỉ vào mã hóa long nằm trên mặt đất và nói tên này là đầu tiêu của nhiều tổ chức phi pháp nhớ điều tra cẩn thận nhổ cỏ tận gốc hang ổ về phần ngụy quang ông cứ bịa đại cái cớ đại loại như cấu kết băng đảng gì gì đó nên bị quân đội bắt và tử hình là được Nói xong, anh nhìn Ngụy Chi với chút hơi thở yếu ớt. Thằng nhóc này thì đưa đi bệnh viện, có thể sống hay không thì phải xem tạo hóa của cậu ta. Giang thần không có giết Ngụy Chi. Nhà họ Ngụy là gia tộc thuộc Thương Minh Năm Tỉnh, giữ lại Ngụy Chi cũng coi như cho Thương Minh Năm Tỉnh một lời cảnh cáo, nếu không mai này sẽ dẫn đến hàng tá phiền phức. Tiêu Giao Vương khá bất lực. Ông ta còn tưởng Giang thần sẽ biết kiềm chế bản thân, không ngờ anh lại ra tay tàn nhẫn khiến nhiều người chết dưới tay như vậy, lại còn giao cả mớ hỗn độn cho ông ta xử lý. Ông ta là người biết điều nên không hỏi gì thêm. Tuy Giang thần tàn nhẫn nhưng không bao giờ ra tay với người thường, những kẻ anh giết đều là những tên khốn đáng chết. Những kẻ này tuy đã trốn khỏi chế tài của pháp luật, nhưng lại không trốn khỏi bàn tay ác ma của Giang thần. Hơn nữa, Giang thần còn từng là chủ soái Nam Hoang, lúc được phong soái, Hoàng đế Trung Quốc đã ban cho anh một thanh hình kiếm, anh có đặc quyền tiền trảm hậu tấu. Giang thần vẫy tay gọi một anh tướng sĩ, rồi chỉ vào Đường Tùng đang nằm trên đất và dặn, "Đưa cậu ta tới bệnh viện, anh Tiêu Giao này, cho tôi mượn máy bay trực thăng dùng một tí." Tiêu Giao Vương gật đầu và dặn dò, "Nhanh, đưa người đến bệnh viện." Tuân lệnh, vài anh chiến sĩ lập tức đi tới, khiêng Đường Tùng lên máy bay. Tiêu Giao Vương lấy ra một điếu thuốc và đưa tới. Hai người ngồi ở trên bậc thang của sơn trang Hoa Quế. "Cậu Giang, cậu xem xem" tôi lại giúp cậu phủi mông nữa rồi đây này. Có phải cậu cũng nên nói rõ với tôi xem lần trước khi cậu đến Kinh Đô, rốt cuộc hoàng đế đã nói gì mà sao bỗng nhiên cậu lại từ chức như vậy? Trong suốt thời gian qua, Tiêu Giao Vương vẫn luôn băn khoăn về vấn đề này. Nhưng ông ta lại nghĩ mãi không thông. Giang thần hút thuốc, nhìn bầu trời đen như mực, khẽ giọng thì thào, thế cục Trung Quốc quá loạn, chiều chính bên trên chia bè kéo cánh, năm phe bảy phái, trong đó có không ít kẻ lòng lang giả thú, chẳng qua là kiêng kỵ thế lực của ngũ đại soái chúng ta nên mới không dám làm liều, tôi cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Tiêu giao vương nghi hoặc, không rõ ý của Giang thần. Giang thần đứng lên, vỗ vỗ vào vai ông ta, chẳng bao lâu nữa sẽ có người tới tìm ông, ông cần phải chiến đấu để bảo vệ phe phái ông đã chọn nên nhất định đừng chọn nhầm phe. Giang thần nói xong thì xoay người rời đi. Tiêu giao vương ngồi trên bậc thang hút thuốc, ngẩng đầu nhìn màn đêm đen tối. Ông ta là một người thô kịch, không hiểu rõ những việc chính trị nhưng giang thần đã nói rất rõ nên đại khái ông ta cũng nắm được chút manh mối hai lại sắp vật đổi sao rời rồi tiêu giao vương thở dài cùng lúc đó đường tùng cũng được đưa tới bệnh viện nhờ giang thần ra tay cứu cậu ta nửa cái mạng nên sau khi được đưa đến bệnh viện cũng cứu chữa kịp thời giang thần thì đi đến phòng khám phàm nhân trong phòng bệnh đường sở sở đã thay một bộ quần áo khác quần áo này là của văn tâm hai người ngồi trong phòng, mắt đối mắt với nhau. Văn tâm nghe danh đường sở sở đã lâu, nhưng vẫn chưa có dịp gặp, nay được diện kiến quả không hổ danh là mỹ nữ đẹp nhất Giang Trung. Mà đường sở sở thì lại cao mày, cô gái này là ai? Sao lại ở chung với Giang Thần? Trong phòng khám, tin tức vẫn đang được phát trên TV. Lúc này, một tin tức mới truyền đến. Chúc quý vị có một buổi tối tốt lành, quý vị và các bạn khán giả thân mến, chúng tôi vừa nhận được tin nóng. Tối hôm nay, tại Sơn Trang của một vùng ngoại ô thành phố, lực lượng tình báo quân đội đã phát hiện một nhóm tội phạm tụ tập làm ăn phi pháp. Nhận được tin báo, lực lượng quân đội lập tức được điều động để tiến hành truy bắt. Lúc bị vây quét, nhóm tội phạm này đã có hành động chống trả quyết liệt, và đáng chú ý là sự xuất hiện của người nhà họ Ngụy với vai trò đầu đảng. Trong quá trình chống trả bất hợp tác, Ngụy Quang đã bị quân đội bắt và xử tử tại chỗ. Tin tức theo đó được truyền tới, hình ảnh tiêu giao vương cũng xuất hiện trong TV một phóng viên đang tiến hành phỏng vấn ông ta. Tiêu Giao Vương đang đứng trước cửa sơn trang hoa quế, đứng trước mặt truyền thông, ông ta cất giọng trả lời, Giang Trung tuyệt đối không cho phép sự xuất hiện của lũ tội phạm, một khi phát hiện quyết phải nghiêm trị. Gì đây? Nhìn thấy tin tức này, đường sở sở trợn tròn hai mắt. chương 218 Tắm Trung Rất nhanh sau đó, Giang Thần đã quay trở lại. Anh đẩy cửa phòng khám bệnh ra, đi thẳng vào bên trong. Phan Tâm lập tức đứng lên, gọi một tiếng, "Anh Giang." "Ừm." Giang Thần gật nhẹ đầu, nhìn qua Đường Sở Sở đang ngồi xem tin tức thời sự, anh đi tới bên cạnh cô, rồi ngồi xuống, "Sở Sở, em không sao chứ?" "Ừm." Đường Sở Sở nhìn Giang Thần rồi chỉ vào bản tin tức đang phát trên TV, "Cô hỏi chuyện, chuyện gì đây chứ?" "Ngụy Quang chết rồi sao?" Giang Thần gật đầu, anh biết thế lực của nhà họ Ngụy rất lớn, báo cảnh sát cũng vô dụng, nên anh mới báo quân đội nhận được tin báo và nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, tiêu giao vương đã đích thân dẫn quân vây quét sơn trang hoa quế tiêu diệt băng đảng bên trong ngụy quang chống trả quân lệnh nên bị xử tử tại chỗ mà nhé anh má cũng chết rồi nên từ nay về sau sẽ không còn ai dám ra tay trả thù nhà họ đường nữa tiêu tiêu giao vương đích thân ra tay hả đường sở sở vô cùng ngạc nhiên đúng rồi đây là giang trung là nơi tiêu giao vương chịu trách nhiệm quản lý bọn chúng dám ngang nhiên làm ăn phi pháp ở địa bàn ông ấy thế kia thử hỏi tiêu giao vương sao có thể trơ mắt làm ngơ anh kéo tay đường sở sở và nói sở sở phải biết tận dụng pháp luật để bảo vệ mình có biết không ở cái nước trung quốc này chẳng ai có thể một tay che trời đâu em luôn có sự tồn tại của chính nghĩa và tiêu giao vương chính là đại diện tiêu biểu ừm đường sở sở gật đầu cô chợt nhớ ra cái gì đó cô hỏi em trai em đâu Giang thần nói, đưa tới bệnh viện rồi, để anh đưa em về nhà trước, rồi lát anh tới bệnh viện thăm cậu ấy sau. Đường sở sở cũng không nghĩ nhiều. Lần này có thể thoát chết như vậy đều là nhờ Giang thần. Nếu không nhờ Giang thần gọi điện báo cho tiêu giao vương, thì chỉ e cô đã. Cô không dám tưởng tượng hậu quả khủng khiếp của nó. Giang thần nắm tay đường sở sở, đứng dậy rời đi. Anh, anh Giang, văn tâm mở miệng, như có điều muốn nói. Hửm. Giang thần nhìn cô ta rồi nói, sao vậy, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Anh Tiểu Hắc đâu, Văn Tâm hỏi. Cô ta biết Tiểu Hắc đi Nam Hoang. Theo tin tức truyền tới từ Nam Hoang, Hắc Long đã tham chiến với cao thủ võ lâm của hơn 28 nước trên ải Thiên Sơn và bị đại quân trăm ngàn người truy sát, ngay sau đó là tin tức tử trận của Hắc Long. Bây giờ Hắc Long đã trở về, nhưng Tiểu Hắc vẫn chưa thấy đâu. Cô ấy vẫn luôn cố tìm cơ hội hỏi thăm chuyện này. Giang thần nhìn sắc mặt lo lắng của văn tâm thì hiểu ngay, tiểu hắc không sao cả, để tôi cho cô số, cô cứ gọi tới đó mà hỏi thăm cậu ta. Anh đưa số điện thoại của Hoác Đông cho văn tâm. Sau khi để lại số điện thoại, anh và đường sở sở lập tức rời đi. Văn tâm thì lập tức cầm điện thoại lên gọi tới cho Hoác Đông, điện thoại vừa kết nối, cô ấy đã nóng lòng mà hỏi ngay alo, anh Giang nói, anh biết cách liên lạc với tiểu hắc, cho hỏi hiện giờ tiểu hắc đang ở đâu hoắc đông không biết là ai gọi tới cho tới khi nghe văn tâm nói tới anh giang là anh ta biết ngay đó chính là giang thần ở bệnh viện quân khu cái gì ở bệnh bệnh viện sao sắc mặt văn tâm lập tức thay đổi vội vàng hỏi anh ấy thế nào rồi tự cô tới mà xem đi hoắc đông không muốn nói nhiều làm gì mà sau khi văn tâm cúp điện thoại thì cô ấy lập tức đi tới bệnh viện quân khu tại nhà họ đường cả nhà tề tựu đông đủ Đường Thiên Long đang ở nhà họ đường, họ cũng biết chuyện đường Tùng và đường Sở Sở bị trói bắt đi, không cần nghĩ thì họ cũng biết chuyện này có liên quan với nhà họ Ngụy, là nhà họ Ngụy chỉ điểm và cũng là do nhà họ Ngụy cố ý trả thù. Bây giờ, trên TV đang phát lại tin tức. Nhìn thấy tin tức này, ai trong nhà họ đường cũng ngây người ra. Ngụy Quang chết rồi. Mã Hóa Long cũng chết luôn. Cả nhà họ đường đều trợn tròn mắt, khó mà tin nổi đây là sự thật. Nhà họ Ngụy vừa mới ra tay trả thù nhà họ Đường đôi chút, sao chỉ mới một buổi chiều thì họ đã chết hết cả rồi. Một lúc sau thì Giang Thần và Đường Sở Sở cũng trở về. Nhìn thấy Đường Sở Sở bình yên vô sự, Hà Diễm Mai vội vàng vọt tới, vui tới phát khóc, "Sở Sở, con không sao là quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Mẹ vừa xem tin tức, nói là anh má kéo bẩy kéo đãng ở sơn trang hoa quế làm chuyện phi pháp, mẹ còn tưởng rằng." "Mẹ à, con không sao rồi." nhờ giang thần báo cáo nên quân đội mới tiến hành vây bắt cũng may là lần này có giang thần ủa rồi thằng tùng đâu con em con đâu chồng em đâu chồng em sao rồi ngô mẫn không thấy đường tùng bèn nghĩ tới kết cục xấu nhất cô ta khóc lớn tùng ơi là tùng sao anh bỏ em mà đi con của chúng ta còn chưa ra đời nữa mà chồng ơi là chồng mẹ em ấy không sao cả chỉ là bị thương nên bây giờ còn trong bệnh viện chúng ta đến bệnh viện thăm em ấy đi nghe vậy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm sau đó cả nhà lập tức đi tới bệnh viện đường tùng được đưa tới bệnh viện rất kịp thời nên bây giờ cũng đã làm xong phẫu thuật trong phòng chăm sóc đặc biệt đường tùng đang nằm ngớ người trên giường sự việc tối nay thật sự đã gây nên cú ám ảnh sâu sắc trong lòng mỗi người cậu ta cứ ngỡ mình đã sắp chết nên đã sẵn sàng tâm lý nhưng cậu ta không ngờ giang thần lại kịp thời xuất hiện cứu cậu ta một mạng cậu ta càng không ngờ Giang Thần lại chính là Hắc Long. Nếu anh ta là Hắc Long, vậy Giang Thần của tập đoàn Giang Long là ai? Cậu ta cảm thấy đầu mình quá bé để có thể tiếp nhận lượng thông tin quá lớn này. Nhưng khi Giang Thần cõng cậu ta, lại vẫn có thể thong dong giải quyết hơn trăm người, cuối cùng còn có sự xuất hiện của Tiêu Giao Vương, Giang Thần còn xưng anh em với người ta. Cái này không phải Hắc Long thì còn là ai cơ chứ? Cậu ta thật sự nghĩ mãi cũng không ra, tại sao lai lịch của giang thần lớn như vậy, mà còn muốn ở dễ nhà họ đường, vì sao còn phải chịu thiệt ở nhà họ đường cơ chứ? Nhớ lại những chuyện xảy ra ở nhà họ đường gần đây. Tất cả đều có sự trợ giúp âm thầm của cậu chủ giang thần bí. Bây giờ nghĩ kỹ lại, cái cậu giang thần bí này chẳng phải là giang thần hay sao, là giang thần con rể nhà họ đường, là anh rể của cậu ta. Đường Tùng nghĩ tới thất thần, sau đó cửa được người ta đẩy vào, cả đám người đi đến, đây đều là người nhà họ đường ông xã anh sao rồi ngô mẫn vừa vào phòng bệnh đã lập tức lao tới chỗ đường tùng thấy cậu ta băng gạc khắp người cô ta khóc lớn đường tùng có hơi đau đầu thấy phía sau còn có giang thần đi theo vào cả người cậu ta không khống chế được mà run rẩy trước kia cậu ta coi giang thần là phế vật hết chửi lại đánh đập liệu anh ta có trả thù mình hay không đây đường tùng lo lắng suy nghĩ đường sở sở đi tới ân cần hỏi thăm Tùng, em ổn chứ? Không, em không sao, đường Tùng mở miệng, cậu ta có hơi hoang mang. Giang thần lên tiếng, em ấy bị thương rất nặng, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, đừng làm phiền em ấy, chúng ta về trước nhé. Dù sao ở bệnh viện cũng có y tá túc trục mà. Đúng, đúng vậy, đường Tùng mở miệng, ba, mẹ, ông nội, bà xã, chị hai, mọi người về nhà đi, con cũng không chết được, tịnh dưỡng một thời gian cho khỏe là có thể về nhà rồi người nhà họ đường nhìn đường tùng thấy cậu ta vẫn còn tỉnh táo thì mới yên tâm đôi chút mọi người quay trở về nhà nhà họ đường phòng của đường sở sở đường sở sở ngồi ở trên giường vẻ mặt áy náy nhỏ giọng nói ông xã em xin lỗi lại khiến cho anh gặp nhiều rắc rối như vậy giang thần đáp anh không sợ phiền phức nhưng em biết tại sao anh lại tức giận không đường sở sở lắc đầu anh thức em một cái là chuyện gì em cũng giấu anh không chịu nói cho anh biết, anh là chồng em mà, dù bão táp mưa xa hay sấm chớp đùng đùng anh cũng nguyện lấy thân che chở. Trong nhà có chuyện gì xảy ra, sao em không nói trước với anh một tiếng, mắc gì phải quỵ lụy cầu xin người ta. Mắc gì phải cắn răng nhịn nhục. Đường sở sở cúi đầu, không đáp lại được một câu. Cô cũng từng nghĩ tới sẽ nói cho Giang thần biết. Nhưng cô biết Giang thần không tiền cũng không quyền, nên có nói với anh cũng vô dụng. Em, em, sau này em sẽ không như vậy nữa. Cô cúi đầu và khẽ nói, sau này có chuyện gì, em cũng sẽ nói với anh trước tiên. Vậy còn nghe được, Giang thần đáp, chúng ta là vợ chồng, anh là chồng em, có việc gì mà em không thể nói cho anh biết, thả đi nói cho người ngoài cũng không chịu nói với anh. Đường sở sở giống như đứa trẻ biết mình làm sai, gật đầu liên liệu. Giang thần vỗ vai cô và an ủi, được rồi, sóng gió đã qua cả rồi, cũng không còn sớm nữa, đi tắm một cái rồi ngủ thôi. Ông xã, đường sở sở bỗng ngẩng đầu lên. Hửm, Giang thần nhìn cô, sao chưa nói gì mà mặt cô lại đỏ hết lên rồi. Hay là, mình tắm chung đi. Một, chương 219, sự chủ động của đường sở sở. Sau khi trải qua muôn vàn sóng gió, cuối cùng đường sở sở cũng nghĩ thông suốt. Cô vẫn rất yêu Giang thần, sâu trong trái tim cô vẫn là hình bóng của Giang thần. Cô vẫn luôn nhớ rằng, bệnh tình của cô là giang thần cứu chữa tận tình chăm sóc quan tâm yêu chiều cô mọi lúc cũng là giang thần cô đưa ra đề nghị tắm chung cô muốn dành cái ngàn vàng đầu tiên của mình cho giang thần giang thần nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của đường sở sở thì hơi ngạc nhiên anh vui vẻ hỏi lại thật hả em nghĩ kỹ chưa đó anh không ép em cũng không cưỡng cầu em đâu à nha không không muốn thì thôi dẹp nghỉ khỏe đường sở sở đỏ mặt đứng dậy bỏ chạy vào phòng tắm. Giang thần sờ sờ mũi. Đối với đường sờ sờ, anh thực sự rất muốn, tuy nhiên giờ không phải là lúc. Bây giờ anh còn đang phải đối mặt với rất nhiều rắc rối. Hơn nữa anh vẫn chưa tổ chức hôn lễ với đường sở sở, đợi khi giải quyết êm xuôi mọi rắc rối, anh nhất định sẽ cho cô một hôn lễ hảo nhoáng nhất, một hôn lễ hoành tráng gây chấn động khắp thành phố, thậm chí là khắp cả nước, anh sẽ biến cô thành cô dâu hạnh phúc nhất trên đời đến lúc đó, anh và đường sở sở mới chính thức động phòng. Đường sở sở đi vào phòng tắm, ít phút sau cô đã bước ra ngoài với một chiếc khăn tắm, đầu tóc ướt đẫm, nước vẫn còn đang chảy ròng ròng. Ông xã, xây tóc cho em. Tuân lệnh bà xã. Giang thần cầu còn không được nữa là. Sau khi trải qua sự việc này, anh cảm thấy thái độ tình cảm đường sở sở đối với anh dường như đã có chút tiến triển. Trước đây cô chưa bao giờ nhờ anh xấy tóc dùm như vậy, nhưng hôm nay cô đã mở lời. Đường sở sở ngồi trước gương trang điểm. Giang thần đi tới, cầm máy sấy tóc lên giúp cô sấy tóc. Khung cảnh này thật ấm áp và lãng mạn làm sao. Ông xã, nhà mình giờ hết tiền rồi anh à, đôi má đường sở sở hồng hồng, vẻ mặt cô bất lực kèm với đó là chút xót xa. Thằng Tùng nó tiêu mất 500 triệu nhân dân tệ trong thẻ em rồi, bây giờ nhà họ hứa đang dục em trả tiền, lại còn kiện em, cả biệt thự và những thứ có giá trị trong nhà đều bị tòa án tịch thu hết cả, tiền trong tài khoản Vĩnh Thái cũng mang đi trả cho nhà họ hứa sạch rồi anh à. Không sao. Giang thần thản nhiên nói, cứ bình tĩnh từ từ, thua keo này ta bày keo khác, sắp tới đại hội y thuật rồi, anh sẽ đưa tên tuổi của em lên một tầm cao mới, anh sẽ làm cho trở nên nổi tiếng khắp Giang Trung, thậm chí là khắp thế giới, trở thành một thế hệ thần y mới, đến lúc có được danh tiếng, còn sợ gì không thu hút được nhà đầu tư. Về chuyện tiền bạc, Giang thần không lo lắng chút nào. Chuyến đi Nam Hoang lần này, tuy rằng lành ít giữ nhiều nhưng bù lại anh cũng đã lấy được rất nhiều tiền bồi thường. Phần lớn bộ phận đều chia cho quân Hắc Long, nhưng trong tay anh cũng đã có một ngàn tỷ nhân dân tệ. Có một ngàn tỷ này trong tay, anh có thể làm rất nhiều thứ. Cái gì mà thương minh Nam tỉnh, thương minh tứ hải, rồi cái gì mà thương hội vĩnh hằng, anh đây cóc sợ một ngàn tỷ này cũng đã đủ để đọ sức với những thương hội này một phen. Tóc đường sở sở nhanh chóng được sấy khô. Đường sở sở đứng dậy, hất nhẹ mái tóc dài đen mượt óng ả, mùi dầu gội thơm ngát sộc vào mũi giang thần. Cô đứng dậy, đẩy nhẹ giang thần vào phòng tắm. Anh cũng đi tắm rồi ngủ thôi. Ok em yêu. Giang thần vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong anh bước ra thì đường sở sở đã nằm sẵn trên giường. Anh cũng tiến đến và nằm lên giường vừa mới nằm xuống đường sở sở đã ôm chầm lấy anh cô không một mảnh vải che thân da thịt của hai người chạm vào nhau giang thần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô cũng như sự mềm mại của cô bà xã anh mở lời nhưng với biểu hiện vô cùng căng thẳng lời nói ấp a ấp úng ông xã em xin lỗi em thật sự xin lỗi đường sở sở ôm chầm lấy giang thần giúp người vào lòng anh và nói xin lỗi không ngớt chuyện cũ qua rồi Hãy để quá khứ ngủ yên đi em, không cần xin lỗi nữa đâu. Giang Thần thật sự chịu không nổi nữa rồi. Anh chuyển mình, nắm nhìn Đường Sở Sở. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi hơi ửng đỏ, cô nhắm đôi mắt lại, Giang Thần có thể thấy rõ sự rung động trên đôi mí mắt của cô. Đường Sở Sở đợi khoảng 30 giây, thấy Giang Thần không có động tính gì, cô chợt mở mắt, xuất hiện trong tầm mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc. Cô cũng không biết mình lấy dũng khí này từ đâu. Cô ôm chầm lấy Giang Thần và trao cho anh nụ hôn ngọt ngào. Môi anh môi em khẽ chạm vào nhau. Chương 220, tình cảnh đường cùng của nhà họ Đường. Hai người đang hôn nhau, đang ôm nhau. Cốc cốc cốc. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Hai người giống như vừa làm việc gì sai trái, đột nhiên hoảng loạn buông nhau ra. Giang Thần nâng cao giọng kêu lên một tiếng, ai đó? Anh rất không vui. Ai vậy chứ, thật là không có đạo đức mà anh đã hôn rồi chỉ còn đợi làm việc chính nữa thôi thế mà lại cắt ngang chuyện tốt của anh ngoài cửa truyền đến giọng nói của hà diễm mai bà ta hét to mau mở cửa ông cụ muốn mở cuộc họp gia tộc bảo các thành viên trong gia tộc đều phải tham gia đêm hôm thế này họp cái gì mà họp giang thần tỏ vẻ bất mãn đường sở sở đã bắt đầu mặc lại quần áo rồi tốc độ của cô rất nhanh giang thần còn chưa kịp phản ứng cô đã mặc xong quần áo rồi cô đỏ mặt mỉm cười với Giang Thần, lần, lần sau, lần sau ra ngoài thuê phòng. Giang Thần còn có thể nói gì nữa? Chuyện cung đấu, chỉ có thể đợi lần sau vậy. Anh cũng bắt đầu mặc quần áo. Rất nhanh hai người đã mặc xong quần áo đi ra ngoài. Lề mề cái gì không biết. Vừa ra ngoài, Hà Diễm Mai đã tỏ vẻ không vui. Đột nhiên, bà ta cảm thấy gì đó. Bà ta nhìn chằm chằm đường sở sở không chớp mắt, thấy gương mặt cô đỏ hồng bà ta là người từng trải vừa nhìn đã hiểu ngay trước đó trong nhà đã xảy ra chuyện gì bà ta mau chóng kéo đường sở sở qua một bên nhỏ giọng hỏi sở sở con và thằng vô dụng đó chung phòng rồi hả đường sở sở hoảng loạn giống như làm sai một việc rồi bị vạch trần vậy cô xấu hổ cúi đầu không biết trả lời như thế nào con hà diễm mai nổi cơn thịnh nộ trách móc mẹ nói với con thế nào sao con lại không chịu nghe vậy lề mề cái gì không phải là muốn mở cuộc họp gia tộc sao còn không mau đi giang thần bị phá hỏng chuyện tốt vẻ mặt vô cùng bất mãn đường sở sở hoảng hốt đi ra khỏi cửa con bé chết tiệt hà diễm mai chống hông đi theo đường bác nhìn giang thần một cái nhẹ giọng nói đi thôi cả nhà cùng ra khỏi cửa đi về phía biệt thự nhà họ đường trên đường đi hà diễm mai không ngừng trách mắng đường sở sở bà ta biết trước giờ đường sở sở chưa từng chung chăn gối với giang thần vẫn luôn là gái còn trinh bà ta cũng luôn âm thầm nói với đường sở sở bảo cô đừng quan hệ với giang thần như vậy sau này ly hôn rồi cũng có thể chọn gia đình giàu có lần nữa một khi đã chung chăn gối rồi vậy thì sẽ là hàng đã qua sử dụng như vậy sẽ không còn thơm ngon nữa bà ta không ngờ bà ta không ngừng mắng mỏ đường sở sở đường sở sở lại không hề nói câu nào cô vẫn còn đang nhớ lại mùi vị trước đó. Lúc hôn Giang Thần, lúc Giang Thần ôm chặt lấy cô, cô cảm thấy trong người dường như có một dòng điện, linh hồn đường như sắp bay ra, cơ thể bay bổng lên. Cô nhớ lại cảm giác đó, cảm thấy si mê cảm giác đó. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của cô lại bất giác nở nụ cười. Rất nhanh, cả nhà đã đến biệt thự nhà họ đường. Trong biệt thự đã có không ít người, các thành viên quan trọng của nhà họ đường đều đến đủ rồi cả nhà đường Hải, cả nhà đường Kiệt. Cả nhà đường sở sở đi qua, tất cả mọi người đều nhìn sang, đột nhiên có một giọng nói vang lên một cách kỳ lạ, lề lề mề mề, lần nào các người cũng đến chậm nhất. Người nói là vợ của đường Kiệt, Trần Á. Thời gian này, đường Kiệt đã lên làm chủ tịch hội đồng quản trị, Trần Á về nhà mẹ cũng nở mày nở mặt, nhưng bởi vì đường sở sở, bây giờ nhà họ đường rơi vào nguy cơ phá sản, nên bà ta hận đường sở sở đến chết. Mẹ, Nói ít vài câu đi." Đường Dũng ở bên cạnh kéo Trần Á lại. Đường Thiên Long ngồi trên sofa, hút thuốc tẩu, thấy mọi người đều đã đến rồi, mới mở miệng nói, "Lần này gia tộc xuất hiện nguy cơ, hôm nay gọi mọi người đến không phải để oán trách ai, mà là tìm cách giải quyết để có thể vượt qua nguy cơ lần này." Giọng của Đường Thiên Long vang dội. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người Đường Sở Sở. Đường Lỗi lạnh giọng nói, "Không phải tất cả đều nhờ có Đường Sở Sở sao?" bởi vì nó đắc tội với nhà họ Ngụy, khiến nhà họ Ngụy mất mặt, nhà họ Ngụy mới báo thù chúng ta. Đúng vậy, cũng vì đường sở sở, các tập đoàn dược phẩm lớn đều không hoan nghênh vĩnh nhạc chúng ta, đều không muốn đặt hàng của chúng ta nữa. Ông nội, đường sở sở là sao chổi, không đuổi cô ta ra khỏi gia tộc, nhà họ Đường sẽ không có ngày yên thân. Cho dù có muốn đuổi ra khỏi gia tộc thì cũng phải bắt cô ta bồi thường thiệt hại lần này của nhà họ Đường đã người nhà họ đường lần lượt lên tiếng. Đường sở sở cũng không hiểu rốt cuộc tình hình hiện tại của nhà họ đường là như thế nào. Cô chỉ biết, vĩnh thái của cô xong rồi, bây giờ cũng không còn tiền để chờ mình nữa. Cô hỏi, ông nội, bây giờ vĩnh nhạc thế nào rồi? Đường thiên long nâng mí mắt lên, nhìn cô một cái thế nào? Cháu còn dám hỏi, bởi vì cháu khiến nhà họ ngụy khó xử, khiến nhà họ ngụy mất mặt, nhà họ ngụy đã trả thù, chống đối nhà họ đường, Bây giờ Thiên Quân và Trường Sinh đều đã hủy bỏ hợp đồng với Vĩnh Nhạc rồi, hơn nữa còn kiện Vĩnh Nhạc về vấn đề chất lượng. Bây giờ Vĩnh Nhạc đã bị Niêm Phong để kiểm tra, ngân hàng cũng bắt đầu đòi tiền nợ, việc làm ăn của nhà họ Đường đột nhiên ngưng trệ, bây giờ đã nợ mấy trăm triệu rồi. Sau khi nghe đờ xong, sắc mặt Đường Sở Sở trở nên nghiêm trọng. Cô không ngờ, nguy cơ hiện tại của nhà họ Đường lại nghiêm trọng đến vậy. Các người nói nên làm sao đây? Đường Thiên Long nhìn đám người nhà họ đường. Tình hình bây giờ, ngoại trừ phá sản thì không còn cách nào khác nữa. Mấy chục năm nay, ông ta vẫn luôn cố gắng đưa nhà họ đường lên tầng lớp thượng lưu, không dễ gì mới có được gia sản một tỷ mấy, bây giờ chỉ trong một đêm đã trở về như trước khi giải phóng rồi. Ông ta đã 80 tuổi rồi. Ông ta mệt rồi. Ông ta không muốn quan tâm, cũng không muốn hỏi nữa. Ông ta gọi mọi người đến họp là muốn hỏi xem có cách nào không, nếu như không có gì, vậy thì cứ công bố phá sản vậy. Mọi người đều im lặng. Đây là do nhà họ Ngụy làm. Thiên Quân, Trường Sinh đều đứng về phía nhà họ Ngụy. Nhà họ Đường muốn trở mình còn khó hơn lên trời. Thấy mọi người đều không lên tiếng, Đường Thiên Long thở dài một hơi, chống gậy đứng lên, nếu đã không còn cách nào khác, vậy thì công bố phá sản đi. Ông già rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi, các người tự mình đi kiếm sống, đi lăn xả đi lần này đường thiên long cũng không trách mắng đường sở sở nữa bởi vì ông ta biết có trách mắng cũng vô dụng đây là số phận tất cả đều là số phận nhà họ đường không có cửa trở thành gia đình giàu có già rồi thật sự già rồi đường thiên long chống gậy từng bước xoay người đi lên lầu dường như chỉ trong phút chốc ông ta đã trở nên già nua giang thần nhìn thấy cảnh này cũng hơi nhíu mày lại từ trước đến giờ Đường Thiên Long luôn khiến anh có cảm giác ông ta là một người rất mạnh mẽ. Mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng trên người ông ta lại rất có sức mạnh, rất sông xáo, khiến ông ta trông rất có tinh thần. Đột nhiên, sức mạnh và sự sông xáo đó không còn nữa. Bây giờ, ông ta cũng chỉ là một người già sắp bước vào quan tài. Có lẽ còn có cơ hội." Giang Thần lên tiếng, giọng của anh vang dội. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Thần đường thiên long cũng xoay người nhìn anh từ trong mắt ông ta giang thần nhìn thấy một tia sáng một tia hy vọng cho tàn lại cháy đường sở sở kéo nhẹ giang thần ý bảo anh đừng nói lung tung tình cảnh bây giờ của nhà họ đường rất khó khăn vĩnh nhạc bị niêm phong để điều tra tiền vốn lại cạn kiệt còn thiếu nợ không ít tiền làm gì còn cơ hội gì nữa dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người giang thần mở miệng nói theo như tôi biết dưới trướng tập đoàn thời đại khoa có công ty đầu tư chúng ta có thể đi lôi kéo đầu tư chỉ cần công ty đầu tư thời đại khoa có thể bỏ vốn đầu tư vào vĩnh nhạc vậy thì vĩnh nhạc sẽ có thể vượt qua lần khó khăn này nghe vậy tia hy vọng trong mắt đường thiên long dần tan biến đường hải lạnh lùng nhìn giang thần nói cậu có biết cậu đang nói gì không bây giờ vĩnh nhạc bị niêm phong và điều tra nhà họ đường thiếu nợ mấy trăm triệu thời đại khoa là đồ ngốc à sao lại bỏ vốn đầu tư vào vĩnh nhạc chứ Đường Kiệt cũng mở miệng cười nhạo, nhóc con, cậu có hiểu rõ tình hình hiện tại của Vĩnh Nhạc không vậy? Nếu không có 500 triệu thì sẽ không cách nào chờ mình được, hơn nữa vốn dĩ Vĩnh Nhạc không còn tương lai nữa, ai lại đồng ý bỏ mấy trăm triệu vào đầu tư chứ? Đồ vô dụng đúng là đồ vô dụng, đến đầu tư là gì cũng không hiểu rõ đã lên tiếng nói. Nếu không phải vì tên vô dụng này, Đường Sở Sở sao lại hủy hôn, nhà họ Đường sao lại phải chịu những chuyện này chứ? Giang Thần vừa mở miệng sự tức giận của người nhà họ đường bỗng chốc bùng phát đổ hết tất cả tội danh lên người giang thần tôi nói được là được giang thần không để tâm nói không đi thử làm sao biết là không được được đường thiên long nhìn chằm chằm giang thần nói từng chữ giang thần nếu như cậu có thể kéo được vốn đầu tư của tập đoàn thời đại khoa đưa nhà họ đường trở mình tôi hứa từ nay trở về sau tuyệt đối sẽ không có một ai dám nhắc đến chuyện ly hôn của cậu và sở sở nữa nếu cậu có thể kéo được vốn đầu tư, đường thiên long tôi sẽ thừa nhận cậu là cháu rể của nhà họ đường tôi. Để cháu thử, Giang thần gật đầu, còn đường sở sở thì đen mặt. Tên Giang thần này lại bắt đầu giả vờ rồi. Tình hình của nhà họ đường chắc chắn là không thể nào chờ mình được. Bỏ ra mấy trăm triệu để cứu sống vĩnh nhạc chắc chắn là chuyện không thể nào. Trước khi đầu tư, bất kỳ công ty đầu tư nào cũng đều điều tra một loạt, rồi còn đánh giá rủi ro nữa. Đầu tư vào nhà họ Đường chắc chắn sẽ không được đền đáp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 220.